Lúc ấy nếu là Trung Lữ hoặc Ngũ Quãng thì có thể điều kiện cho địa phương không được lợi bằng bên Hâm Đạt. Tập đoàn Hâm Đạt hứa nếu hạng mục cho bọn họ làm chủ đạo thì sẽ tiếp tục đưa các đối tác tiến vào, giai đoạn 2 và 3 đầu tư cũng hơn 1 tỷ, tiến hành gia công thêm nữa. Vì thế ở hạng mục này Triệu Quốc Đống kiên trì do tập đoàn Hâm Đạt làm chủ đạo, tạo ra quan hệ hơi căng thẳng với một vài lãnh đạo trên tỉnh và cấp bộ. Nhưng do Triệu Quốc Đống dốc lòng kiên trì, tập đoàn Hâm Đạt cũng thông qua vài con đường khác vận động nên hạng mục này bị đình trệ nửa năm đã một lần nữa khởi động lại, cũng mới khiến tập đoàn Hâm Đạt và tập đoàn Long Thịnh phát triển nhanh như bây giờ. Nếu như suy nghĩ của người bình thường thì lúc ấy tập đoàn Hâm Đạt có vấn đề lớn như vậy, lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng nếu muốn giảm bớt trách nhiệm thì nhất định sẽ đồng ý lựa chọn bỏ qua hạng mục này. Bởi vì khi đó hạng mục này vẫn chưa chính thức khởi động. Hoặc là lui một bước có thể chọn hợp tác với mấy công ty nhà nước trực thuộc Trung ương như Trung Lữ, Ngũ Quáng. Dù sao Trung Lữ, Ngũ Quáng có quan hệ hùng hậu ở bên trên, có thể giảm đi không ít ảnh hưởng bất lợi. Trần Anh Lộc thở dài nói, Triệu Quốc Đống ở các vấn đề trọng đại dù là phương diện chính trị hay công tác kinh tế thì đều là người kiên quyết không thỏa hiệp. Mặc dù sau khi hắn làm chủ tịch tỉnh thì điều này hơi giảm đi chút nhưng rất khó nói có phải hắn cố ý ở ẩn không. Có lẽ hắn cũng ý thức được làm chủ tịch tỉnh thì cần có thay đổi. Nhưng Triệu Quốc Đống lại đồng ý đứng trước áp lực đến từ Trung ương cũng muốn giao hạng mục này cho tập đoàn Hâm Đạt làm, đủ thấy hắn lúc ấy ưu ái cho thu hút đầu tư và hạng mục lớn đến như thế nào. Đương nhiên còn có một vài hạng mục lớn khác hắn cố sức dẫn vào, vì hấp dẫn các hạng mục này đầu tư và Ninh Lăng, hắn cũng đưa ra không ít hứa hẹn cả về hoàn cảnh cứng và mềm. Nó thoáng cái khiến một loạt hạng mục năng lượng mới, tài liệu mới, hạng mục của tập đoàn Fukuda đầu tư vào Ninh Lăng, đây đều là hạng mục lớn làm cho nơi khác thèm thuồng. Quyển 20, chương 43. Đúng thế, trước khi tôi tới An Nguyên thì chỉ nghe nói Triệu Quốc Đống giỏi về phát triển kinh tế, hơn nữa cũng có quyết đoán cùng quyết tâm. Hắn có công rất lớn trong sự phát triển của Ninh Lăng nhưng mà... Lăng Chính Dược lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Bí thư Lăng có phải là cảm thấy Chủ tịch Quốc Đống sau khi về An Nguyên thì đã có chút biến hóa? Không toàn lực phát triển kinh tế mà lại lo này lo kia, băn khoăn nhiều lên. Trần Anh Lộc đoán được tâm ý của Lăng Chính Dược, đây cũng là một trong các nguyên nhân mà Lăng Chính Dược coi hắn là cánh tay phải. Ừ, nói thật là làm tôi có chút bất ngờ, cũng có chút thất vọng và nuối tiếc. Lăng Chính Dược không phủ nhận cảm tưởng của mình. Tôi cũng mơ hồ nghiền ngẫm ra một chút suy nghĩ của hắn, dù sao Trung ương cũng đã có điều chỉnh trong phương diện này, ví dụ như nhấn mạnh cải thiện dân sinh, chú ý sự nghiệp xã hội. Đây là việc tốt. Nhưng chúng ta không thể quên một sự thật khách quan đó chính là An Nguyên mặc dù xếp thứ 5 trong cả nước về kinh tế nhưng còn chênh lệch rất rõ với top 4. Nhất là thu nhập của dân chúng đô thị, nông thôn đều còn có chênh lệch lớn với mấy tỉnh kia. Thu tài chính địa phương cũng kém xa, ở tình huống này thì sao có thể giải quyết cải thiện dân sinh và nhu cầu sự nghiệp xã hội. Tôi cảm thấy cần phải kiên định phát triển kinh tế, chỉ có phát triển kinh tế, đủ tài lực. Ví tiền của dân chúng tăng lên thì anh mới có thể chính thức giải quyết sự nghiệp xã hội và vấn đề dân sinh. Ừ, tình hình tỉnh ta và tỉnh dự khá tương tự. Mặc dù tổng sản lượng GDP không thấp nhưng thu tài chính, thu nhập của dân chúng lại kém quá xa so với mấy tỉnh Việt, thượng, sự phát triển không cân bằng của tỉnh ta cũng rất đột xuất. Muốn giải quyết mấy vấn đề này thì đúng như lời bí thư nói chỉ có thể một lòng mưu cầu phát triển, không có phát triển thì không có tư cách nói chuyện khác. Trần Anh Lộc nở nụ cười. Ở điểm này Bạch Nhất Minh cũng có quan điểm ủng hộ, y cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của An Nguyên chính là phát triển kinh tế. Lăng Chính Dược nở nụ cười. Anh cảm thấy Bạch Nhất Minh có điểm khác so với Triệu Quốc Đống. Không hoàn toàn là vậy. Trần Anh Lộc lắc đầu thoáng lộ vẻ suy tư. Thực ra tôi cũng cẩn thận phân tích một vài quan điểm Chủ tịch Quốc Đống đưa ra, cũng không phải không có lý, cũng không phải chối bỏ tầm quan trọng của phát triển. Tôi chỉ là cảm thấy hắn hình như cho rằng đảng ủy, chính quyền các cấp ở An Nguyên chúng ta đầu tư quá ít vào sự nghiệp xã hội, ít chú ý đến vấn đề dân sinh, cho nên mới đẩy mấy vấn đề này lên cao một chút. Ồ, Lăng Chính Dược hơi ngẩn ra, mí mắt buông xuống giống như đang một lần nữa cân nhắc phân tích của Trần Anh Lộc. Cái nhìn của Trần Anh Lộc làm Lăng Chính Dược có chút bất ngờ. Hắn tưởng rằng Trần Anh Lộc sẽ phê bình, đả kích Triệu Quốc Đống ở vấn đề này, nhưng biểu hiện của đối phương làm hắn rất ngạc nhiên. Mặc kệ quan điểm của đối phương có chính xác hay không thì ít nhất Trần Anh Lộc cũng thể hiện vẻ không tầm thường của y. Thấy Lăng Chính Dược dừng chân cúi đầu trầm tư, Trần Anh Lộc cũng không nói nhiều. Hắn cúi xuống nhặt một chiếc lá khô tiện tay vung lên, chiếc lá tạo âm thanh nhỏ trong không khí.
Vậy anh nói ở vấn đề này Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống có điểm gì khác nhau? Tôi thấy có khuynh hướng lấy phát triển làm chính, nhưng hắn chủ trương cần ưu hóa sản nghiệp, không thể để cho nở hoa khắp nơi. Vấn đề này lại có điểm tương tự với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Nhưng Bạch Nhất Minh cho rằng chỉ khi phát triển thì mới có thể cân nhắc cái khác, An Nguyên bây giờ cần phải tăng cường mức độ đầu tư, cũng có chút xung đột với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống hình như hơi cố chấp. Lăng Chính Dược suy nghĩ vài phút mới nói. Anh có thể quên một điểm, ồ, nói như thế nào nhỉ? Triệu Quốc Đống rất hiểu rõ ý đồ của Trung ương, nắm giữ ý đồ của Trung ương đương nhiên là việc tốt nhưng nếu quên tình hình thực tế của An Nguyên, thậm chí vượt quá một cấp độ thì tôi muốn nói tâm trạng này của hắn là không được. Trần Anh Lộc khẽ thở dài một tiếng, xem ra Lăng Chính Dược vẫn còn định ý với Triệu Quốc Đống. Trần Anh Lộc không cho rằng Triệu Quốc Đống chú trọng phát triển sự nghiệp xã hội có vấn đề gì, chính xác mà nói Triệu Quốc Đống quan sát vấn đề càng cẩn thận, không hoàn toàn là vì phương hướng của Trung ương có vài biến hóa, mà chính thức ý thức được theo thời đại phát triển, yêu cầu của quần chúng nhân dân với đảng ủy, chính quyền càng cao hơn. Nếu muốn thể hiện tình ưu việt của đảng thì quan niệm chấp chính cần điều chỉnh từng chút một, làm dân chúng cảm thấy đảng vì nhân dân. Quan điểm của Lăng Chính Dược cũng không sai. Mâu thuẫn giữa hai người này nói đúng ra chỉ là tiến hành vấn đề nào trước. Nhưng không thể phủ nhận một vài quan điểm của Triệu Quốc Đống rõ ràng có xung đột với Trần Anh Lộc, làm như thế nào giải quyết hài hòa xung đột giữa hai người thì đó do Bạch Nhất Minh phát huy tác dụng lớn hơn cả, không phải là trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua có một vấn đề rất quan trọng xuất hiện trước mặt. Đợt điều chỉnh nhân sự sau Tết thì Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều có tâm tư của mình, điều này làm Trần Anh Lộc khá khó khăn. Khiến Trần Anh Lộc không thể không chạm đội. Trần Anh Lộc có chút buồn bực, có lẽ mình không thể không giao tiếp với Bạch Nhất Minh, hy vọng người này có thể mang đến gì đó khác khác. Hứa Tất Thành nhấp một ngụm rượu, mặt bắt đầu đỏ lên. Lão Vi, làm quan càng lúc càng không thú vị, tên Lô Vệ Hồng quá âm độc, vì lấy lòng cấp trên mà bán tôi, trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi. Hừ, hắn thì hay rồi, chỉ bị cảnh cáo không nặng không nhẹ. Ỷ vào được bí thư Lăng sủng ái nên chơi chiêu này. Tâm trạng Vi Sùng Thái cũng không được tốt, hắn bưng chén lên uống cạn. Trần Anh Lộc là kẻ có thủ đoạn, mấy tên phó trưởng ban thư ký nhiều năm kinh nghiệm ở tỉnh ủy đều bị Trần Anh Lộc chỉ tới nơi tới chốn. Tề Hoa căn bản không thể so sánh với Trần Anh Lộc. Mà Trần Anh Lộc đến ban tổ chức cán bộ mặc dù tỏ vẻ thân thiết, ôn hòa nhưng Vi Sùng Thái biết càng là như vậy thì khả năng mình phải đi càng lớn. Rời khỏi ban tổ chức cán bộ không phải vấn đề. Vi Sùng Thái cũng biết mình không thể ở mãi tại đây, chủ yếu là đi đâu. Đến sở ban ngành làm người đứng đầu nhìn qua thì tốt nhưng về cơ bản làm mình không thể lên một bậc nữa, dù là muốn sang làm cấp phó tỉnh ở Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh cũng gần như không thể, đây là thông lệ của An Nguyên. Nhưng đến thị xã thì đưa mắt nhìn qua về cơ bản không có càng tốt chờ mình, có thể chỉ là lô hóa cùng thông thành. Đợt điều chỉnh nhân sự này Trần Anh Lộc không để Vi Sùng Thái làm. Vi Sùng Thái biết mình rất có thể phải đi. Mặc dù Trần Anh Lộc nhấn mạnh do đợt điều chỉnh nhân sự này lớn, hơn nữa hắn muốn mượn cơ hội này làm quen công tác tổ chức nhưng đây chỉ là lý do. Được rồi lão Hứa, anh đừng tự than oán nữa. Lô Vệ Hồng được bí thư Lăng coi trọng, làm tốt công việc của mình, về phận chuyện kia thì đã qua, công đạo ở lòng người. Vi Sùng Thái thở dài một tiếng. Lão Vi, tôi biết ý của anh, Lô Vệ Hồng lần này sợ là sẽ động Paris không? Hứa Tất Thành cười lạnh một tiếng bưng chén lên. Đến Nguyên Châu chứ? Sao, ông muốn thay vị trí của hắn? Vi Sùng Thái liếc nhìn người bạn lâu năm. Tôi không đến mức không lượng sức như vậy, tôi làm thị trưởng chưa lâu, lại vừa xảy ra chuyện, tôi chỉ hy vọng có một bí thư hợp ý tới mà thôi. Hứa Tất Thành như cân nhắc gì đó. Lão Vi, nếu ông có thể xuống thông thành thì tốt nhất. Tôi nói thật tình hình thông thành bây giờ khá tốt, trụ cột cũng có. Lô Vệ Hồng này mặc dù không ra gì nhưng lại là người làm việc thật sự. Ông tới hai chúng ta cộng tác cũng tốt. Vi Sùng Thái hơi động tâm, chẳng qua chuyện này. Lão Hứa, tôi không giấu anh, tôi có thể rời khỏi tỉnh ủy nhưng đi đâu thì tôi có thể tự quyết định sao? Vi Sùng Thái cảm thấy lời Hứa Tất Thành có vấn đề. Quyển 20, chương 4-14. Lão Vi, tôi biết anh đang khó xử. Chủ tịch Mao đã nói không phải gió đông áp gió tây thì chính là ngược lại. Có một số việc chúng ta phải cúi đầu. Hứa Tất Thành ngửa đầu ra sau, mắt trở nên sáng rực. Có một số việc không thể né tránh, như vậy chỉ có thể lựa chọn một con đường thích hợp để chúng ta sinh tồn. Vi Sùng Thái nhíu mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Lão Hứa,
anh đừng quanh co nữa, giữa hai chúng ta có gì không tiện nói chứ? Hứa Tất Thành trầm ngâm một chút. Từ tình hình hiện nay thì Lăng Chính Dược sẽ không nhận chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào bên kia. Đây là thực tế, chúng ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa tôi cũng thấy lựa chọn này không sai. Bí thư Miêu nói với anh. Vi Sùng Thái thấy yên ổn, thản nhiên nói. Có ý như vậy, chuyện của Chu Hoành Vĩ làm Bí thư Miêu bị liên lụy không ít. Tôi đã sớm nhắc Bí thư Miêu là Chu Hoành Vĩ sẽ có chuyện nhưng có một số việc, ôi. Hứa Tất Thành lắc đầu nói. Bí thư Miêu thua là do mấy tên kia. Vi Sùng Thái khẽ gật đầu, Miêu Trấn Trung buồn bã rời đi khiến nhiều người gặp họa. Thực tế trước khi đi Miêu Trấn Trung cũng ám chỉ với Vi Sùng Thái, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng lại rộng lượng, có tương lai phát triển rất tốt. Mặc dù trước có chút mâu thuẫn nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì không đáng gì. Triệu Quốc Đống không phải người chấp nhặt. Mặc dù không nói rõ nhưng Vi Sùng Thái vẫn hiểu ý của Miêu Trấn Trung. Xem ra Hứa Tất Thành đã tiếp nhận ý kiến của Miêu Trấn Trung, bước đi bước đầu tiên. Vi Sùng Thái không ngờ Hứa Tất Thành lại quyết đoán như vậy. Tôi cân nhắc một chút. Lão còn cân nhắc gì? Đời người tuy không muốn đi đường tối để tìm gì đó nhưng cũng cần tìm sân khấu để thể hiện mình. Người chết để tiếng, báo chết để ra, ít nhất cũng làm cho dân chúng địa phương nhớ ta đã làm những việc thật cho mảnh đất này. Hứa Tất Thành trầm giọng nói. Chúng ta chỉ cần làm theo lương tâm của mình thì không cần so đo mấy lời đồn. Thực ra chúng ta cũng không phải là không nhiễm bụi trần mà. Vi Sùng Thái á khẩu không nói được gì, làm quan nhiều năm như vậy nếu không nhiễm bụi sao được. Vi Sùng Thái hít sâu một hơi bưng chén lên uống cạn. Được, lão Hứa, tôi hiểu ý của anh, tôi cần phải cân nhắc nhưng tôi sẽ có quyết định trong thời gian ngắn nhất. Vậy là tốt rồi. Mắt Hứa Tất Thành lóe lên. Sự thật rất tàn khốc. Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng sinh tồn. Bí thư Trương, xin mời. Chu Đạt Nho Nhã đưa tay ra, một người đàn ông trung niên béo đi tới nói. Tổng Giám Đốc Chu, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, trước Tết biết các vị bận nên tôi chỉ gọi điện hỏi một chút. Anh tôi nói sau Tết có lẽ mọi người còn có thể dành chút thời gian nên muốn mời anh cùng Bí thư Trung, thị trường Tiêu ngồi một chút, không có ý gì khác. Chu Đạt thân thiết bắt tay Trương Bồi Lễ, Bí thư Huyện ủy Vân Lĩnh. Nguyên Bí thư Huyện ủy Vân Lĩnh đã điều tới làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị xã, đây coi như an bài tốt cho Lang Thế Quần đã tới tuổi, nếu muốn cạnh tranh chức Phó Thị trưởng hoặc Thường vụ Thị ủy thì gần như không thực tế. Trương Bồi Lễ hợp logic lên làm Bí thư Huyện ủy Vân Lĩnh, đương nhiên trong này cũng có chút vấn đề. Có không ít người tranh chức này, ít nhất Trương Bồi Lễ biết có mấy ứng viên đủ thực lực. Ví dụ như Chủ tịch Tào Tập. Thôi Tú Phu cùng với Chủ tịch quận Đông Giang, Chu Trọng. Không thể phủ nhận Trương Bồi Lễ biết mình có quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Hâm Đạt, nhất là quan hệ cá nhân với anh em Chu Đạt đã phát huy chút tác dụng. Chủ tịch Triệu sẽ tới ư? Trương Bồi Lễ vừa đi vừa nói. Năm trước tôi lên An Đô vốn định đi gặp Chủ tịch Triệu nhưng Chủ tịch Triệu không ở nội thành, tôi đợi nửa ngày không đợi được nên đành phải về. Còn chưa xác định, phải xem lịch của Chủ tịch nữa. Anh cũng biết Chủ tịch Triệu bây giờ không phải là Bí thư Thị ủy, có những lúc không phải do chính mình. Chu Đạt nhắc tới Triệu Quốc Đống với giọng khá quen thuộc, vẻ mặt cũng tùy ý. Trương Bồi Lễ cười cười không nói giống như không quá để ý lời này của Chu Đạt. Xin mời, anh tôi đang ở bên trong. Máy điện thoại của Chu Đạt vang lên. Ừ, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa, không vấn đề, chúng tôi chờ một chút là được. Vậy còn Chủ tịch Triệu? Được, tôi hiểu. Căn phòng này khá rộng, chứ 20 người ngồi ăn nói chuyện cũng thừa sức, một cửa thủy tinh ngăn bên ngoài và phòng nghỉ có ban công rộng, ở đây sẽ không bị người khác quan sát thấy. Hà Đàn tiểu thư vừa từ Australia trở về hả? Ánh nắng bên kia khác hẳn vẻ u ám ở An Nguyên, có phải Hà Đàn tiểu thư không quen? Mắt Chu Hâm sáng quắc nhưng không mang theo chút ham muốn gì. Đối với hắn mà nói thì người phụ nữ có đẹp đến mấy cũng không làm hắn chú ý bằng giá trị của đối phương. Cũng đỡ, tôi ở Quảng Châu 2 ngày. Quảng Châu so với bên này không tốt hơn bao nhiêu, sự khác biệt giữa hai bán cầu làm nhiều người cần thời gian để thích ứng, năng lực thích ứng của tôi coi như tốt. Hà Đàn tiểu thư có dáng người khá cao, đứng ban công mà mặt trời như tản ra xung quanh, chiếc váy bó sát người, đôi chân thon dài và cặp mông khá quyến rũ. Cô tùy ý giãn người, chiếc áo len bên trên khá vừa người, từ mặt bên nhìn có thể thấy bộ ngực cao vút. Đàn đàn. Em đi bơi vào lúc này không sợ ảnh hưởng đến làn da sao? Chị không dám nhảy xuống nước ở thời tiết này đâu.
người phụ nữ hơi lớn tuổi hơn chút ngồi trên ghế, nửa người bị lông cừu bao phủ chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đôi chân đi tất không phải màu đen mà là màu xám, đi giày cao gót. Oánh tỷ, nhiều người chính là đi về phía mặt trời, chẳng qua em cũng không dám quá mức, ở bên đó một tuần em chỉ đi tắm có 2 lần, chơi trên du thuyền 2 lần sau đó bọn họ tới Melbourne còn em về nước. Hà Đan mỉm cười nói. Là chiếc nào vậy, Hải Thượng Quân Vương ư? Mai Oánh thoáng hiện lên vẻ không để ý nhưng chỉ sâu trong lòng cô mới biết mình muốn lên chiếc du thuyền là sang trọng nhất cả nước. Chiếc thuyền này có giá 45 triệu tệ, thuộc về tài sản cá nhân của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương Lãng, Triệu Đức Sơn. Trong nước có không ít người có tiền hơn Triệu Đức Sơn, nhưng dám bỏ ra nhiều tiền như vậy như Đức Sơn thì không nhiều. Triệu Đức Sơn có 3 hòn đảo cá nhân ở quần đảo Bahamas, năm ngoái mới mua chiếc du thuyền Hải Thượng Quân Vương, thời gian dài được đặt ở dòng Hoàng Phố, làm vô số người đi ngang qua chú ý. Đúng, đi trên chiếc du thuyền này đúng là có cảm giác rất lạ, cơn gió biển ập tới, cảm giác bồng bềnh không dễ gì tìm được. Hà Đan không ngại thể hiện quan hệ của mình trước mặt Mai Oánh, người cô có quan hệ khá tốt. Thấy Chu Hâm biến mất ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại 2 người phụ nữ. Vẻ ấm áp trên mặt Mai Oánh thoáng cái biến mất thay vào đó là vẻ trêu chọc, chế nhạo. Em muốn câu dẫn Triệu Đức Sơn, cẩn thận bị ăn sạch đó, bên người hắn có rất nhiều người như em. Oánh tỷ, sao lại nói vậy? Chẳng lẽ chị cũng đã nếm thử nhưng không có thu hoạch gì? Hà Đàn mặt không chút thay đổi chỉ là giọng điệu cũng trở nên không hề khách khí. Quyển 20, chương 45. Mai Oánh nhíu mày nhưng lập tức nở nụ cười. Chị tự biết mình ở đâu. Hà Đàn cũng nở nụ cười. Cũng thế, có vài thứ không phải chúng ta có thể dựa vào thì đừng uổng phí tâm cơ. Mai Oánh cười cười, ở phương diện này Hà Đàn khéo đưa đẩy hơn Tô Hiểu nhiều, ăn nói cũng ổn, làm việc cẩn thận. Ví dụ như hôm nay anh em Chu Đạt vẫn đi đường cũ, không phải mong được gì mà chỉ để tăng không khí, thử dò xét điểm mấu chốt mà thôi. Vậy em muốn tranh thủ gì? Mai Oánh lướt nhìn qua khuôn mặt của Hà Đàn. Chẳng lẽ chúng ta không phải một loại người? Hà Đàn không trả lời mà hỏi lại một câu. Mai Oánh hơi cứng lại, mình rốt cuộc đáng là gì? Cô không dễ xác định, mặc dù tập đoàn Hâm Đạt mãi không đề cập về thỏa thuận trước kia nhưng Mai Oánh biết không có nghĩa việc này không tồn tại. Quan hệ xã hội của anh em Chu Đạt rất phức tạp, nhất là nghe nói khởi nguồn từ các thương vụ mờ ám, bây giờ mặc dù đã hoàn toàn tẩy trắng nhưng không ai có thể quên kinh nghiệm trước đây của bọn họ. Tập đoàn Hâm Đạt bây giờ đã đi vào chính quy nhưng không có nghĩa bọn họ muốn làm gì thì làm. Công ty tư nhân khiến bọn họ gặp không ít hạn chế, nhất là bọn họ từng có hành vi chạm vào công ty nhà nước, bọn họ nếu muốn sống sót thì phải phát triển càng lúc càng mạnh, như vậy không thể không dựa vào chính quyền cấp cao hơn ủng hộ. Mai Oánh cũng thừa nhận anh em Chu Đạt đi đến bây giờ đúng là có điểm thành công của mình, ít nhất khứu giác và tầm nhìn của bọn họ hơn xa người bình thường. Nhiều năm trước bọn họ đã đặt cược vào Triệu Quốc Đống, mà tiền đặt có cả cô. Chẳng qua Triệu Quốc Đống quá trầm ổn, kín kẽ, dù cô toàn lực hấp dẫn cũng không câu dẫn được hắn. Nhưng tập đoàn Hâm Đạt đặt cược còn có bộ phận khác, bây giờ đã cho thấy hiệu quả không nhỏ. Hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt ở Vân Lĩnh đã xúc tiến kinh tế công nghiệp Vân Lĩnh phát triển nhanh chóng. Được thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cao độ tán dương, qua đó cũng khiến Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với tập đoàn Hâm Đạt. Tập đoàn Hâm Đạt còn chưa thỏa mãn với ấn tượng tốt đó. Sự kiện hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh làm bọn họ có ấn tượng rất sâu. Nếu lúc ấy không có thái độ cứng rắn của Triệu Quốc Đống có lẽ tập đoàn Hâm Đạt sẽ gần như phá sản. Chính vì như vậy Mai Oánh biết anh em Chu Đạt vẫn không muốn buông tha ở phương diện này. Đương nhiên thời gian thỏa thuận lúc đầu đã không còn được nhắc lại nữa. Triệu Quốc Đống bây giờ là chủ tịch tỉnh, không có ai có thể dễ dàng phá quan được, nhưng nếu phá được thì hiệu quả sẽ rất khác. Mặc dù không thể công phá chỉ cần có thể làm tình nhân, chỉ cần làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng hơn nữa với tập đoàn Hâm Đạt là đủ. Triệu Quốc Đống không nghĩ trong này có nhiều vấn đề như vậy. Anh em Chu Đạt mời hơn nữa danh nghĩa khá đầy đủ. Cảm ơn thị ủy, ủy ban Ninh Lăng mấy năm qua đã ủng hộ tập đoàn Hâm Đạt, Triệu Quốc Đống làm cựu bí thư thị ủy cũng được mời. Một cuộc tụ họp không có ý gì khác, Triệu Quốc Đống sau khi hỏi Trung Dược Quân việc này mới đồng ý thu xếp thời gian tới. Nhưng khi hắn thấy Mai Oánh và Hà Đàn, hắn không nhịn được có chút cau mày. Kiều Huy đã sớm nhắc nhở hắn, anh em Chu Đạt đều là người chìm nổi bên ngoài luồng, có can đảm hơn xa so với nhà kinh doanh bình thường, mấy quy tắc giáo điều bình thường chưa chắc có bao áp lực với bọn họ. Ngược lại bọn họ sẽ cho rằng vượt quá ước thúc sẽ có hiệu quả.
Mai Oánh rất hấp dẫn, đôi mắt sâu kín đầy ma lực, khoảng cổ trắng ngần hút hồn. Mai Oánh hai năm qua cũng đóng hai bộ phim hay, được đề cử ở mấy giải nước ngoài, tuy không được giải nhưng cũng mang tính đột phá lớn với cô. Mà danh tiếng của Mai Oánh tăng lên thì sức hấp dẫn với đàn ông cũng tăng lên theo cấp số nhân. Hà Đàn kia có lẽ thay thế được vị trí của Tô Hiểu ngày nào, chắc cũng là người bị hại do quy tắc ngầm của làng giải trí, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng muốn được gì đó trong vũng nước đục này. Anh em Chu Đạt đi con đường khác với các công ty khác. Ít nhất sau khi hắn từ chối rõ ràng thì đối phương phải biết ý mới đúng, không ngờ vẫn còn, bất khuất, kiên định như vậy. Khu nghỉ dưỡng khám dù có HCA rất tốt, những hành lang trên nước khúc khuỷu, hơn nữa các công trình được làm theo kiểu giả cổ trông khá đẹp mắt. Mặc dù trường hợp này không quá thích hợp để mấy người phụ nữ xa lạ ngồi cùng nhưng khách tùy chủ, hơn nữa có hai người phụ nữ xinh đẹp, có chút thân phận tham gia thì cũng khiến không khí trở nên ôn hòa hơn nhiều. Dù là Mai Oánh, Hà Đàn đều có đủ chuyện để nói, từ văn hóa Mỹ xâm lấn vào văn hóa Trung Quốc. Hai người phụ nữ rất xảo diệu làm vật dẫn cho các câu chuyện. Nhược Lâm, sao em lại ở đây? Triệu Quốc Đống không ngờ lại gặp Trình Nhược Lâm ở đây. Ánh sáng trên hành lang hơi mờ, hắn chỉ thấy một người phụ nữ đang gọi điện, không nghe ra nói gì nhưng cảm thấy âm thanh quen quen vì thế đi tới. Gọi xong, Triệu Quốc Đống hơi rùng mình, hắn nhanh chóng nhìn quanh, cũng may ở đây khá vắng vẻ. Trình Nhược Lâm cũng giật mình sau đó lộ rõ vẻ vui mừng. Chẳng qua cô bình tĩnh hơn Quốc Đống nhiều, đầu tiên nhìn bốn phía xác nhận không ai thấy hai người. Mặc dù là vậy cô cũng chỉ đến gần Triệu Quốc Đống, nhỏ giọng nói. Quốc Đống, sao anh cũng ở đây? Không đợi Triệu Quốc Đống trả lời, Trình Nhược Lâm nói tiếp. Vừa nãy em gặp Hà Đàn, cô ta nói mình cùng Mai Oánh đến đây dùng cơm, là với anh. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Là cùng bọn anh. Không phải anh đến mới biết được. Là tập đoàn Hâm Đạt mời cơm, ai ngờ anh em Chu Đạt lại làm như vậy. Quy tắc ngầm của làng giải trí xem ra đang dần mở rộng ra ngoài. Quốc Đống, em nghe nói anh em Chu Đạt có quan hệ rất rộng, Mai Oánh có quan hệ mật thiết với bọn họ, anh phải cẩn thận. Trình Nhược Lâm nhắc nhở. Chẳng qua Mai Oánh kia nghe nói là vưu vật, anh mà muốn nếm cô ả thì cũng phải chọn cơ hội thích hợp, đừng để bị người túm được nhược điểm. Triệu Quốc Đống vốn có chút cảm động nhưng bị câu nói trêu chọc của Trình Nhược Lâm làm hắn buồn bực. Anh không có hứng thú nếm cô ta nhưng tối nay anh muốn ăn em. Em đến đây làm gì? Đoàn làm phim tới đây quay bộ Ung Hòa Xuân, em phải ở An Nguyên 2 tuần. Ừ, hôm nay coi như đoàn tổ chức ăn mừng, chủ yếu là ở bên Ninh Lăng. Anh lúc nào rảnh sang Ninh Lăng chứ? Mặt Trình Nhược Lâm nóng lên, ánh mắt quyến rũ nhìn tới làm Triệu Quốc Đống như muốn ôm lấy cô. Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu bảo mình tỉnh táo, hắn cười khổ nói. Mục tiêu của bọn em quá lớn, anh đoán có không ít phóng viên đang nhìn chằm chằm vào. Trình Nhược Lâm khẽ gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ tình ý. Ôi, ai bảo anh về An Nguyên, ở Bắc Kinh tốt như vậy cơ mà. Triệu Quốc Đống hơi rung động cắn răng nhìn quanh, hắn lấy tay véo vào cặp mông của cô. Hay là em ở lại Ando 2 hôm? Quyển 20, chương 46. Trần Đại Lực cũng không biết Triệu Quốc Đống ở khu nghỉ dưỡng khám hồ này, nhưng hắn biết đoàn phim Ung Hòa Xuân ở đây, mà nó lại do công ty điện ảnh Niết Bàn đầu tư. Trần Đại Lực mặc dù không rõ Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm nếu là tình nhân thì La Băng tính gì. Hoặc là Triệu Quốc Đống bắt cá hai tay. Nếu là như vậy thì Trần Đại Lực đúng là rất ghen ghét, cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống giỏi trong phương diện này. Gặp Trình Nhược Lâm chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy có thể đây là cơ hội dò xét bí ẩn của Triệu Quốc Đống. Nhưng hắn cũng biết trong đó khá mạo hiểm, Triệu Quốc Đống bây giờ có lẽ ra ngoài là có người đi theo, hơn nữa có thể dùng tài nguyên vô hạn diệt trừ mọi nguy hiểm, càng không cần nói mình dù bắt được nhược điểm chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua Trần Đại Lực không phải người thấy khó mà lui, có lẽ chuyện khác hắn sẽ lui nhưng việc đối phó Triệu Quốc Đống, Trần Đại Lực không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy. Có lẽ ngọn lửa sâu trong lòng đang thiêu đốt thần kinh của mình. Khi đó mình có thể hất hàm sai khiến, quyết định vận mệnh người khác. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mình đối đầu với Triệu Quốc Đống. Trần Đại Lực không cho rằng mình tán tỉnh La Băng có gì không đúng. Một ả phụ nữ chưa kết hôn, một nhân viên, trên trán không khác mấy chữ Triệu Quốc Đống, dựa vào cái gì mà mày có thể cưỡi mà tao không thể. Thực ra Trần Đại Lực cũng biết rõ khoảng cách giữa mình và Triệu Quốc Đống càng lúc càng xa. Nếu lúc hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì mình có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ làm Triệu Quốc Đống bị tổn thương,
như vậy sau khi Triệu Quốc Đống đến Điền Nam thì khả năng này bị giảm rất lớn. Khi Triệu Quốc Đống về làm chủ tịch tỉnh An Nguyên, Trần Đại Lực biết khả năng mình khiêu khích Triệu Quốc Đống gần như không thể. Không nói cuộc sống riêng của hắn có bị mình nắm giữ không, dù có thì sao chứ. Mình không thể phá cửa mà vào bắt quả tang Triệu Quốc Đống ngủ với người phụ nữ khác không phải vợ hắn, vậy mình sẽ gặp tai ương diệt đình. Dù thông qua chút thủ đoạn tìm được mấy thứ này thì sao chứ? Ai tin, tin thì ai có thể đẩy mấy thứ này ra? Đảng Cộng sản sẽ không vì việc này mà xử lý cán bộ cao cấp như Triệu Quốc Đống. Nhưng tất cả vẫn không dập tắt được ngọn lửa báo thù trong lòng Trần Đại Lực. Trần Đại Lực vẫn cho rằng người sống trên đời phải có mục tiêu theo đuổi, tất cả cái khác đều phục vụ mục tiêu. Mà hắn bây giờ cảm thấy mình chưa thoát được bóng ma của Triệu Quốc Đống, hoặc là không vứt được oán niệm, nếu không vứt bỏ được thì cố sức làm. Đương nhiên làm việc này cần phải kiên nhẫn, không thể hy sinh vô ích, cho nên Trần Đại Lực mới càng thêm cẩn thận. Đến khu nghỉ dưỡng Khám Hồ cũng là muốn tìm cơ hội. Mặc dù biết dù có cơ hội, mình có thể bất lực nhưng Trần Đại Lực vẫn muốn tìm kiếm tất cả có thể. Khi hắn thấy Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh từ xe đi ra, hắn có chút giật mình. Chẳng lẽ Trình Nhược Lâm thật sự gặp Triệu Quốc Đống ở đây, vậy Triệu Quốc Đống sao gọi Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh tới đây? Sự tò mò làm Trần Đại Lực không kiềm chế được. Khi Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm biến mất, Trần Đại Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Hành lang không quá sáng, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm gặp ở đây, không có hành vi gì quá đáng, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì. Thời gian rất ngắn, hắn thậm chí không thấy rõ Triệu Quốc Đống khẽ bóp mông Trình Nhược Lâm. Hắn có cảm giác tối nay ở khu nghỉ dưỡng này sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa có liên quan tới mục tiêu. Nhưng là gì thì hắn không nói rõ cho nên hắn dự định quan sát tiếp. Nhị Mao, cậu mang mấy anh em đến khu nghỉ dưỡng Khám Hồ, anh ở đây, nhớ mang cả ống nhòm hồng ngoại tới. Trần Đại Lực nói chuyện xong đã không thấy đối phương đâu, hắn nở nụ cười đầy lạnh lùng. Lăng Tiêu khẽ run lên, người đàn ông bên cạnh vỗ vỗ hắn. Tùng tử, tối nay bố trí như thế nào, bên Tam Thúc thì đừng hy vọng, chú ấy bận cả ngày, cậu về An Đô mấy ngày đã gặp chú ấy chưa? Đi thôi, Lão Tần, anh an bài thế nào? Phó trưởng phòng tổng hợp, ban tiếp đón, tỉnh ủy An Nguyên, Tần Vệ Đông đi cùng nhóm người. Lăng Tiêu thì hắn rất quen thuộc, bí thư Lăng đến An Nguyên 2 năm, số lần Lăng Tiêu đến không ít. Có thân phận phó cục trưởng cục xuất bản ban tuyên giáo trung ương, không biết người này sao rảnh như vậy chứ. Vừa tới An Đô là ở cả tuần, chẳng qua tên này đúng là nhiều bạn, luôn có người thanh toán cho hắn, mình chủ yếu là người dẫn tuyến mà thôi. Chẳng qua Lăng Tùng, con bí thư Lăng lại là lần đầu tới An Đô. Ít nhất Tần Vệ Đông làm ở ban tiếp tân lâu như vậy vẫn chưa thấy tên này, nghe nói mở công ty thiết bị an toàn ở bên khu vực Duyên Hải, kinh doanh khá tốt. Nhị ca, em thấy thôi đi. Em uống không ít rồi, về muộn không chừng mặt bố em dài như mặt ngựa. Lăng Tùng kia trông nhỏ hơn Lăng Tiêu vài tuổi, khoảng 30. Tùng tử, chú đã 30 rồi nhỉ, sao, Tam Thúc bảo chú về là chú về sao? Khu nghỉ dưỡng lớn như vậy chẳng lẽ còn không tìm được hai căn phòng ư? Lăng Tiêu đầy mùi rượu liếc nhìn Tần Vệ Đông. Lão Tần, khu nghỉ dưỡng này chẳng lẽ không có phòng sao? Ha ha, cục trưởng Lăng sao có thể nói như vậy? Cục trưởng nếu ở đây thì tôi lập tức đi liên lạc. Tần Vệ Đông mỉm cười, trưởng ban Trần có ấn tượng không tốt với Lăng Tiêu này, cũng không thèm để ý tới Lăng Tiêu. Mấy lần Lăng Tiêu đến chỗ trưởng ban Trần đều lạnh nhạt. Sao Tùng Tử, chẳng lẽ chú ngại điều kiện ở nơi này? Anh nói với chú, khu nghỉ dưỡng Khám Hồ này coi như là một trong các nơi cao cấp nhất của An Đô. Đông Vân Loa, Nam Khám Hồ, đây là hai khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất của An Đô. Phong cảnh ở đây còn tốt hơn so với bên Tam Á. Anh sẽ bảo mấy người bạn tới rồi chúng ta cùng hát. Lão Tần, anh liên lạc giúp tôi, còn lại không cần xen vào. Lăng Tiêu phun ra một hơi rượu, có lẽ người hơi nóng. Hắn rút máy điện thoại ra nói. Lão Vương, các anh lại đây chưa, đến rồi ư? Tôi sao không thấy, là bên khu giải trí sao? Được, tôi lập tức tới. Vương Vĩnh Hoa bỏ máy, sớm có người mở cửa cho hắn. Khu nghỉ dưỡng Khám Hồ thì hắn không lạ gì, nơi này có quy mô nhỏ hơn bên Hồ Vân Loa nhưng địa thế bằng phẳng, quy hoạch tốt, không giống bên kia bị ảnh hưởng bởi địa hình, khá phân tán. Từ một khu vực đến khu vực kia còn cần lái xe nếu đi bộ phải mất chục phút. Tổng Giám Đốc Vương, thật sự là con của Bí Thư Lăng sao? Một người đàn ông thấp lùn từ xe BMW 760 xuống,
trên mặt lộ vẻ không tin. Tổng giám đốc Tạ, anh thấy tôi lừa anh sao? Vương Vĩnh Hoa có chút khinh thường. Chuyện này tôi dám lừa sao, thật hay giả thì nhìn là biết mà. Quyển 20, chương 47. Yên tâm đi lão Tạ, lão Vương làm việc mà anh còn có thể lo sao, vậy chúng ta sao có thể hợp tác được? Một người đàn ông trung niên khác từ một xe Audi A8 màu đen chui ra cười hắc hắc nói. Lão Vương và Chủ tịch Long rất quen đó, cũng quen với Bí thư Lăng. Vương Vĩnh Hoa không có trả lời, hắn cùng Long Ứng Hoa và Lăng Chính Dược đã ăn với nhau hai bữa nhưng không nói là quen thuộc. Tập đoàn Vĩnh Hoa rất có tiếng ở Vĩnh Lương nhưng ở tỉnh thì lại có vẻ như tên nhà quê. Lăng Tiêu thì hắn khá quen, nhưng Vương Vĩnh Hoa lại coi thường tên này. Vì nể mặt Lăng Chính Dược và Long Ứng Hoa nên không chấp đối phương, bỏ chút tiền thì hắn không thèm để ý, chẳng qua lần này lại khác, Vương Vĩnh Hoa coi như làm trung gian giới thiệu con trai Lăng Chính Dược tới đây, hơn nữa còn có thể dính tới vấn đề hợp tác xây dựng thành phố quốc tế Ando. Hắc hắc, lão Vương đừng để ý, lão Tạ luôn cẩn thận mà. Người đàn ông trung niên kia nhìn thoáng qua phía trước rồi nói. Lão Vương, khu nghỉ dưỡng khám hồ này đúng là kinh doanh tốt, nhìn thoáng qua đã thấy rất đông khách. Khu giải trí của khu nghỉ dưỡng khám hồ không nhỏ, vòng vo như mê cung. Các phòng hát sang trọng nằm riêng một khu vực, liên tục hơn 10 phòng lớn nằm cạnh nhau, hành lang rộng hơn 3 mét. Phòng lớn nhất có diện tích 100 mét, trang thiết bị được lắp đặt theo phong cách Bắc Âu, đầy mùi vị khu vực. Nghe nói phòng lớn nhất đã bị người đặt, Lăng Tiêu có chút khó chịu. Hắn liếc nhìn Tần Vệ Đông, thái độ của đối phương không nóng không lạnh, nhìn qua rất nhiệt tình nhưng cách làm việc lại khác. Không có gì, tôi phái người đi an bài một chút. Vương Vĩnh Hoa không lạ gì Tần Vệ Đông, phó trưởng phòng tổng hợp, ban tiếp dân cũng là người có chút thực quyền, khéo đưa đẩy, rất được nguyên trưởng ban thư ký Trần Anh Lộc thưởng thức. Chẳng qua làm đám người Lăng Tiêu rất thất vọng là nhóm người đối phương đã vào phòng. Hơn nữa có không ít người, còn khéo léo từ chối đổi phòng. Thấy Lăng Tiêu hậm hực nhìn mình, Tần Vệ Đông thầm kêu khổ. Người đến khu nghỉ dưỡng khám hồ chơi mà muốn họ đổi phòng là rất khó khăn, nhưng Lăng Tiêu lại muốn mình ra mặt phối hợp một chút. Tần Vệ Đông khá quen với quản lý của khu nghỉ dưỡng khám hồ này nhưng có lẽ chuyện này quản lý ra mặt chưa chắc có tác dụng. Thời này anh muốn dùng quyền thế đè người chính là ngu ngốc. Kết quả không ngoài dự kiến, Tần Vệ Đông gọi cho quản lý khu nghỉ dưỡng khám hồ. Bên kia trong ra mặt phối hợp nhưng đối phương dù như thế nào cũng không đi. Trình Nhược Lâm bố trí xong người của đoàn mình rồi mới vội vàng rời khỏi khu nghỉ dưỡng khám hồ. Cô bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm không chịu nổi. Cô vốn định ở lại khu nghỉ dưỡng khám hồ nhưng Triệu Quốc Đống nếu muốn ở cùng cô thì nhất định không thể ở lại khu nghỉ dưỡng khám hồ. Cô có nhà ở Ando nhưng khá lâu không ở, vì thế cô phải về sớm dọn dẹp. Trình Nhược Lâm khá giữ mình trong làng giải trí. Cô cũng biết quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống sẽ càng lúc càng xa, cũng có không ít người theo đuổi cô, thậm chí La Băng cũng sớm nói chuyện với cô, nói quan hệ với Triệu Quốc Đống là không thể kéo dài cả đời, nếu có người thích hợp thì không ngại cân nhắc. Nhưng mấy năm qua Trình Nhược Lâm phát hiện mình còn không thích ứng được việc gặp người đàn ông khác, mà hắn như rất khó rời khỏi trái tim cô. Làng giải trí có nhân vật xuất sắc, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thoáng tiếp xúc với bọn họ. Trình Nhược Lâm lại thấy bọn họ có chênh lệch rất lớn với Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm cũng thấy rất khó hiểu sao tâm trạng mình lại thành ra như vậy, vì sao chuyện gì, người nào cũng phải so sánh với hắn. Cô nghe không ít tin tức về Triệu Quốc Đống, lúc hắn làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển đã tiến hành vài chuyện quan trọng, sức ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong giới kinh tế, cũng tạo chấn động lớn trong giới truyền thông. Có đôi khi Trình Nhược Lâm cũng cân nhắc mình có nên chủ động rời khỏi hắn không? Nhưng cô suy nghĩ mãi mà không hạ được quyết tâm này. Chỉ cần Triệu Quốc Đống không rõ ràng đưa ra lời chia tay, Trình Nhược Lâm chấp nhận chờ đợi như vậy. Có đôi khi chờ đợi cũng là hạnh phúc, chỉ cần đợi có giá trị. Đây là lời nói của La Băng dành cho cô. Triệu Quốc Đống quả quyết rời đi dù được giữ lại, hắn thậm chí thấy được một tia nuối tiếc trong mắt Mao Ánh, tia kinh ngạc trong mắt Hà Đàn. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cũng có chuyện nên rời đi. Thấy Trình Nhược Lâm mặc váy ngủ đang lau tóc trước bàn trang điểm, cô lúc này có thể nói rất quyến rũ. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới phía sau Trình Nhược Lâm, từ trong gương có thể thấy mặt hai người dán sát vào nhau, hai má ửng đỏ của cô lộ rõ vẻ mê say. Triệu Quốc Đống không nhìn được hít sâu một hơi, cởi áo ngoài sau đó hai tay đặt trên bụng cô, mũi khẽ ngửi ngửi. Trình Nhược Lâm chỉ cảm thấy từng đợt hơi nóng chảy trên tai mình, từ từ thẩm thấu xuống toàn cơ thể, vào từng mạch máu trong cơ thể cô.
Một đôi tay dần dần tiến vào váy ngủ, thắt lưng từ từ buông ra, Trình Nhược Lâm thấy một cơ thể hiện ra trong gương, hai bên ngực cao vút không quá to nhưng rất thẳng, tinh xảo. Tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên đánh thức đôi nam nữ đang chìm trong hạnh phúc. Triệu Quốc Đống đầu tiên nghĩ là điện thoại của mình nhưng hắn nghe thấy đó không phải tiếng chuông của hắn. Trình Nhược Lâm khẽ với người lấy ví, lấy máy điện thoại ra. Thấy số điện thoại, cô không khỏi nhíu mày. Hôm nay cô có thể không tới cũng được, đoàn làm phim có người phụ trách, cô trước khi đi đã dặn bọn họ, bảo bọn họ không có việc gấp đừng tìm mình, tối mai mình sẽ đến Ninh Lăng gặp, không ngờ mới đi hơn 2 tiếng mà đã bị gọi. Sao vậy em, xảy ra chuyện gì à? Triệu Quốc Đống có chút mất hứng, hắn đã lâu không có hành vi lớn mật như vậy, không ngờ mạo hiểm một lúc đã bị người quấy rầy. Không biết, theo lý bọn họ sẽ không gọi cho em mới đúng. Trình Nhược Lâm có dự cảm không quá tốt. Vừa nghe, vẻ mặt Trình Nhược Lâm trở nên khó coi. Triệu Quốc Đống mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe thấy tiếng lặt vặt, ồn ào bên kia, thi thoảng truyền tới tiếng hét, tiếng kêu gào. Không có cách thương lượng sao? Em không xử lý được. Trình Nhược Lâm không muốn phá vỡ không khí hôm nay nhưng đối phương nói rất gấp, ai ngờ được ở khu nghỉ dưỡng khám hồ lại xảy ra chuyện như vậy, điều này làm cô không thể hiểu nổi. Ừ, chị tới ngay, em kéo dài một chút, nhiều nhất nửa tiếng là tới. Nếu không em báo cảnh sát. Không, tuyệt đối đừng báo cảnh sát, chuyện không thể mở rộng ra ngoài, chờ chút, chị lập tức tới. Trình Nhược Lâm vừa nói vừa nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ áy náy. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ sau đó lấy đồ trên giường đưa cho Trình Nhược Lâm. Thấy Trình Nhược Lâm gác máy, hắn hỏi. Có chuyện gì em? Đoàn làm phim gặp chút phiền phức, bây giờ chưa rõ tình hình. Nhưng hình như đối phương không chịu. Người bên em có thể có chút xúc động, em phải sang xem. Có cần anh bảo người giúp không? Triệu Quốc Đống có chút do dự rồi nói. Tạm thời không cần, em sang xem một chút rồi nói tiếp. Trình Nhược Lâm nói. Nếu thật sự không xử lý được thì em sẽ nhờ anh. Quyển 20, chương 48. Trình Nhược Lâm vừa tới khu nghỉ dưỡng khám hồ là biết chuyện không dễ xử lý. Mấy người đối phương trông rất phong độ, có một nhóm người đến. Có lẽ nghe tin chạy tới. Người của đoàn làm phim đang lui ở trong phòng. Cô tới đây mất nửa tiếng, đối phương vẫn rất ung dung giống như chơi trò mèo vờn chuột. Nhìn mấy tên kia đầy men rượu, Trình Nhược Lâm biết bọn họ sợ không có ý muốn giải quyết mà muốn coi đây là trò vui. Cũng khó trách, nhân viên của đoàn làm phim chủ yếu là mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội. Trình Nhược Lâm thấy quản lý đoàn làm phim, ả như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng gọi điện thoại. Còn có mấy tên đạo diễn của đoàn làm phim cũng đang gọi điện. Trình Nhược Lâm đến làm quản lý như thấy được tia hy vọng, hắn thở dài một tiếng nói. Giám đốc, ngày cuối cùng cũng tới, em sợ đến điên lên. Đại Đinh, đừng gấp, có chuyện gì vậy? Trình Nhược Lâm có chút khó chịu vì không hiểu sao gặp chuyện như thế này. Nhưng cô coi như lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm nên dù chưa từng gặp cảnh này cũng biết được có lẽ hai bên không thể tự hòa giải được. Đại Đinh là người đi theo Trình Nhược Lâm sớm nhất, cũng là người ở Ando đi lên Bắc Kinh theo Trình Nhược Lâm. Theo lý thuyết nếu là người Ando thì hắn ít nhiều cũng nhận thức, dù không nhận ra cũng có thể tìm được người thích hợp để xử lý, sao bên đối phương lại không nể mặt thế này. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương mới đầu hy vọng đổi phòng, bên này không đồng ý, kết quả đoàn người đối phương được bố trí ở phòng bên. Có lẽ hai bên uống không ít rượu, bên đối phương có hai người đi ra nghe điện. Đoàn làm phim cũng có hai ba người ra nghe điện. Không biết thế nào mà cãi nhau cuối cùng đánh nhau, kết quả đối phương có một người bị thương. Bên đối phương lập tức kéo một đám lưu manh tới, Đại Đinh thấy tình hình không ổn liền ra mặt hòa giải nhưng đối phương rất kiêu căng, không nói lý. Bọn họ đòi gì? Trình Nhược Lâm có chút khó hiểu nói. Đại Đinh, đối phương có lai lịch gì? Không rõ nhưng em thấy có lai lịch rất lớn. Bởi vì lúc ấy bọn họ đòi đổi phòng thì quản lý của khu nghỉ dưỡng cũng tới nói giúp. Nhưng đoàn đã ở trong nên không tiện đổi vì thế từ chối. Đại Đinh cũng loáng thoáng cảm thấy có chút vấn đề. Sau đó hai tên trẻ tuổi kia tới gần mấy cô gái bên chúng ta, kết quả hình như bị đẩy ra ngoài, sau đó là mấy chuyện này. Người bọn họ bị thương thế nào? Trình Nhược Lâm nhíu mày nói. Hình như hai tên vỡ đầu chảy máu. Đại Đinh đau khổ nói. Em cũng lo nếu báo cảnh sát, đối phương mà có lai lịch gây áp lực cho cảnh sát thì người của chúng ta có thể bị bắt, cho nên. Vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cậu không phải nói bọn họ đòi một cách nói ư? Bọn họ không báo cảnh sát thì đòi gì?
Trình Nhược Lâm cố suy nghĩ ý đồ của đối phương. Bọn họ nói muốn mấy cô gái bên đoàn làm phim sang uống rượu, hát, nhảy với bọn họ thì sẽ cho qua chuyện. Đại Đinh nói. Hả? Trình Nhược Lâm giật mình. Chuyện này chưa phải chưa từng xảy ra, Trình Nhược Lâm gặp không ít nhưng đây là do hai bên tình nguyện. Áp chế kiểu này dù là uống rượu, ca hát thuần túy thì cũng khó có thể chấp nhận. Thế nào Tiêu ca, Tùng ca, biện pháp của tôi được chứ, mấy ả nhất định sẽ phải ngoan ngoãn sang đây. Một người đàn ông ngồi bên Lăng Tiêu âm hiểm cười nói. Cổ lão tam, cái này hình như không ổn, ồ, có chút xấu xa, hèn hạ một chút. Lăng Tiêu cười ha hả nói. Không thể nói như vậy, chúng ta cũng không ức hiếp ai. Tùng ca nếu muốn làm quen vài em thì chúng ta chỉ tạo cơ hội mà thôi. Chúng ta có làm gì đâu, chỉ uống chút rượu, tâm sự mà. Người đàn ông bên cạnh nhún vai. Làng giải trí của bọn họ không phải có quy tắc này sao? Xem ra bọn họ còn đang không ngừng tìm người, hy vọng có thể giải quyết. Mặt Lăng Tiêu đang đỏ lên vì men say. Nhưng bọn họ nhất định không hy vọng cảnh sát và truyền thông tham gia. Mấy người Vương Vĩnh Hoa vô thức nhíu mày, bọn họ không thích loại chuyện này. Đối với nhà kinh doanh như bọn họ mà nói dùng chút mánh lới này không có gì thú vị, bọn họ thích theo đuổi thực tế. Nhưng Lăng Tiêu và Lăng Tùng hình như rất hứng thú nên bọn họ đành phải nghe theo. Tần Vệ Đông ngồi ở xa xa nhíu mày, loại chuyện này là làm khó hắn. Mặc dù hắn biết đây là trò chơi của đám bạn Lăng Tùng, đối phương cũng hứa tuyệt đối không vượt quá giới hạn nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao làm đến cấp bậc này biết mà không ngăn cản thì đúng là có chút không ổn. Hắn báo cáo qua tình huống với chủ nhiệm ban tiếp tân, lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng đối phương rất hàm hồ, chỉ nói theo tình hình mà làm việc, đừng làm Lăng thiếu gia mất hứng, nhưng không thể vượt quá đạo đức xã hội chủ nghĩa. Nhưng Tần Vệ Đông có cảm giác sợ là sẽ có chuyện. Đúng thế, ở Ando này không ai có thể làm Lăng Tùng mất hứng thú, nhưng đây chỉ là trong phạm vi khống chế. Nếu vượt quá hạn mức thì sức phản kích sẽ rất lớn. Lăng Tùng có lẽ không hiểu, mà Lăng Tiêu là người trong thể chế lại không kiêng kỵ gì việc này. Trưởng phòng Tần cũng ở đây ư? Trình Nhược Lâm liếc mắt một cái là nhận ra đối phương. Thấy hắn ở đây, Trình Nhược Lâm thoáng cái yên tâm hơn chút, điều này có nghĩa đối phương có quan hệ với bên quan chức, hơn nữa có Tần Vệ Đông ở đây thì nhiều việc có thể cứu vãn. Ồ, là giám đốc Trình. Tần Vệ Đông đứng lên cười nói. Tôi cùng mấy bằng hữu ở đây, sao giám đốc Trình? Ồ, bạn của trưởng phòng Tần. Rất xin lỗi, có thể là có chút hiểu lầm. Đoàn làm phim này là đoàn của điện ảnh Niết Bàn chúng tôi, bọn họ đến tỉnh An Nguyên quay phim nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Không biết trưởng phòng Tần có giúp một chút giới thiệu với bạn của anh không? Trình Nhược Lâm mỉm cười nhìn mấy tên đàn ông đang nói chuyện bên kia. Tần Vệ Đông mơ hồ nghe được chút lai lịch của Trình Nhược Lâm. Người phụ nữ này khá xuất sắc. Năm đó làm một tay tạo được chương trình siêu cấp sâu, nổi tiếng trong cả nước. Nhưng làm 2 năm thì cô ta lại lui, lên Bắc Kinh mở công ty điện ảnh truyền thông. Điện ảnh Niết Bàn bây giờ cũng có chút danh tiếng, có lời đồn nói Trình Nhược Lâm có quan hệ mật thiết với Nguyên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng là chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống bây giờ. Nhưng đây đều là lời đồn thổi, phạm vi lưu truyền không quá rộng. Nhưng mặc kệ như thế nào thì Trình Nhược Lâm có thể đặt chân ở Bắc Kinh. Điện ảnh Niết Bàn phát triển nhanh như vậy thì đủ để chứng minh người phụ nữ này không đơn giản, chuyện này sợ rằng có chút phiền phức. Tần Vệ Đông thoáng trầm ngâm, Trình Nhược Lâm biết chuyện khó giải quyết nên nói tiếp. Trưởng phòng Tần, có phải là bạn của anh khó nói chuyện không? Giám đốc Trình, nói như thế nào nhỉ? Như vậy đi, tôi dẫn chị qua, có lẽ chị quen một người, có một vị là lãnh đạo ở Ban Tuyên giáo Trung ương. Tần Vệ Đông có chút buồn bực. Chuyện này đúng là dần đến mức không thể cứu vãn. Lăng Tiêu kia rất hận Triệu Quốc Đống, Tần Vệ Đông sau mấy lần tiếp đón là đã cảm nhận được. Sau đó hắn thông qua vài con đường tìm hiểu thì biết Lăng Tiêu lúc xuống Ninh Lăng làm việc đã có mâu thuẫn lớn đối với Chủ tịch Triệu. Ồ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Vậy thì tốt, tôi vừa lúc có thể gặp mặt. Trình Nhược Lâm hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười. Điểm nào điện ảnh Niết Bàn chúng tôi làm không tốt có thể mời bọn họ phê bình. Chúng tôi nhất định sẽ sửa lại. Tần Vệ Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Quyển 20, chương 4-19. Điện ảnh Niết Bàn, Lăng Tiêu thoáng hiện một tia kỳ quái khi thấy danh thiếp của đối phương đưa tới. Hắn cười cười nhìn người phụ nữ kia rồi hừ một tiếng. Điện ảnh Niết Bàn các vị 2 năm nay làm khá tốt, mấy bộ phim đều ăn khách, bây giờ sao lại làm phim thời thanh?
tôi nhớ Tổng cục Điện ảnh không phải có một văn bản yêu cầu nghiêm khắc hạn chế xu thế làm phim dung tục thời thanh sao? Sao các người dám làm trái quy định? Cục trưởng Lăng, Tổng cục có văn bản nhưng anh cũng nói chủ yếu là nhằm vào các bộ phim không có tính sáng tạo, thô tục. Tác phẩm Ung Hòa Xuân này của chúng tôi khác, tin rằng sau khi làm xong thì Cục trưởng Lăng xem sẽ biết. Trình Nhược Lâm sớm học được cách đối phó đám người này. Mỗi công ty điện ảnh đều nói như vậy về tác phẩm của mình. Trình Nhược Lâm khinh thường nói, Trình Nhược Lâm này mặc dù không nhỏ nhưng vẫn còn quyến rũ, 10 năm trước sợ rằng rất hấp dẫn, bảo sao dụ được Triệu Quốc Đống lên giường. Được rồi cô Trình, đoàn làm phim của các vị thiếu ý thức pháp chế, ra ngoài quay phim sao lại kiêu căng ngang ngược như vậy? Các cô bình thường quản lý nhân viên như thế nào? Chuyện này do nhân viên điện ảnh Niết Bàn tạo ra, tôi thấy phải do chính bọn họ xử lý, dù sao cũng là người trưởng thành mà. Trình Nhược Lâm đổi sắc, Lăng Tiêu này rõ ràng không cho cô thể diện, điểm này cô cũng đã có chuẩn bị tư tưởng. Cục trưởng Lăng, anh cũng biết dù sao đây là nhân viên của công ty tôi coi như có trách nhiệm. Bạn của anh thì đều là người có lai lịch, coi như đại nhân không chấp tiểu nhân. Anh xem như vậy có được không, anh nói với bạn của mình một câu, mai tôi còn ở đây, tôi sẽ bố trí mọi người cùng ngồi, để bọn họ xin lỗi các vị. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Cô Trình, tôi đã nói rồi, ai làm thì người đó phụ trách. Bọn họ làm việc phải cân nhắc hậu quả, chẳng lẽ bọn họ giết người rồi cô ra mặt gánh vác ư? Muộn rồi, cô về đi. Người đàn ông mặc áo đen họ Cổ ở bên cũng nở nụ cười đầy dâm đãng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trình Nhược Lâm. Tiêu ca, à này nếu chấp nhận gánh vác thì cũng được. Chẳng qua phải gọi thêm hai em nữa là đủ. Bây giờ 11 giờ rồi, uống hơn 2 tiếng dù sao cũng phải dừng chứ. Mặt Trình Nhược Lâm thoáng hiện một tia lạnh lùng, Lăng Tiêu thấy thế không khỏi cau mày. Lăng Tiêu có thể túm được đám nữ diễn viên mới vào nghề, nhưng người có địa vị xã hội tương đương như Trình Nhược Lâm thì hắn biết chừng mực. Trình Nhược Lâm có thể tạo dựng được điện ảnh Niết Bàn như hôm nay thì không phải chuyện đùa. Lăng Tiêu ít nhất biết điện ảnh Niết Bàn có qua lại với Phó trưởng Ban Thường Trực Thường Dung, mặc dù bây giờ Phó trưởng Ban đã lui nhưng không có nghĩa sức ảnh hưởng không còn. Cổ Lão Tam vốn là một tên kinh doanh cát ở ngoại ô Ando, mấy năm trước chuyển sang kinh doanh đá kiếm được chút tiền rồi thành lập công ty, coi như có chút thế lực ở Ando. Lần này Vương Vĩnh Hòa muốn tiến quân vào thị trường bất động sản Ando chính là muốn nhằm vào thành phố quốc tế Ando. Vì thế hắn còn chuyên môn liên lạc hai công ty bất động sản, công ty xây dựng có chút thực lực ở Ando, ý định lập liên minh tiến vào quy hoạch xây dựng thành phố quốc tế của Ando. Cổ Lão Tam mặc dù không rõ lai lịch của Lăng Tiêu cùng Lăng Tùng nhưng hai người đi cùng hắn đều là nhân vật nổi tiếng còn cung kính với đối phương thì có thể đoán ra đối phương không đơn giản, vì vậy hắn cẩn thận nịnh bợ. Lăng Tùng nhận ra hai nữ diễn viên của đoàn làm phim kia nên muốn làm quen, không ngờ người ta không thèm để ý tới hắn, còn mắng hắn. Lăng Tùng uống vài chén nên giọng điệu bắt đầu càn rỡ. Cổ Lão Tam liền tìm người tạo xung đột với đoàn làm phim, sau đó làm người bên mình bị thương rồi cầm chiêu này ép đối phương. Bọn họ cũng nghĩ đoàn làm phim là người từ ngoài tới, dù là Bắc Kinh tới nhưng ở Ando này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Miệng anh sao thối như vậy hả? Không đánh răng ư, tôi nói chuyện với Cục trưởng Lăng, lúc nào tới lượt anh xen miệng vào. Trình Nhược Lâm có thể khẳng định Cổ Lão Tam kia không phải là nhân vật có tiếng tăm gì cả. Mặc dù tỏ vẻ thân mật với Lăng Tiêu nhưng cô có thể cảm thấy Lăng Tiêu coi thường đối phương. Hơn nữa nghe giọng là người Ando, có lẽ là tay đại ca gì đó. Đối với người như vậy Trình Nhược Lâm không bao giờ khách khí. Cổ Lão Tam không ngờ mình mới nói một câu mà bị phản bác lớn đến thế, không cho mình chút thể diện nào. Hắn đột nhiên tức giận đứng lên định cho ả phụ nữ kia một trận. Tần Vệ Đông đứng xa xa không muốn xen vào thấy thế đành phải thở dài một tiếng đi lên ngăn Cổ Lão Tam lại. Cục trưởng Lăng, xem ra anh không dự định cho tôi chút thể diện. Trình Nhược Lâm vẫn nở nụ cười nhưng giọng điệu lạnh lùng hơn nhiều. Ôi, cô Trình, không phải tôi không nể mặt cô mà là. Men rượu của Lăng Tiêu chưa tan hết, hắn nhìn Trình Nhược Lâm chằm chằm rồi cười nói. Chẳng qua, Trình Nhược Lâm biết chuyện hôm nay không dễ dàng qua đi. Lăng Tiêu này cố ý càng khó khăn hơn, để mấy nữ nhân viên của cô sang đây tiếp rượu không phải không được nhưng điều kiện phải hợp lý. Vậy tôi thấy nên báo cảnh sát, mời cảnh sát đến giải quyết vấn đề. Nếu bọn họ đánh người thì sẽ do pháp luật xử lý. Trình Nhược Lâm lạnh lùng nói. Đại định gọi điện báo cảnh sát. Lăng Tiêu không ngờ Trình Nhược Lâm trở mặt nhanh như vậy, không có chút thương lượng nào.
Trình Nhược Lâm nói xong đi thẳng làm hắn sững sờ. Tần Vệ Đông nhận được điện của Tằng Lệnh Thuần mà rất sợ hãi. Trưởng ban thư ký Tằng gọi tới nói biết chuyện ở khu nghỉ dưỡng, chuyện này không chừng mình sẽ mất lòng cả hai bên. Trình Nhược Lâm này có quan hệ với Chủ tịch Triệu hay không thì không quan trọng, quan trọng nhất là Tằng Lệnh Thuần ra mặt. Ban Tiếp Tân chịu sự lãnh đạo của cả văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban. Trước năm 2003, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban đều có ban Tiếp Tân riêng của mình. Nhưng sau khi Ứng Đông Lưu từ Chủ tịch tỉnh sang làm Bí thư tỉnh ủy đã hợp nhất lại. Tằng Lệnh Thuần bây giờ là phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban tỉnh, coi như lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo trực tiếp Tần Vệ Đông. Trưởng ban thư ký Tằng có thái độ rất bình thường, nhưng giọng điệu rất nặng. Tần Vệ Đông cũng biết chuyện hôm nay khó giải quyết nên không dám nhiều lời, chỉ giới thiệu qua tình hình. Tằng Lệnh Thuần nghe Tần Vệ Đông giới thiệu xong, y suy nghĩ một lúc mới hỏi Tần Vệ Đông thấy nên giải quyết như thế nào là tốt nhất. Tần Vệ Đông biết hai bên đều không hy vọng cảnh sát tham gia vào nên hàm xúc nói với Tằng Lệnh Thuần là trưởng ban Trần rất quen với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng rất tôn trọng trưởng ban Trần. Tằng Lệnh Thuần dập máy, Tần Vệ Đông đổ mồ hôi. Lăng Tiêu cầm máy mà rất khó hiểu, nhìn số máy có chút quen thuộc nhưng không đoán ra ai, chẳng qua nghe giọng là hắn hiểu. Trưởng ban thư ký Trần, ồ, bây giờ phải gọi anh là trưởng ban Trần mới đúng. Muộn như vậy có việc gì? Lăng Tiêu rất khó chịu với Trần Anh Lộc nhưng cũng có chút bội phục. Cả tỉnh An Nguyên dám không coi mình vào đâu, có lẽ có mỗi tên Trần Anh Lộc này. Mình đến tìm hắn vài lần đều bị đuổi đi. Lăng Tiêu có mấy lần cẩn thận nói với Lăng Chính Dược về Trần Anh Lộc, phê phán một chút nhưng Lăng Chính Dược mắng cho hắn một trận. Sau đó Lăng Tiêu mới hiểu Tam Thúc quan tâm mình vì mình là cháu, nhưng đối với Trần Anh Lộc mà nói là tuyệt đối tin tưởng. Vì thế hắn vừa hận lại vừa vô thức kính sợ Trần Anh Lộc. Lăng Tiêu, anh ở khu nghỉ dưỡng khám hồ hả? Lăng Tùng cũng ở đó. Về nghỉ sớm đi. Trần Anh Lộc trầm giọng nói. Trưởng ban Trần có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh em tôi tới khu nghỉ dưỡng chơi một chút cũng chọc ai ư? Lăng Tiêu giật mình vội vàng nói. Anh chọc ai là việc của anh, nhưng đây là tỉnh An Nguyên, cho nên tôi nhắc anh đừng chơi quá, đừng làm bí thư Lăng thêm phiền. Trần Anh Lộc vẫn dùng giọng lạnh nhạt đó khiến Lăng Tiêu tức tối. Tôi làm sao? Cần trưởng ban Trần tự mình hỏi ư? Tôi không muốn nói nhiều với anh, nếu anh không muốn về sau không được chào đón ở đây thì anh về nghỉ sớm, tỉnh rượu. Tôi không hy vọng vì việc này mà làm phiền bí thư Lăng. Hiểu chưa? Tốt, đối phương dập máy, Lăng Tiêu thở hổn hển ném điện thoại xuống đất nhưng vẫn phải nói. Đi! Đoàn người nhìn nhau, không ai biết ai gọi cho Lăng Tiêu mà hắn lại tức tối xám xịt rời đi như vậy. Quyển 20, chương 50. Trần Anh Lộc ngồi im trên ghế, vẻ mặt khá trầm ngâm. Lăng Chính Dược ở đối diện lại mang theo một tai tức giận, hai tay để sau lưng đi chậm như con sư tử bị chọc giận. Bí thư Lăng, thực ra cũng không có gì, Lăng Tiêu và Lăng Tùng chỉ là uống nhiều rượu một chút, cũng không tạo thành vấn đề gì lớn. Trần Anh Lộc lạnh nhạt nói. Hừ, anh không cần che chở cho bọn nó, tôi còn không biết chúng như thế nào sao. Lăng Tùng có thể nhát gan một chút nhưng có Lăng Tiêu ở bên hò hét thì nó có thể không biết mình họ gì. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng. Tằng Lệnh Thuần gọi điện cho anh. Ừ, y nói rất huyền chuyển, nói bạn của mình là, Lăng Chính Dược, giám đốc điện ảnh Niết Bàn khá có danh tiếng. Lăng Chính Dược này trước đó từng làm MC cho chương trình siêu cấp sâu rồi rút lui. Cô ta trước từng là MC của đài truyền hình Ninh Lăng. Trần Anh Lộc giới thiệu không mang theo một tia tình cả. Hắn cũng tin Lăng Chính Dược không phải hoàn toàn không biết gì về việc này. Ồ, không có hậu quả là tốt rồi. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng. Tôi không muốn có chuyện gì đó xảy ra vào lúc này. Tôi cũng tin Triệu Quốc Đống sẽ nghĩ như vậy cho nên mới. Trần Anh Lộc nở nụ cười nhìn thoáng qua Lăng Chính Dược. Ở chuyện này mọi người thực ra đều có chừng mực, sẽ không có vấn đề gì lớn. Anh Lộc, Triệu Quốc Đống còn trẻ có đôi khi chưa chắc nghĩ như vậy. Tôi lo bị người hiểu lầm. Lăng Chính Dược lắc đầu. Chẳng qua ả phụ nữ kia đúng là. Ôi, bí thư Lăng, chuyện này ai có thể nói rõ, không chừng là có người cố ý tạo tin đồn mà thôi. Trần Anh Lộc né tránh vấn đề này không muốn bình luận. Lăng Chính Dược cũng không nói tiếp đề tài này, đây là điều mọi người tự hiểu, trong lòng mọi người cũng có chừng mực. Anh Lộc, khảo sát nhân sự cần nhanh chóng làm xong, đầu tiên đưa ra danh sách chung rồi hỏi ý kiến các bên. Lăng Chính Dược suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy dạo này lão Bạch chạy khá chăm chỉ,
một tuần đến được 3-4 thị xã, cũng nghe qua ý kiến của hắn. Trần Anh Lộc nghe ra ý của Lăng Chính Dược, ý kiến của Bạch Nhất Minh có thể tham khảo nhưng không thể ảnh hưởng đến trình tự khảo sát của ban tổ chức cán bộ, điều này không thể thay đổi. Thái độ mờ mịt của Lăng Chính Dược làm Trần Anh Lộc có chút do dự. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa quá lâu nhưng hắn cảm thấy Bạch Nhất Minh là người khá cường thế, thường chủ động tìm mình để tìm hiểu tình hình xây dựng đảng trong toàn tỉnh, hỏi mấy vị phó trưởng ban về tình hình cán bộ trong tỉnh, nó chứng minh Bạch Nhất Minh không muốn cúi đầu trước ai dù là Lăng Chính Dược hay Triệu Quốc Đống. Bạch Nhất Minh muốn phát ra tiếng nói của mình ở vị trí này. Theo Trần Anh Lộc thấy thì Bạch Nhất Minh có cá tính rõ ràng hơn Miêu Trấn Trung, có phong cách giống Yến Nhiên Thiên. Bí thư Lăng, tôi thấy Bí thư Nhất Minh tiến vào trọng thái rất nhanh, tôi nghĩ có vài vấn đề cần trao đổi sớm. Ngài có lẽ nên nói chuyện với Bí thư Nhất Minh, tôi thấy y khá coi trọng ở vấn đề này. Lăng Chính Dược khá hàm xúc nói. Lăng Chính Dược nhìn Trần Anh Lộc, khẽ gật đầu. Bên Nhất Minh thì tôi biết nên xử lý như thế nào. Đợt điều chỉnh nhân sự này khá lớn, Nhất Minh dù sao mới tới nên nhiều tình huống khó có thể nắm rõ. Ở vấn đề này tôi tin đồng chí Nhất Minh có thể hiểu rõ. Trần Anh Lộc cười khổ một tiếng không nói. Lăng Chính Dược xem ra không muốn bị người cản trở trong đợt điều chỉnh nhân sự này. Thái độ của Bạch Nhất Minh có lẽ làm Lăng Chính Dược không quá hài lòng. Nếu là vậy tức là cũng có nghĩa cần phải cùng bắt tay với Triệu Quốc Đống để thu hoạch một chút. Nhưng chuyện này Trần Anh Lộc không thể nói rõ, hắn chỉ có thể nói làm việc mình nên làm, hơn nữa thực tế mà nói Triệu Quốc Đống khi trao đổi ý kiến với mình thì cũng khá đồng ý với vài cán bộ mình đưa ra, đây là điểm hơn người của Triệu Quốc Đống. Mỗi đợt điều chỉnh nhân sự đều dẫn phát vô số tin tức, hơn nữa chúng sẽ biến hóa liên tục. Hôm nay còn đồn vị này tới vị trí kia, mai sẽ chuyển tới vị này đi sẽ chống vị trí này. Những nhân vật được lọt vào danh sách của ban tổ chức cán bộ sẽ khiến mọi người xung quanh hâm mộ, ghen ghét. Một vị bí thư nào đó bây giờ rất chú ý bề ngoài, vị phó thị trưởng nào đó gần đây rất ôn hòa thân thiện với nhân viên, mà một vị thường vụ khá vui vẻ, nói tóm lại mọi người không ngừng biến ảo hình tượng, không ngừng trưởng thành biến hóa trong ảo tưởng của mọi người, người ngoài cũng luôn tìm được chỗ vi diệu để mà suy xét. Khi tất cả có quyết định, bọn họ sẽ lấy lời tiên đoán về hình tượng cho bạn bè xung quanh. Nói sớm biết vị này sẽ lên chức, đây gọi là chi tiết quyết định thành bại. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nguyên nhân xảy ra với mình, chi tiết quyết định thành bại là đúng nhưng quyết không thể do biểu hiện bên ngoài quyết định thành bại, mà nó do tích lũy vô số chi tiết trong công việc hàng ngày mới thành. Đợt điều chỉnh nhân sự này là lớn nhất sau khi Lăng Chính Dược đến An Nguyên. Ngoài việc vì mấy cán bộ cấp giám đốc sở như Chu Hoành Vĩ, Phu Chiết, Lưu Triệu Quốc ngã ngựa ra thì làm người ta chú ý chính là bộ máy một số nơi biến động mạnh như An Đô, Lô Hóa, Đường Giang, Lam Sơn. Tình hình An Đô khá đặc thù, hai lãnh đạo chủ yếu không thay đổi nhưng phó thị trưởng thường trực ngã ngựa cùng bí thư đảng ủy chính pháp ngã ngựa, nó tạo tác động không nhỏ với chính trường An Đô. Nhất là Vu Chiết ngã ngựa ảnh hưởng đến không ít cán bộ cấp phó giám đốc và chính huyện bên dưới. Lần điều chỉnh này An Đô cũng có mấy cán bộ cấp sở thay đổi. Lãnh đạo chủ yếu của Lô Hóa cũng bị điều chỉnh, bên Đường Giang thì bí thư thị ủy Kim Đại Giang lên tỉnh làm gì vẫn còn có chút tranh luận. Về phần Lam Sơn hai năm nay phát triển bình thường nhưng bí thư thị ủy đã tới tuổi, có thể do thị trưởng thay thế hay không cũng khó nói, hay do một người từ ngoài đến cũng là một vấn đề. Vị trí của tôi bây giờ khá vi diệu mà xấu hổ nên phải kín miệng một chút vẫn hơn. Triệu Quốc Đống cầm văn bản đưa cho Tằng Lệnh Thuần. Vì thế tôi thà chọn trao đổi ý kiến với Trần Anh Lộc. Về phần tỉnh ủy quyết định cuối cùng như thế nào thì không phải do tôi. Chủ tịch, tôi thật ra cảm thấy không có gì cả. Anh làm phó bí thư tỉnh ủy, có người lựa chọn là rất bình thường. Nhất là trong lựa chọn cán bộ làm công tác kinh tế, tôi nghĩ dù là bí thư Lăng hay trưởng ban Trần đều phải hiểu điều này. Quang Minh chính đại đưa ra quan điểm cá nhân không có gì là không ổn. Tằng Lệnh Thuần không cho là đúng, hắn cảm giác Triệu Quốc Đống sau khi làm chủ tịch tỉnh liền dần trở nên cẩn thận. Thậm chí bảo thủ hơn trước nhiều. Lệnh Thuần, có nhận thức là đủ. Triệu Quốc Đống chỉ nói một câu, không nhiều lời. Chủ tịch, số liệu năm ngoái đã có, tình hình chung của tỉnh là không quá lạc quan. Nếu không tính sự sai biệt trong số liệu thống kê thì GDP của tỉnh dự có thể vượt qua chúng ta. Tằng Lệnh Thuần không tiếp tục dây dưa mà chuyển đề tài. Triệu Quốc Đống nhíu mày dương mắt nói. Không phải nói chúng ta cao hơn tỉnh dự sao? Sao lại thành thấp hơn? Đây là khác biệt thống kê. Chúng ta và tỉnh dự chênh lệch khoảng 1 tỷ nhưng ai cao ai thấp vẫn chưa nói rõ.
bây giờ số liệu tuy có sai khác nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Tăng Lệnh Thuần lắc đầu. Số liệu của tỉnh dự hơn An Nguyên 800 triệu. Đã công bố. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nói. Đã công bố. Tăng Lệnh Thuần biết việc này mang tới một vài ảnh hưởng. Ít nhất Lăng Chính Dược sẽ nhận áp lực lớn hơn. Theo Tăng Lệnh Thuần thấy đây chưa chắc đã là việc xấu. Triệu Quốc Đống xoa xoa cằm cần nhắc mình làm như thế nào mượn điểm này để thúc đẩy suy nghĩ của mình. Quyển 20, chương 51. Chính trị gia giỏi chính là người có thể nắm bắt tất cả thứ phát sinh xung quanh để thúc đẩy thực hiện ý đồ của mình. Triệu Quốc Đống ý thức được GDP chênh lệch khiến vị trí sắp xếp của hai tỉnh An Nguyên, Dự có thay đổi. An Nguyên trước khó khăn lắm mới vượt được Dự, bây giờ lại bị Dự vượt qua, điều này làm An Nguyên thấy mất mặt, cảm thấy tự tôn. Lăng Chính Dược đáng đứng mũi chịu sào. Hắn không chỉ thừa nhận câu hỏi của Trung ương, cũng phải dẹp yên dân ý trong tỉnh. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi nở nụ cười. Không từng làm công tác kinh tế, chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo một địa phương, đây là nhược điểm lớn nhất của Lăng Chính Dược. Khi phát triển thuận lợi có lẽ không nhìn ra nhưng nếu xuất hiện vấn đề nhất là trong công tác kinh tế thì hắn sẽ thừa nhận áp lực rất lớn và nghi ngờ cực lớn. Vì thế Lăng Chính Dược mới cố sức thậm chí không tiếc giá nào thúc đẩy hai hạng mục khí thiên nhiên thông thành, cũng khiến hắn coi trọng phòng giao dịch tài sản Ando, thành phố quốc tế Ando như vậy. Nhược điểm này làm cho tay chân Lăng Chính Dược chịu nhiều hạn chế. Nó khác với mình có thể đưa ra bất cứ ý kiến nào không đồng ý trong chiến lược kinh tế, mình có tư cách này, không ai có thể đặt câu hỏi với mình. Mình đưa ra vài quan điểm chiến lược được Bạch Nhất Minh tán thành, nhưng Bạch Nhất Minh hình như vẫn còn chưa hết ý. Hứng thú của hắn còn lớn hơn mình, cũng có cái nhìn khác với việc xây dựng vành đai kinh tế An Trung. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng biết suy nghĩ của Bạch Nhất Minh. Nói thật hắn không quá để ý, nhất là chiến lược phát triển của Vĩnh Lương thì Bạch Nhất Minh vẫn có khuynh hướng về quan điểm của Lăng Chính Dược, mà Đậu Tái Viễn lại không làm bọn họ hài lòng. Đậu Tái Viễn là một bí thư thị ủy có tính cách, mặc dù Lăng Chính Dược nhắc nhở nhưng hắn vẫn không thay đổi quá nhiều về chiến lược từ thời Thôi Hồng An. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất thưởng thức vị phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy kia. Đương nhiên điều chỉnh thích hợp là cần, hơn nữa cần phải giống chống khua chiêng, đưa vào hạng mục, đưa chính sách khuyến khích phát triển. Ở điểm này Đậu Tái Viễn từng làm tránh văn phòng tỉnh ủy cũng quen việc dễ làm, ít nhất điều này có thể khiến Lăng Chính Dược không quá chú ý đưa mắt về phía Vĩnh Lương. Hơn nữa thị trưởng Lam Quang rất phối hợp với hành động của Đậu Tái Viễn, cho nên biểu hiện của Vĩnh Lương tuy hơi không phù hợp với ý đồ nhưng không làm Lăng Chính Dược tức giận. Phạm vi khảo sát của ban anh hình như có chút chuyện thiên lệch. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nghe Chu Ích Minh giới thiệu. Hắn khẽ lắc đầu. Hơn nữa theo quan điểm cá nhân của tôi thì là cân nhắc quá nhiều cán bộ từ các sở ban ngành trên tỉnh. Tôi không phải nói cán bộ sở ban ngành phái xuống không tốt nhưng phải cân nhắc theo tình hình cụ thể. Đợt điều chỉnh này phải dựa vào cán bộ có biểu hiện xuất sắc trong công tác kinh tế mà ban tổ chức cán bộ đưa ra, nhưng tôi không thấy rõ điểm này mà còn thấy nó khá yếu. Chu Ích Minh có chút xấu hổ, Trần Anh Lộc bảo hắn tới giới thiệu phạm vi khảo sát cán bộ với Triệu Quốc Đống đã là không thích hợp. Ít nhất phải do phó trưởng ban thường trực Vi Sùng Thái mới được. Nhưng Vi Sùng Thái lần này cũng thuộc phạm vi khảo sát, điều này có nghĩa Vi Sùng Thái sẽ có thể bị điều chỉnh, đi đâu thì còn chưa rõ. Chủ tịch, cái này mới là phương án sơ bộ, không có rõ ràng cụ thể. Lần này tôi tới là hỏi ý kiến ngài, xem ngài có suy nghĩ cụ thể gì không? Chu Ích Minh mỉm cười nói. Tôi nhớ lần trước đã nói rất rõ ràng với Trần Anh Lộc, y cũng có thể hiểu ý của tôi. Đương nhiên công tác khảo sát là do trách nhiệm ban anh, làm như thế nào thì các anh có cân nhắc. Nhưng nguyên tắc cơ bản không thể thay đổi, tất cả phải có lợi cho phát triển kinh tế, cái này cũng là ý kiến của Bí Thư Lăng. Triệu Quốc Đống đương nhiên không khó chịu với Chu Ích Minh. Hành vi này của Trần Anh Lộc chỉ là thử dò xét. Vậy ngài, Chu Ích Minh dò hỏi. Anh chuyển đạt ý kiến với Lão Trần, nói đây là ý của tôi, không ngại chọn cán bộ ở các nơi phát triển kinh tế tốt. Ngoài ra một vài bí thư quận, huyện giỏi làm kinh tế cũng có thể đưa vào phạm vi khảo sát. Có đôi khi dùng tốt một cán bộ là làm kinh tế địa phương đó có bộ mặt mới, tôi tin Trần Anh Lộc cũng nghĩ như vậy. Sau khi Chu Ích Minh đi, Triệu Quốc Đống đi dạo một vòng trong phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã qua 10 ngày kể từ Tết. Bạch Nhất Minh khá tích cực, từ ngày đầu tiên khi đi làm đã xuống thị xã, mỗi nơi đều ở 2 ngày, đến các quận, huyện thăm cán bộ, quần chúng. Thậm chí thời gian tối cũng lợi dụng. Triệu Quốc Đống nghĩ Bạch Nhất Minh lại có chút buồn cười, không biết Lăng Chính Dược cảm nhận như thế nào.
Bạch Nhất Minh ở Ninh Lăng lâu nhất, mất 4 ngày trời. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều đi cùng cả hành trình. Ninh Lăng có 7 huyện, 2 quận, một khu khai phát thì Bạch Nhất Minh đi 5. Làm phó bí thư đảng đàn nên trọng tâm công việc của hắn có điểm khác, công tác xây dựng đảng và tổ chức cán bộ mới là điều hắn quan tâm nhất. Việc bồi dưỡng cán bộ thì Bạch Nhất Minh cũng đưa ra vài ý kiến của mình, yêu cầu các nơi cần chú trọng công khai trong suốt, hiểu rõ dân ý, chăm chú xác minh với vấn đề phản ánh về cán bộ, không thể làm qua loa, càng không thể đề bạt cán bộ có khuyết điểm. Bạch Nhất Minh thông qua một loạt hoạt động thể hiện quan điểm của mình, đây là sách lược trực quan, trong sáng nhưng phải xem người đứng đầu thấy như thế nào. Hắc Mộng Hiệp cũng rất tích cực. Sau khi Trần Anh Lộc làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì quan hệ giữa ban tổ chức cán bộ và ban tuyên giáo được cải thiện nhiều, hai bên tiếp xúc nhiều hơn. Đây một phần do Trần Anh Lộc muốn hòa hoãn, phần khác là thể hiện tâm tư của phía Lăng Chính Dược. Lúc Tề Hoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là làm ảnh hưởng và hình tượng của ban tổ chức cán bộ suy yếu, Trần Anh Lộc thấy rõ điểm này nên tích cực dùng biện pháp bù đắp. Lỗ Năng có thể được điều chỉnh hay không vẫn là ẩn số, nhưng Lỗ Năng rất được Hắc Mộng Hiệp tin tưởng. Theo Triệu Quốc Đống đoán Hắc Mộng Hiệp có thể muốn để phó trưởng ban thường trực của mình đi xuống làm chủ quản một thị xã, Lỗ Năng có thể tranh chức này. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của Triệu Quốc Đống, rốt cuộc là Hắc Mộng Hiệp nghĩ như thế nào, cũng phải xem Lỗ Năng và Hắc Mộng Hiệp giao tiếp ra sao. Ở vị trí của Triệu Quốc Đống, hắn bây giờ không tiện quan tâm quá nhiều. Dù hắn có quan hệ mật thiết với Lỗ Năng thì chỉ có thể giúp đôi chút lúc cần thiết mà thôi. Dương Kính Quang cũng từng đề cập với Triệu Quốc Đống về Trúc Văn Khôi. Không ngờ Trúc Văn Khôi lại được Dương Kính Quang thưởng thức như vậy. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, theo lý thuyết người thô hào như Trúc Văn Khôi sẽ không ăn ý với Dương Kính Quang. Nhưng Dương Kính Quang lại thích tác phong vùi đầu làm việc của đối phương. Dương Kính Quang đề nghị Trúc Văn Khôi làm phó thị trưởng thường trực An Đô, cho rằng Trúc Văn Khôi làm chức này sẽ thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng thành phố quốc tế An Đô đầy khó khăn. Có lẽ Dương Kính Quang cũng đã nói quan điểm của mình với Lăng Chính Dược, Bạch Nhất Minh và Trần Anh Lộc. Đây đương nhiên là việc tốt nhưng Triệu Quốc Đống lại biết không đơn giản. Thị ủy An Đô đề cử Quách Trường Canh đảm nhiệm chức vụ này. Trúc Văn Khôi có biểu hiện xuất sắc hơn nữa có tác phong kiên định đúng là rất phù hợp với An Đô khi cần cán bộ giỏi làm công tác kinh tế để xây dựng thành phố quốc tế An Đô. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng đồng ý. Chỉ là muốn từ phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh nhảy lên làm phó thị trưởng thường trực An Đô đúng là bước tiến quá lớn. Nếu như Trúc Văn Khôi làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô cũng đã là tiến bộ không nhỏ. Quyển 20, chương 52. Có cần thông qua hội nghị chạm trán để tiến hành thảo luận hay không cũng làm Lăng Chính Dược phải suy nghĩ. Trước khi Trung ương giảm cấp phó, bí thư và phó bí thư tiến hành họp bàn trước cũng là thông lệ. Nhưng khi Trung ương giảm cấp phó, tỉnh bình thường chỉ có một bí thư, hai phó bí thư, một kiêm chức chủ tịch tỉnh, một là phó bí thư chuyên trách. Đương nhiên không bài trừ vài tỉnh thành có cấp bậc cao và khu vực đặc biệt mà bí thư thị ủy sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy. An Đô trước đây vẫn là như vậy, nhưng có lẽ do thời gian quan Kinh Sơn vào thường vụ tỉnh ủy quá ngắn nên Trung ương đang cân nhắc có nên để bí thư thị ủy An Đô kiêm chức phó bí thư tỉnh ủy hay không. Vì thế hiện nay quan Kinh Sơn vẫn chỉ là thường vụ tỉnh ủy, chưa phải là phó bí thư. Theo thông lệ thì cuộc họp nghiên cứu nhân sự ban đầu chỉ cần do bí thư tỉnh ủy đưa ra, phó bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ tham gia. Đương nhiên cũng có thể do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và trưởng ban thư ký tỉnh ủy tham gia. Lăng Chính Dược sở dĩ vẫn chưa tiến hành hội nghị này là do cảm thấy mình chưa nắm được tiết tấu điều chỉnh lần này. Trần Anh Lộc mặc dù trầm ổn nhưng Bạch Nhất Minh lại quá tích cực, Trần Anh Lộc đã uyển chuyển đề nghị với Lăng Chính Dược là cần cân nhắc vài ý kiến và cái nhìn của Bạch Nhất Minh. Hoặc nên sớm tiến hành trao đổi với Triệu Quốc Đống, nếu không ý nghĩa của hội nghị chạm trán kia sẽ không cao, thậm chí còn có thể khiến hội nghị thường ủy rơi vào bế tắc. Bí thư Lăng, tôi đề nghị ngài nên nói chuyện với Chủ tịch Triệu. Trần Anh Lộc như cũng ý thức được nguyên nhân mà Lăng Chính Dược mãi không hạ quyết tâm. Ồ, tại sao là Triệu Quốc Đống mà không phải Bạch Nhất Minh? Lăng Chính Dược có chút kinh ngạc nói. Chu Ích Minh đến báo cáo qua với Chủ tịch Triệu về tư tưởng điều chỉnh lần này nhưng Chủ tịch Triệu tựa hồ không quá hài lòng, cho rằng cân nhắc quá nhiều cán bộ thuộc sở ban ngành mà thiếu cân nhắc cán bộ cơ sở, yêu cầu ban tổ chức cán bộ chúng tôi cần nghiêm túc chứng thực điều này. Chủ tịch Triệu đặc biệt đưa ra việc nên điều động cán bộ ưu tú am hiểu công tác kinh tế ở các quận, huyện, mạnh dạn đưa bọn họ lên vị trí quan trọng. Trần Anh Lộc giới thiệu qua tình hình, Chu Ích Minh mặc dù có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống nhưng cán bộ này có thể làm việc được.
Trần Anh Lộc không có thành kiến gì với hắn cả. Cái này do các anh nắm bắt, không nên quá mức chú ý ý kiến người khác. Lăng Chính Dược xua tay nói. Đây là công việc của ban tổ chức cán bộ các anh, ý kiến của người khác chỉ mang tính tham khảo, hơn nữa tôi không thấy phương án trước đó của các anh có gì không ổn. Chính vì như vậy nên tôi mới cảm thấy ngài cần trao đổi ý kiến với Chủ tịch Triệu. Tôi cảm thấy vài ý kiến của Chủ tịch Triệu không phải không có lý. Hai vị lãnh đạo đưa ra phương hướng chung thì ban cũng dễ tiến hành. Trần Anh Lộc bình tĩnh nói. Nếu tôi và y có ý kiến khác nhau. Lăng Chính Dược từ chối cho ý kiến mà hỏi lại một câu. Vậy tôi sẽ dựa theo ý của ngài mà trao đổi với Bí Thư Bạch. Trần Anh Lộc nói. Anh không coi trọng bên phía Lão Bạch. Lăng Chính Dược trầm ngâm một chút mới nói. Bí Thư Lăng, tôi cảm thấy Bí Thư Bạch không quá quen tình hình của tỉnh, có vài quan điểm của y khá gần ngài nhưng tôi cảm thấy y có vẻ muốn mưu lợi. Tình hình kinh tế năm ngoái của tỉnh ta không quá tốt, GDP của tỉnh dự sẽ vượt tỉnh ta. Trong công tác kinh tế thì tôi có khuynh hướng tin vào việc Chủ tịch Triệu sẽ có thể hiện trong việc phân công cán bộ. Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật với Lăng Chính Dược. Là Bí Thư tỉnh ủy, Lăng Chính Dược nhìn nhận ở vấn đề khác. Lăng Chính Dược thoáng suy nghĩ, Bạch Nhất Minh có vài quan điểm khá giống mình, thậm chí còn cấp tiến hơn. Trần Anh Lộc không cho là đúng với việc này, mà vài quan điểm của Triệu Quốc Đống đưa ra lại làm Lăng Chính Dược có chút do dự. Nhưng Trần Anh Lộc lại có khuynh hướng thỏa hiệp với Triệu Quốc Đống ở vài vấn đề, điều này có thể có quan hệ do việc Trần Anh Lộc và Bạch Nhất Minh không quá dung hòa. Tôi cân nhắc một chút đã. Lăng Chính Dược không có câu trả lời thuyết phục cho Trần Anh Lộc. Hắn muốn suy nghĩ xem nếu mình đạt thỏa thuận với Triệu Quốc Đống thì mình nên nhượng bộ ở phương diện nào. Mà phương diện này không thể ảnh hưởng đến ý kiến nhất trí giữa hắn với Quan Kinh Sơn, với Hắc Mộng Hiệp. Có lẽ mình nên nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Bạch Nhất Minh đến làm cục diện chính trị an nguyên đảo lộn, Lăng Chính Dược không muốn thấy tình huống này. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, làm an nguyên về quỹ đạo, kinh tế phát triển nhanh chóng. Hắn muốn áp lực rất lớn trên vai mình giảm đi, vì mục đích này thì vấn đề khác đều có thể thỏa thuận. Bí Thư Lăng, thực ra chúng ta cũng không cần quá nóng nảy như vậy. Tỉnh dự và an nguyên chúng ta 4 năm trước tranh lúc thắng lúc bại, chênh lệch chỉ tầm vài tỷ. Có thể nói chỉ cần bên thống kê hơi có chút sai sót là vị trí hai bên đổi ngay. Mà lần này chúng ta bị tỉnh dự đoạt ở phía trước theo tôi thấy chưa chắc đã là việc xấu. Chúng ta dỡ xuống bao quần áo, ném cho bọn họ, chúng ta có thể than thản, ổn định tiến hành đẩy mạnh theo phương án đã xác định, không nên cân nhắc mục tiêu ngắn hạn. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng đi theo con đường đã chọn sẽ kém bọn họ nhiều, có khi năm nay sẽ vượt qua. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói. Tôi vẫn cân nhắc chúng ta không nên quá trọng nhìn vào GDP, cần có thay đổi theo phương hướng của Trung ương. Chúng ta có phải nên điều chỉnh chỉ tiêu khảo sát, thu nhập của dân chúng được đưa vào làm chỉ tiêu chính? Hoặc là chúng ta cần nhìn từ góc độ khác, cần tăng tính chính xác, khoa học của thu nhập bình quân, chỉ số hạnh phúc? Lăng Chính Dược nhíu mày, hắn cảm thấy Triệu Quốc Đống quá theo trào lưu, dư luận xã hội mới nói quốc gia này kia mặc dù nghèo nhưng chỉ số hạnh phúc của dân chúng tốt. Trong nước cũng không ngừng thảo luận, mà Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu ngã theo trào lưu này. Chỉ số hạnh phúc theo Lăng Chính Dược thấy còn chưa phù hợp tình hình của Trung Quốc, quá theo đuổi mục tiêu này tuy khiến người chú ý nhưng không có bao tác dụng với công việc. Hắn thậm chí cảm thấy với đầu óc của Triệu Quốc Đống không thể không thấy điểm này mới đúng, nhưng tại sao Triệu Quốc Đống lại quá nhiệt tình với việc này? Hắn cũng biết mấy năm trước Triệu Quốc Đống đưa ra chỉ số hạnh phúc ở Ninh Lăng. Thậm chí còn kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra một bộ khung giản lược về chỉ số hạnh phúc, chẳng qua sự thay đổi của Ninh Lăng ở phương diện này chỉ mang tính tham khảo. Quốc Đống, nếu đơn thuần chỉ nhìn GDP đúng là hơi thiên lệch nhưng cậu không thể không thừa nhận GDP vẫn nói rõ nhiều vấn đề ở nước ta. Chúng ta không thể đơn thuần nhìn thu nhập bởi vì tình hình của tỉnh quyết định chúng ta còn cần tập trung lực lượng để tiến hành xây dựng, bắt hạng mục, mà tổng GDP cũng có nghĩa tỉnh ủy. Ủy ban tỉnh có thể tập trung tổng số lực lượng, nhận lực, tài lực, vật lực. Mấy vấn đề này có thể thông qua ở GDP thể hiện, mà thu nhập chỉ có thể nói là thu nhập của dân chúng, nó quá hẹp hòi. Lăng Chính Dược không hoàn toàn đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống. Chỉ có hai người hắn rất tự nhiên phản bác thẳng quan điểm của Triệu Quốc Đống. Bằng nếu như an nguyên chúng ta có hệ thống pháp luật, cơ sở vật chất như khu vực phát triển, như vậy vấn đề thu nhập. Chỉ số hạnh phúc mà cậu nói đúng là quan trọng hơn nhiều, đảng ủy, chính quyền sẽ nghiêng về phương diện này. Nhưng hiện nay an nguyên chúng ta chưa đạt được như vậy. GDP sẽ quan trọng hơn.
Tôi nghĩ công việc trung tâm của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên chúng ta cần phải nghiêng về bên này mà không phải phân tán tinh lực cân nhắc cái khác. Chỉ khi làm tốt công việc ở phương diện này mới có thể nói đến việc khác. Quyển 20, chương 53. Trung ương bây giờ càng lúc càng coi trọng nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng, đây là việc tốt, là cần thiết. Nhưng nó không có nghĩa hình thức phát triển sẽ thay đổi. Nếu nhất định phải có thì chính là cần thoáng điều chỉnh trọng tâm mà thôi. Quốc Đống, cậu nếu cẩn thận phân tích một chút sẽ thấy điểm này. Hơn nữa tôi cho rằng đảng ủy, chính quyền chúng tôi cần có cái nhìn đại cuộc, dù sao trách nhiệm của chúng ta là thúc đẩy một nơi phát triển. Nếu như biến hóa quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực phát triển lâu dài của chúng ta. Lăng Chính Dự thoáng dừng lại, cuối cùng cũng nói hết câu. Triệu Quốc Đống cũng chú ý đến điểm này. Lăng Chính Dược không dùng mấy câu như, mánh lới, tranh thủ ánh mắt, để hình dung về quan điểm của mình, coi như Lăng Chính Dược khá khắc chế, đây có lẽ là do Lăng Chính Dược muốn nói chuyện với không khí hài hòa, có thể khiến hai bên cùng đạt kết quả hài lòng. Bí thư Lăng, mục tiêu cuối cùng của tôi và anh là giống nhau nhưng có thể việc áp dụng cụ thể là khác nhau. Triệu Quốc Đống vẫn luôn suy nghĩ làm như thế nào thuyết phục được Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược không am hiểu công tác kinh tế nhưng không có nghĩa hắn không có ánh mắt và suy nghĩ. Có thể chủ động hẹn mình coi như là Trần Anh Lộc có tác động thì cuối cùng vẫn là do Lăng Chính Dược hạ quyết tâm. Vì thế Triệu Quốc Đống không hy vọng thoáng cái làm Lăng Chính Dược thay đổi quan điểm nhưng hắn hy vọng tư tưởng đối phương thay đổi đôi chút. Tôi từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia xuống nên hiểu đôi chút về tình hình phát triển của nước ta. Hiện nay nước ta khác nhiều so với những năm 90, đầu thế kỷ 20. Nhưng phương hướng phát triển kinh tế vẫn không thay đổi mấy. Cụ thể mà nói kinh tế tư nhân và kinh tế nước ngoài đều coi trọng thị trường Trung Quốc, bọn họ muốn đầu tư mà hình thức phát triển của nước ta lại muốn thông qua đầu tư và xuất khẩu để kéo kinh tế phát triển, việc chi tiêu trong nước lại không được chú ý. Lăng Chính Dược gật đầu. Loại hình thức này là rất bình thường khi muốn Trung Quốc nhanh chóng phát triển. Với các nước lớn có trụ cột yếu, nhân khẩu đông thì xuất khẩu và đầu tư tài sản cố định là không thể thiếu để phát triển. Đúng thế, nhưng từ cải cách đến nay chúng ta vẫn duy trì hình thức này. 30 năm, loại hình thức này đã xuất hiện một ít vấn đề, Trung ương cũng ý thức được cho nên dần khởi động thay đổi hình thức phát triển. Triệu Quốc Đống nói tiếp nhưng Lăng Chính Dược lại không cho là đúng. Y lắc đầu nói, Quốc Đống, thay đổi hình thức phát triển là vấn đề rất lớn, không dễ dàng thay đổi, nhất là ở tỉnh lớn như An Nguyên chúng ta. Bí thư Lăng, chúng ta không thể vì thấy vấn đề khó mà không làm. Hơn nữa càng kéo dài thì càng khó làm. Triệu Quốc Đống cười cười. Tôi cũng biết loại hình thức phát triển này không dễ dàng thay đổi, coi thường vọng động sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế toàn tỉnh. Nhưng chúng ta phải biết mình cần làm, nhưng lúc làm thì chúng ta có thể có lựa chọn, có chuẩn bị, cần quá trình tiến dần từng bước. Tôi tin rằng quá trình này sẽ không ảnh hưởng bất lợi cho kinh tế tỉnh, thậm chí có thể có chỗ tốt, mà thực tế chúng tôi đã chuẩn bị một chút. Ồ! Lăng Chính Dược hơi nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Quốc Đống biết tâm tư của Lăng Chính Dược không chính thức đặt ở An Nguyên. Lăng Chính Dược đến An Nguyên 2 năm nhưng chính xác mà nói sự phát triển của An Nguyên không có bao biến hóa lớn, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng Lăng Chính Dược. Trước đó Tần Hạo Nghiên vì muốn vững vàng quá độ nên không có cân nhắc gì khác. Triệu Quốc Đống mặc dù nổi tiếng làm kinh tế nhưng thứ nhất cũng có chút khúc mắc, thứ hai dù sao nhỏ tuổi, lý lịch thiếu. Nhất là tốc độ lên chức của hắn quá nhanh làm cho nhiều người vô thức ghen ghét, không phục. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng cần một vài thời gian để quen thuộc tình hình, muốn khống chế cục diện trong tay, cũng không có tâm trí đâu đi mà làm gì khác. Có thể nói hai năm qua do nhiều nhân tố ảnh hưởng nên An Nguyên cũng không chính thức hình thành một quy hoạch phát triển tốt, mà thời gian cũng không đợi người, Lăng Chính Dược bây giờ cũng ý thức được điểm này. An Nguyên là tỉnh lớn nhưng ở vị trí xấu hổ, có chênh lệch lớn với mấy tỉnh Việt, Tô, Lỗ. Càng lúc càng bị kéo lại khoảng cách với mấy tỉnh dự, Ký, Liêu, Xuyên, năm nay thậm chí còn bị tỉnh dự vượt qua. Biến hóa này làm cho Lăng Chính Dược gặp áp lực rất lớn. Mấy bí thư tỉnh ủy trước của An Nguyên đều có an bài tốt. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu không nói, cả hai đều có ưu thế về tuổi, sau khi rời khỏi chức bí thư tỉnh ủy An Nguyên đều có tiền đồ sáng lạn. Mà mặc dù Quý Thành Công rời đi cũng có một vị trí không hài lòng, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc. Tuổi Lăng Chính Dược không có ưu thế gì đáng nói, theo tục tệ của Trung ương thì nhiệm kỳ 5 năm đã qua non nửa nếu như 3 năm sau vẫn là cục diện hiện nay thì Lăng Chính Dược chỉ sợ phải cân nhắc mình có bị đuổi đi khỏi nơi khác hay không. Lăng Chính Dược muốn một ít thay đổi, đương nhiên mình cũng cần,
chẳng qua trình độ gấp gáp thì Triệu Quốc Đống thấy đối phương hơn cả mình. Mặc dù quan điểm của mình và đối phương có khác biệt nhưng xét tới cùng vẫn nhất trí đó là mong An Nguyên tốt hơn. Chẳng qua trong mắt Lăng Chính Dược thì muốn thông qua GDP và thu tài chính cùng với kéo các hạng mục lớn, công trình lớn để được Trung ương tán thành. Mà mình có khuynh hướng tăng thu nhập của dân chúng, chỉ số hạnh phúc, hài lòng của dân chúng để bồi dưỡng và thể hiện phong cách của mình. Đương nhiên hai người về nhiều khía cạnh khá trùng hợp, tăng thu nhập của dân chúng không thể thiếu được tăng trưởng GDP, đồng thời dân chúng có nhiều tiền hơn sẽ thúc đẩy tăng chi tiêu dùng. Làm như thế nào khiến quan điểm hai bên hòa hợp, cũng như đạt được tán thành và thỏa hiệp tiến tới thể hiện trong chiến lược điều chỉnh nhân sự gần đây. Đây là mục đích của Triệu Quốc Đống, đương nhiên đối phương cũng có mục đích này. Kết quả thỏa hiệp cuối cùng vẫn là giao thiệp, nếu không sẽ thành trò cười. Bí thư Lăng, tôi đồng ý với tình hình thực tế hiện nay của An Nguyên thì kinh tế cần phải phát triển lên, đây là trụ cột, cũng là mấu chốt, nhưng làm như thế nào để thực hiện điểm này tôi cảm thấy nhận thức của hai chúng ta có khác nhau và sai biệt. Triệu Quốc Đống rất cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, hắn muốn làm như thế nào xúc động được Lăng Chính Dược. An Nguyên muốn phát triển hơn nữa cần phát triển nhanh vậy chúng ta cần làm gì? Nhất là đảng ủy, chính quyền cần phải thực hiện tác dụng ra sao? Lăng Chính Dược nhíu mày, mắt lóe lên. Hắn rất muốn nghe Triệu Quốc Đống thuyết phục mình như thế nào. Từ nội tâm mà nói hắn cũng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể thuyết phục mình, dù là đả kích trái tim tự tôn của mình nhưng so sánh với lợi ích chính trị mà nói thì vẫn không đáng gì. Âu Dương Cẩm Hoa và Trịnh Phong đều lặng lặng đứng ngoài, hai người thi thoảng nhìn nhau nhưng đều nở nụ cười hiểu ý, nhìn sang bên. Trịnh Phong là người được Lăng Chính Dược điều từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống. Lúc ấy ở ban tổ chức cán bộ trung ương không phải là thư ký chuyên trách của Lăng Chính Dược, mà Lăng Chính Dược trước khi tới An Nguyên đã có người đề cử Trịnh Phong nên Lăng Chính Dược dẫn Trịnh Phong tới An Nguyên làm thư ký cho mình. Từ sáng sớm hai vị lãnh đạo đã tới đây, cũng dặn không có gì đặc biệt hoặc điện của lãnh đạo trung ương thì từ chối hết. Tình huống này đúng là hiếm có. Gần đây tỉnh không xảy ra chuyện gì lớn, mà chuyện khác có lẽ không khiến hai lãnh đạo dùng cách bí ẩn này ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Mặc dù rất khó hiểu nhưng hai vị thư ký vẫn duy trì trầm mặc, cứ như vậy đứng đây canh. Có không ít người gọi tới nhưng hai vị thư ký đều từ chối khéo, ngay cả hai vị trưởng ban thư ký Trần Anh Lộc cùng Thang Thiếu Thành gọi tới cũng đều không được nói cho biết lãnh đạo chủ yếu ở đâu. Quyển 20, chương 54. Thang Thiếu Thành chưa chắc biết rõ nguyên nhân trong này nhưng Trần Anh Lộc đã sớm đoán được việc này. Hắn phục Lăng Chính Dược là người quyết đoán, có bỏ có được. So sánh với Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược có ưu thế ở quyền chủ động, nhưng lại mất ưu thế về thời gian, làm như thế nào để bỏ được không hỏi cũng biết. Quan trọng nhất chính là Triệu Quốc Đống có thể thành công thuyết phục Lăng Chính Dược không. Trước đó Trần Anh Lộc đương nhiên đã tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, quan điểm của Triệu Quốc Đống làm Trần Anh Lộc bị chấn động mạnh như quay về 8 năm trước. Vị thị trưởng đầy tự tin trong mắt hắn càng lúc càng trở nên trầm ổn, mặc dù Trần Anh Lộc thừa nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống có lý nhưng y không cho rằng Triệu Quốc Đống có thể thuyết phục được Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược mặc dù không phải người cổ hủ nhưng muốn thuyết phục hắn là không dễ. Hơn nữa càng là người gần y thì càng khó thuyết phục y, nhất là vấn đề mà y đã nhận định thì nếu Triệu Quốc Đống không kiêng nể nói ra không chừng sẽ phản tác dụng. Muốn Lăng Chính Dược thay đổi toàn bộ quan điểm là nằm mơ giữa ban ngày. Nhân vật tới cấp bộ trưởng có ai không có nhân sinh quan. Anh cần đưa ra lợi ích từ việc thỏa hiệp, không cần anh mồm mép mà đánh động tâm tư của Lăng Chính Dược. Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống có bản lĩnh của mình, điểm này Trần Anh Lộc tự thẹn mình không bằng. Đại cục làm trọng, Trần Anh Lộc tin hai người Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống có chừng mực. Bí thư Lăng, tôi không muốn khoe khoang Ninh Lăng như thế nào, cũng không phải chứng minh mình hay Trung Dược Quân có bản lĩnh ra sao nhưng biến hóa mấy năm qua của Ninh Lăng rõ ràng là rất tốt. Ninh Lăng nắm bắt cơ hội tốt, xác lập làm trụ sở thiết bị điện và tài liệu mới, ngành đa tinh thể silicon cùng một loạt các ngành liên quan. Sau đó lục tục đưa vào ngành năng lượng mới. Rất nhiều người khen không dứt miệng việc thu hút đầu tư của Ninh Lăng, cho rằng đây là nhân tố quan trọng nhất tạo kỳ tích phát triển của Ninh Lăng, nhưng tôi muốn nói bọn họ chỉ nói chúng một nửa. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa suy nghĩ, nói chuyện với người chìm nổi trong chốn quan trường mấy chục năm với Lăng Chính Dược thì nói mấy lời vu vơ, nói gì mà hình thái chính sách, hệ thống tài chính gì đó đều không có ý nghĩa mấy. Người như Lăng Chính Dược muốn làm hắn động tâm thì phải lấy được thứ gì đó thật sự có tính giá trị. Lăng Chính Dược bắt đầu thấy hứng thú vì câu này của Triệu Quốc Đống. Lúc còn ở ban tổ chức cán bộ trung ương,
Lăng Chính Dược vẫn một mực nghiên cứu phân tích về sự phát triển liên tục của Ninh Lăng. Nếu nói lúc ở ban tổ chức cán bộ là do hắn kinh ngạc, như vậy sau khi tới An Nguyên, nhất là khi Triệu Quốc Đống cũng về An Nguyên thì hắn ý thức được nếu không tìm được nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng thì mình đấu với Triệu Quốc Đống cũng không chiếm được thượng phong. Nếu không làm tốt ở vấn đề kinh tế thì không thể nào hoàn toàn thực hiện ý đồ của mình. Triệu Quốc Đống cảm thấy ánh mắt của đối phương, hắn bình tĩnh nói. Chính xác mà nói trước đó khởi động Ninh Lăng chính là nắm bắt cơ hội, hoặc là nói tìm được vài cơ hội thu hút đầu tư. Ví dụ như thiết bị điện lực và sản xuất tài liệu là khi tôi còn làm bí thư quận ủy Tây Giang đã chạy lên tranh thủ, mà sản nghiệp đa tinh thể silicon thì Ninh Lăng gần như không có gì, ngành đa tinh thể silicon vẫn trong trạng thái manh nha. Ninh Lăng là người ăn cua đầu tiên, coi như đặt cuộc vào ngành này. Theo ngành đa tinh thể silicon phát triển mạnh, nói thật tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng tôi muốn nói chính là chỉ nắm bắt cơ hội sẽ không làm Ninh Lăng phát triển tốt như vậy. Bắt đầu từ cuối năm trước sang năm nay, khi thị trường tài chính Mỹ chính thức chấn động mạnh, xuất khẩu của Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn, nhất là các ngành xuất khẩu ở khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng rất lớn, sau đó chuyển vào khu vực đất liền. Hai tháng nay tốc độ tăng trưởng của cả nước rõ ràng giảm đi không ít, mà biểu hiện của An Nguyên khá rõ ràng. Ví dụ như Kiến Dương, Miên Châu, Thông Thành, Vinh Sơn cùng Đường Giang đã có khởi sắc cũng xuất hiện hiện tượng này, chỉ có Ninh Lăng ngược xu thế đi lên. Đây là một trong số ít thành phố trong cả nước làm được như vậy, nó khiến không ít cơ cấu nghiên cứu trong nước và tỉnh chú ý. Hai năm trước Ninh Lăng liên tục giảm tốc độ phát triển, nhưng bắt đầu từ tháng 1 năm nay đã trở lại xu thế tăng trưởng, hiện tượng trái bình thường này làm cho Lăng Chính Dược khá chú ý. Tổng GDP Ninh Lăng năm ngoái đã vượt An Đô để dẫn đầu An Nguyên, có thể nói kinh tế Ninh Lăng đã thay An Đô làm thành ngọn cờ đầu của An Nguyên. Biểu hiện của Ninh Lăng trong tháng 1 có thể thấy GDP của Ninh Lăng năm nay sẽ vượt xa An Đô hơn nữa, nó chẳng những làm An Đô gặp áp lực rất lớn còn làm tỉnh càng lúc càng chú ý đến hình thức phát triển của Ninh Lăng. Cuối năm trước Lăng Chính Dược đã yêu cầu Văn phòng Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy tiến hành đề tài nghiên cứu chuyên môn về sự phát triển của Ninh Lăng sao không bị yếu tố thị trường nước ngoài ảnh hưởng. Tổ công tác đã đến Ninh Lăng đóng quân, cũng cung cấp không ít tài liệu cho Lăng Chính Dược. Mà hôm nay Triệu Quốc Đống chủ động đề cập vấn đề này càng làm Lăng Chính Dược hứng thú hơn. Hắn muốn nghe Triệu Quốc Đống nhìn như thế nào về việc này. Sau khi việc thu hút đầu tư và tạo sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng đạt thành tích nhất định, tôi và Trung Dược Quân đã cẩn thận phân tích kết cấu kinh tế của Ninh Lăng. Sản xuất nông nghiệp của Ninh Lăng không quá tốt, diện tích đồi núi chiếm trên 70%, hơn nữa tài nguyên ánh sáng cũng bình thường. Ninh Lăng nếu muốn phát triển chỉ có thể dựa vào sản nghiệp thứ 2, 3. Nhưng khi kinh nghiệm thành công của Ninh Lăng bị bên ngoài chú ý, chúng tôi gặp áp lực cạnh tranh tăng nhiều, nhất là thu hút đầu tư. Mặc dù trước đó các sản nghiệp ở Ninh Lăng đã tạo được hiệu ứng hấp thu, ưu thế cạnh tranh duy trì được một thời gian nhưng ấy nơi khác như Thông Thành cùng Tân Châu tăng cường cải thiện cơ sở vật chất, mấy nơi như Hoài Khánh, Miên Châu, Kiến Dương dựa vào trụ cột công nghiệp tốt đẹp của mình để đẩy mạnh thu hút đầu tư, có thể nói một hạng mục sẽ khiến nhiều nơi trong tỉnh cạnh tranh mạnh, thậm chí cạnh tranh ác liệt. Giảm thuế, hạ giá đất, thậm chí miễn phí đất, điều kiện bảo vệ môi trường thoáng, mấy chính sách này không ngừng xuất hiện. Ninh Lăng thất bại trong cạnh tranh cũng không ngừng xuất hiện. Lăng Chính Dược không nhịn được mỉm cười. Long Ứng Hoa đã giới thiệu về tình hình cạnh tranh giữa Vĩnh Lương và Ninh Lăng lúc ấy, cũng giới thiệu qua mấy nơi như Tân Châu cùng với Kiến Dương, Hoài Khánh. Ninh Lăng năm trước gặp không ít khó khăn chủ yếu là do các nơi tăng cường thu hút đầu tư. Tôi và Trung Dược Quân lúc ấy đã phân tích nghiên cứu. Chúng tôi có phải nên làm giống nơi khác, hạ điều kiện xuống. Lúc ấy tài chính của Ninh Lăng đã có chút trụ cột hoàn toàn có thể chống đỡ trận ác chiến đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã buông tha biện pháp này. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Đương nhiên không phải không cạnh tranh mà là thay đổi biện pháp cạnh tranh, đó chính là đẩy mạnh cạnh tranh chế độ và thể chế. Cạnh tranh chế độ và thể chế. Lăng Chính Dược mơ hồ có chút phản ứng. Có phải là bao gồm cả việc Ninh Lăng không ngừng giống chống khua chiêng xây dựng hệ thống tín dụng? Đúng, đây chỉ là một bước trong đó. Lúc ấy Ninh Lăng đưa ra việc xây dựng hệ thống tín dụng, nó rất quan trọng cho việc xây dựng hoàn cảnh tài chính tốt đẹp. Hệ thống tín dụng xây dựng xong sẽ tạo được ưu thế lớn về tài chính, giảm bớt sự mạo hiểm cho các cơ cấu tài chính, tăng hiệu suất vay vốn tài chính của các công ty. Sự thật đã chứng minh điểm này, hoàn cảnh tài chính Ninh Lăng thuộc top 3 cả nước. Nhất là tài chính cho công ty vừa và nhỏ, công ty tư nhân càng đứng đầu. Vậy còn các bước khác? Lăng Chính Dược hơi động tâm. Hắn cũng biết An Đô đã bắt đầu đẩy mạnh xây dựng hệ thống tín dụng,
điều này có quan hệ lớn đối với việc Ando muốn thành trung tâm tài chính khu vực đất liền. Mặc dù tiến bước chậm nhưng thị ủy, ủy ban Ando đã thành lập một ban chuyên môn đẩy mạnh công tác này, hạng mục công việc này là công việc rất quan trọng trong 3 năm tới của Ando. Đủ thấy Ando coi trọng như thế nào. Còn có một vấn đề là chiến lược nhân tài, cụ thể chính là xây dựng và ưu hóa hệ thống nhân tài. Chiến lược này còn cần thời gian dài hơn so với xây dựng hệ thống tín dụng nhưng hiệu quả sẽ lâu dài hơn. Cách làm cụ thể có rất nhiều, ví dụ như phân loại, trợ cấp nhân tài, khu nhà chuyên gia, chế độ đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng, không khí văn hóa. Quyển 20, chương 55. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống lộ ra chiến lược mang tính hệ thống của mô hình Ninh Lăng. Trước đó Triệu Quốc Đống mặc dù đã gián tiếp trao đổi với Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhưng cũng không chính thức nói về điều này. Thực tế mà nói hiện nay quan điểm của Triệu Quốc Đống còn chưa hoàn thiện, nhưng hắn không thể không nói thẳng, phải, nói thật lòng, nếu không dựa vào gì đả động được Lăng Chính Dược. Đương nhiên cũng chỉ là đả động mà thôi, muốn thuyết phục là không thể. Một vài cách làm của Ninh Lăng làm tôi rất hứng thú. Ando hiện nay cũng đang tham khảo vài kinh nghiệm của Ando. Đúng, cậu nói bồi dưỡng không khí văn hóa nghệ thuật là có ý gì? Đây là một bước trong chiến lược nhân tài của Ninh Lăng. Đương nhiên bước này không dễ đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Mấy công ty mới đầu tiến vào đều là công ty nước ngoài có thực lực mạnh, bọn họ nhắc tới có không ít thành viên công ty mình lúc rảnh lại không có nơi để vui chơi, nhất là nhân viên người nước ngoài. Sau đó Ninh Lăng lại từ một vài tổ chức điều tra độc lập biết được các nhân tài có bằng cấp cao thậm chí sinh viên đại học tại sao ở tình huống rất khó tìm việc ở thành phố lớn mà vẫn không muốn về thị xã nhỏ tìm cơ hội phát triển. Nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó có một nguyên nhân khá quan trọng là ở thị xã nhỏ thì phương diện hoạt động văn hóa, giải trí kém xa thành phố lớn. Đương nhiên cũng gồm cả giáo dục, y tế, đây là ảnh hưởng không nhỏ với việc hấp dẫn nhân tài. Vì thế Ninh Lăng cũng khởi động kế hoạch tăng cường không khí văn hóa nghệ thuật. Cụ thể là xây dựng nhà hát kịch Ninh Lăng, trung tâm triển lãm quốc tế Ninh Lăng, phát triển văn hóa, du lịch. Lăng Chính Dược gật đầu, ai cũng nói Triệu Quốc Đống có đầu óc rộng rãi, suy nghĩ linh hoạt, nhiều con đường. Từ phương diện này có thể thấy chưa chắc chiến lược này do mình Triệu Quốc Đống nghĩ ra, nhưng chỉ cần hắn có vài quan điểm sử dụng được đã là quá tốt. Quốc Đống, cậu vừa nãy đưa ra không ít chiến lược đều cần đầu tư nhiều về tài chính. Lúc ấy tình hình tài chính của Ninh Lăng có thể chống đỡ chi tiêu nhiều như vậy sao? Lăng Chính Dược hỏi câu hỏi rất sắc. Bí thư Lăng, thực ra cái này chính là một vấn đề khác tôi cần nói. Tài chính Ninh Lăng lúc đó tuy tăng trưởng nhưng theo hình thức phát triển lúc ấy vẫn còn không đủ. Phương diện đầu tư của Ninh Lăng cũng có trọng điểm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là thông qua công ty đầu tư tài chính mà giải quyết, mà đầu tư tài chính lại trọng điểm giải quyết các công trình dùng chung, đây là bước đi bằng hai chân. Triệu Quốc Đống hơi do dự, Lăng Chính Dược có thể lập tức liên tưởng tới tình hình hiện nay của An Nguyên, thời thế thay đổi, hình thức phát triển mấy năm trước có thích hợp với bây giờ hay không cũng cần cân nhắc nhưng ở điểm này Lăng Chính Dược chưa chắc nghe vào. Ồ, Quốc Đống, cách làm này thì Ninh Lăng đi ở phía trước. Tôi thật ra cảm thấy có thể mượn công ty đầu tư tài chính để đầu tư vào ngành chiến lược, giúp đỡ các ngành này nhanh chóng hình thành quy mô và hệ thống liên quan. Lăng Chính Dược cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay khá đáng giá. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được hai người gặp áp lực chung nên thẳng thắn trao đổi coi như là hợp tác chiến thuật. Có rất nhiều quan điểm sẽ có điểm chung, hơn nữa hai bên cố gắng giảm sự sai khác, nói chuyện về quan điểm dần chuyển sang tình hình thực tế của các nơi trong tỉnh. Lăng Chính Dược về cơ bản tán thành quan điểm phát triển chia tỉnh làm vài khối của bên ủy ban, nhất là chiến lược mỗi nơi có trọng điểm. Muốn thực hiện chiến lược này thì bộ máy lãnh đạo các nơi nhất định cần điều chỉnh. Về tới nhà Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, trao đổi nửa ngày dù là mình hay Lăng Chính Dược đều thoải mái hơn nhiều. Không thể không nói Lăng Chính Dược có điểm không như ý nhưng Triệu Quốc Đống phải thừa nhận khả năng khống chế tình hình và sức quan sát của đối phương rất tốt. Hơn nữa một khi quyết định thì sẽ không hề do dự chấp hành. Nhất là Lăng Chính Dược đã dùng tốt quân cờ Trần Anh Lộc. Viên Chí Kiên cũng có chút tiềm chất, ít nhất biểu hiện của Viên Chí Kiên ở vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tốt hơn nhiều, bắt mắt hơn nhiều so với khi làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Bảo sao Trung Dược Quân lúc đối mặt với cạnh tranh từ phái Viên Chí Kiên cũng thấy áp lực rất lớn. Vấn đề nhân sự không ai có thể có câu trả lời rõ ràng cho nhau được. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng không dám quá uyển chuyển. Hắn cần phải tỏ thái độ một chút. Vì, mục tiêu chung, Triệu Quốc Đống cho rằng cần nên có ứng viên nào thích hợp hơn, đương nhiên có được có mất.
chẳng qua Triệu Quốc Đống thông qua cách nói chuyện khá rõ để thể hiện quan điểm của mình. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình giống nhà kinh doanh, không ngừng tiến hành mặc cả với Lăng Chính Dược. Nghe thì xấu xa nhưng vì mục đích, cao thượng, thì chuyện bỉ ổi, hèn mọn hơn nữa cũng có thể trở nên trong suốt. Ở vị trí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Lăng Chính Dược như chấp nhận ý của Phùng Cương, cố ý cho Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đỗ Lực đảm nhiệm. Đây là trao đổi, Lăng Chính Dược bỏ vị trí này để được Phùng Cương, Hắc Mộng Hiệp ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống không thể không chủ động tìm kiếm thỏa hiệp với Lăng Chính Dược. Hắn từng hy vọng kéo liên minh Phùng Cương, Hắc Mộng Hiệp về phía mình, ít nhất khiến đối phương bảo trì trung lập. Hắc Mộng Hiệp vốn có ý đó nhưng Phùng Cương lại khác, vì vậy Phùng Cương được chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Đương nhiên sở dĩ Lăng Chính Dược chấp nhận để Đỗ Lực làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cũng là có cân nhắc của mình. Lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường không ngừng gặp vấn đề, liên tục 3-4 đời giám đốc, phó giám đốc chính bị bắt cũng không lạ. Điều này cũng khiến Lăng Chính Dược cảnh giác, hơn nữa do thị trường bất động sản phát triển quá nóng, lợi ích quá lớn nên cần người có tố chất chính trị tốt phụ trách. Đỗ Lực làm cán bộ ủy ban kỷ luật nhiều năm, lại do Phùng Cương đề cử, để hắn ngồi vào vị trí này cũng làm Lăng Chính Dược yên tâm không ít. Ân Cảnh Tùng có thể muốn tiếp nhận vị trí mà Đỗ Lực lưu lại. Đây không phải là thăng chức nhưng nghe nói Phùng Cương rất coi trọng Ân Cảnh Tùng, có thể khiến Ân Cảnh Tùng thành phó chủ nhiệm thường trực, là cơ hội để Ân Cảnh Tùng dần chạm vào cấp giám đốc sở. Do Ân Cảnh Tùng xuất thân ủy ban kỷ luật nên muốn trực tiếp lên chức giám đốc sở ở địa phương gần như không thể, hoặc là nói chỉ có thể chờ tới khi lui rồi sang Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì mới có thể. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với Ân Cảnh Tùng. Hắn thậm chí cũng còn duy trì liên lạc nhất định với Ân Cảnh Tùng. Ân Cảnh Tùng tới Ủy ban Kỷ luật làm phó chủ nhiệm, hắn đương nhiên vui mừng. Lăng Chính Dược muốn Trúc Văn Khôi làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh để thỏa mãn Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống không quá hài lòng. Triệu Quốc Đống nói rõ với năng lực của Trúc Văn Khôi thì quản đảng vụ không phải sở trường của y, thích hợp làm công tác thực tế bên chính quyền, đề nghị Trúc Văn Khôi đến Ủy ban thành phố An Đô nhận chức, có thể cân nhắc vào thường vụ thị ủy An Đô. Lăng Chính Dược không trực tiếp mở miệng nói gì về việc này. Bên An Đô thì Quách Trường Canh tiếp nhận phó thị trưởng thường trực trên cơ bản không vấn đề gì. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đã làm đầy đủ công việc, Lữ Diệu Tô muốn tiếp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy thiếu một thường vụ thị ủy, phó thị trưởng, nhưng Trúc Văn Khôi nếu muốn đến vị trí này thì Lăng Chính Dược không quá tán thành. Ở điểm này Triệu Quốc Đống biết sợ có chút khó khăn nhưng đây chỉ là một bước lấy làm thối của hắn. Quyển 20, chương 56. Ở vấn đề này Dương Kính Quang cũng đã trao đổi ý kiến với Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn có ấn tượng rất sâu về phát triển đô thị của Hoài Khánh, cho nên cũng không có ý kiến phản đối việc đề cử Trúc Văn Khôi làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô. Đương nhiên Quan Kinh Sơn cũng ý thức được sau khi Quách Trường Canh làm phó thị trưởng thường trực, Lữ Diệu Tô làm trưởng ban tổ chức cán bộ, bộ máy ủy ban thành phố An Đô không thể tránh khỏi việc tỉnh ủy an bài thêm người vào. Mong đợi tất cả đề cử của thị ủy An Đô đều được thông qua là không thực tế. Vì vậy Quan Kinh Sơn đương nhiên vui mừng việc Dương Kính Quang đề cử. Về phần Dương Kính Quang thuyết phục Lăng Chính Dược như thế nào thì không phải trách nhiệm của y. Bí thư thị ủy Lam Sơn Đồng Lập Đào sắp được lên cơ quan thuộc Trung ương, chức bí thư thị ủy sẽ chống, thị trưởng Diêm Bằng cử đi lại gần với Lăng Chính Dược, rất có thể thay thế. Mà thị trưởng thành phố Lam Sơn do ai kế nhiệm có lẽ cũng không thoát được việc sinh ra từ phó bí thư thị ủy và phó thị trưởng thường trực Lam Sơn. Theo Triệu Quốc Đống biết hai vị trí này mình nhúng tay vào không có nhiều hy vọng nên hắn sáng suốt không nói đến phương diện này. Ngoài ra còn có vị trí bí thư thị ủy, thị trưởng Lô Hóa. So với các nơi khác thì lựa chọn này khá quỷ dị. Tình hình Lô Hóa dù có xấu như thế nào thì chức bí thư thị ủy, thị trưởng cũng làm người ta thèm muốn. Nhưng dù là Lăng Chính Dược hay Triệu Quốc Đống khi xác định ứng viên cho hai vị trí này đều phải rất cẩn thận, thậm chí gác tình cảm cá nhân sang bên mà phải đánh giá kỹ ứng viên xem ai có thể chính thức giúp Lô Hóa qua khỏi khó khăn. Lô Hóa đã xuống xếp cuối về kinh tế trong toàn tỉnh, lần này Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống hạ quyết tâm hoàn toàn giải quyết vấn đề ở Lô Hóa. Khi lựa chọn người cho Lô Hóa, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều nói rõ ý kiến. Đưa ra chỉ cần có lợi giúp Lô Hóa thoát khỏi khốn cảnh thì ai cũng có thể nằm trong phạm vi xem xét. Ở vấn đề này Lăng Chính Dược cũng chủ động trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống, nói thật Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc vấn đề này nhưng mãi không tìm được ứng viên thích hợp. Nếu muốn mở cục diện của Lô Hóa thì không phải ai cũng làm được. Cục diện Lô Hóa bây giờ còn xấu hơn cục diện Ninh Lăng lúc hắn mới về làm bí thư thị ủy nhiều.
Mà theo suy nghĩ của Lăng Chính Dược, Lô Hóa mấy năm sau không chỉ thoát khỏi khốn cảnh mà còn cần phải tái dựng huy hoàng. Muốn làm được điều này thì bí thư và thị trưởng là rất quan trọng, cũng cần hai người phối hợp ăn ý. Bí thư thị ủy Lô Hóa thì Lăng Chính Dược cân nhắc rất lâu, có thể nói đối với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh mà nói lựa chọn lãnh đạo chủ yếu của Lô Hóa lần này không được sai sót. Mà bí thư thị ủy Lô Hóa càng là quan trọng nhất. Nếu như chọn không sáng suốt thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Ứng viên cho vị trí này thì Triệu Quốc Đống cũng thấy rối rắm. Trong lòng hắn thực ra cũng có người thích hợp cho vị trí này, nhưng từ góc độ khá ích kỷ muốn đối phương làm bí thư thị ủy Lô Hóa, hắn thậm chí có thể khẳng định nếu mình đề cử ra thì hội nghị thường ủy sẽ thông qua với 100% số phiếu. Nhưng đối phương có chấp nhận không? Có suy nghĩ khác không? Mà mình làm như thế nào thuyết phục chính mình? Chủ tịch, tôi nghĩ anh nên nói chuyện thẳng với hắn. Trương Hoành Vĩ nghe xong suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, vẻ mặt hắn cũng có chút phức tạp. Ngoài ra chủ tịch tỉnh, nếu như gánh vác trọng trách này thì gần như là lập quân lệnh trạng. Cho nên nếu hắn thật sự nhận trọng trách này thì chọn thị trưởng cũng phải cân nhắc chu toàn, thậm chí có thể trưng cầu ý kiến của hắn một chút, ngoài ra chọn bộ máy sau này cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, sở dĩ hắn trao đổi ý kiến riêng với Trương Hoành Vĩ là do cảm thấy Trương Hoành Vĩ có ấn tượng rất sâu về kết cấu kinh tế của Lô Hóa, hắn muốn Trương Hoành Vĩ đến nói chuyện với mình xem khó khăn của Lô Hóa là ở đâu, làm như thế nào để hóa giải. Trương Hoành Vĩ nói không sai, nếu mình chủ động đưa ra đề cử ai làm bí thư thị ủy Lô Hóa với Lăng Chính Dược, như vậy có nghĩa mình chủ động ôm khúc xương cứng Lô Hóa, không gặm được sẽ đả kích mạnh về uy tín của mình. Anh cho rằng Tiêu Phượng Minh có đủ thực lực để gánh vác trọng trách này không? Triệu Quốc Đống đổi một góc độ hỏi. Ừ, tôi cảm thấy hắn có thực lực này. Khốn cảnh của Lô Hóa bây giờ không chỉ nằm ở vấn đề kết cấu kinh tế, rất nhiều gánh nặng lịch sử, xã hội đan xen vào nhau, điều này khiến anh muốn giải quyết một vấn đề nhất định phải tổng hợp cân nhắc vấn đề khác. Một người am hiểu công tác kinh tế đơn thuần rất khó làm tốt công việc này, nhưng Tiêu Phượng Minh hoàn toàn có thể làm được. Kinh nghiệm công tác của Tiêu Phượng Minh khá phong phú, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, trưởng ban thư ký thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, phó bí thư thị ủy, thị trưởng, có thể nói các chức vụ chủ yếu đều đã nắm giữ, tính quyết đoán cũng rất cao, đây là một nguyên nhân quan trọng nhất để Triệu Quốc Đống đưa ra chào mời khi Tiêu Phượng Minh vốn là người của Hoàng Lăng. Chủ yếu là suy nghĩ của bản thân Tiêu Phượng Minh, ngoài ra cũng cần suy nghĩ vấn đề sau đó. Ngoài bản thân Tiêu Phượng Minh ra thì sợ là chủ tịch phải trao đổi với bí thư Dược Quân một chút. Trương Hoành Vĩ nhắc, ý của Trương Hoành Vĩ rất rõ ràng, Ninh Lăng vẫn là đại bản doanh của Triệu Hệ, một khi quyết định để Tiêu Phượng Minh tới Lô Hóa, ai làm thị trưởng Ninh Lăng cộng tác với Trung Dược Quân là rất quan trọng, phải đảm bảo sự phát triển của Ninh Lăng không bị ảnh hưởng, đây cũng là vấn đề rất quan trọng. Ở vấn đề này cũng phải trưng cầu ý kiến của Trung Dược Quân, một nhân vật khá lớn ở Triệu Hệ. Triệu Quốc Đống thoáng gật đầu, điều này là chắc chắn. Đảm bảo ngọn cờ Ninh Lăng phải bay cao, bay xa hơn nữa, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng làm khó việc hắn có đề cử Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa không. Theo xu thế phát triển hiện nay thì Trung Dược Quân sẽ làm bí thư thị ủy Ninh Lăng không quá 3 năm, tới lúc ấy khả năng Tiêu Phượng Minh thay Trung Dược Quân là rất lớn. Với thực lực kinh tế và địa vị của Ninh Lăng hiện nay, làm bí thư thị ủy gần như chắc chắn sẽ thành thường vụ tỉnh ủy. Vì vậy muốn Tiêu Phượng Minh buông tiền đồ ổn định mà sang bên Lô Hóa chịu mạo hiểm cũng là không dễ. Vấn đề Lô Hóa rất phức tạp nhưng đây là vấn đề không thể né tránh với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh chúng ta. Nếu như chúng ta kiêng kỵ cứ kéo dài không chạm vào Lô Hóa, vậy bộ máy tỉnh ủy, ủy ban tỉnh là không đủ tư cách. Vì vậy tôi và Bí Thư Lăng đều hạ quyết tâm không tiếc tất cả thay đổi bộ mặt của Lô Hóa hiện nay. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Cho nên vì cái này mà có thể bỏ qua hiềm khích. Trương Hoành Vĩ cười cười trêu chọc tạo không khí. Triệu Quốc Đống cũng tự giễu mình. Đây coi như là tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đang tự tăng thêm gánh nặng, đây là sự khiêu chiến nào cũng có mạo hiểm, phải xem bản thân Phượng Minh có khí phách này không. Trương Hoành Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như chủ tịch có thể tự mình nói chuyện với Tiêu Phượng Minh, giúp hắn giải trừ chút gánh nặng trong lòng thì tôi thấy khả năng thành công cũng cao. Hơn nữa trước đây chủ tịch tới Ninh Lăng. Ninh Lăng có cục diện không quá tốt, có điển hình là ngài đi trước, tôi nghĩ nhiều người đều muốn làm anh hùng cứu thế. Triệu Quốc Đống cười ha hả, không thể không nói Trương Hoành Vĩ biết cách nói chuyện. Bí thư Dược Quân, anh nói chủ tịch Triệu vội vàng triệu tập hai chúng ta lên là có việc gì? Kiêu Kiêu có một dự cảm,
bây giờ nhân sự tỉnh ủy điều chỉnh coi như xong, còn khoảng 10 ngày nữa là diễn ra đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại rất bận rộn, điều này là cảnh báo. Có thể là liên quan đến biến động nhân sự. Trung Dược Quân suy nghĩ một chút. Tôi đã trao đổi ý kiến với trưởng ban Anh Lộc, mấy người Hiểu Lam, Diệu Văn, Giản Hồng đều đã được đề cử lên, nói vậy chắc chủ tịch tỉnh đã giao tiếp với trưởng ban Anh Lộc. Chẳng qua chúng ta đề cử hơi nhiều người chưa chắc có thể làm mọi người đều hài lòng. Ở vấn đề Cổ Bình Nguyên làm phó thị trưởng, Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có ý kiến khác nhau, chẳng qua việc đã qua đi, Cổ Bình Nguyên coi như tận tâm tận sức với vị trí phó thị trưởng, Tiêu Phượng Minh cũng không nhắc lại vấn đề này. Là này mấy vị bí thư quận, huyện có thâm niên của Ninh Lăng đều được Trung Dược Quân đề cử với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, coi như là một động tác bồi thường của Trung Dược Quân. Quyển 20, chương 57. Xe Audi chạy nhanh trên cao tốc An Tương, hai người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh đi cùng một chiếc xe, vừa không quá đường hoàng, vừa tạo không gian và thời gian để bọn họ trao đổi. Đương nhiên nếu như muốn mang theo thư ký lại khác, trưởng ban Anh Lộc có ý gì với ba người bọn họ? Tiêu Phượng Minh biết trong thời gian này Trung Dược Quân chủ yếu chạy vì việc đó. Cán bộ đi ra cũng là khẳng định đối với một địa phương. Trung Dược Quân một hơi đẩy mấy người Ngụy Hiểu Lam, Đường Diệu Văn, Giản Hồng đi ra cũng là có chút tự tin, có thể cũng là do được Triệu Quốc Đống khuyến khích. Đương nhiên nó cũng có quan hệ tới việc Trung Dược Quân bây giờ là thường vụ tỉnh ủy. Ngụy Hiểu Lam và Đường Diệu Văn có biểu hiện rất xuất sắc. Thổ Thành bây giờ được xưng là nguồn gốc của công nghiệp thực phẩm, một loạt công ty lớn có mặt ở đây. Hai hôm trước tôi đến khu công nghiệp Thổ Thành xem một chút, xe xếp thành hàng dài chuyên chở đồ từ đây tới cảng Ninh Lăng, căn bản không thấy dấu hiệu khủng hoảng kinh tế ở nơi này, không hề giảm tốc mà còn phát triển nhanh hơn. Trung Dược Quân hơi cảm khái. Ngụy Hiểu Lam không thích đường hoàng, Thổ Thành không tập trung tuyên truyền mạnh như Tây Giang, Đông Giang, Hoa Lâm. Nhưng Ngụy Hiểu Lam là người làm việc kiên định, tận tụy với công việc. Hiện nay Thổ Thành là trung tâm sản xuất và phân phối thực phẩm ở khu vực đất liền, cũng là huyện có nhiều công nhân thời vụ từ ngoài đến làm nhất tỉnh. Rất nhiều sức lao động từ Nam Hoa, Vĩnh Lương, Đường Giang, Tân Châu đều dũng mãnh tiến vào Thổ Thành. Mấy ngàn công ty thực phẩm của Thổ Thành đã thu hơn 300.000 công nhân từ ngoài tới. Mà mấy ngành phụ trợ của công nghiệp thực phẩm như máy móc sản xuất, đóng gói cũng có tốc độ phát triển thậm chí vượt qua ngành công nghiệp thực phẩm. Khu công nghiệp Thổ Thành đã mở rộng 4 lần mà vẫn không thỏa mãn được nhu cầu. Các xã, thị trấn cũng có khu công nghiệp với quy mô khá lớn của mình. Trong 3 năm Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy, đường giao thông liên thị xã rất nhanh được nâng lên cấp 1, từ nội thành đến các huyện chỉ mất nửa tiếng, Hoa Lâm xa nhất cũng chỉ cần 55 phút là tới. Nó chẳng những làm ưu thế trung tâm giao thông đường sắt, quốc lộ, đường sông, hàng không của Ninh Lăng lộ rõ, cũng xúc tiến địa vị trung tâm thương mại, mậu dịch của Ninh Lăng ở khu vực An Tương. 2 năm qua Thổ Thành bắt đầu chú trọng tuyên truyền nhất là trên mạng khiến cho ấn tượng về Thổ Thành dần thay đổi. Mà bộ phim Cổ Thành Mị Tôn được quay ở Thổ Thành cũng thể hiện rõ nét đẹp truyền thống của Thổ Thành, khiến Thổ Thành nghênh đón thời kỳ phát triển du lịch mới. Chỉ là Thổ Thành ở trong Ninh Lăng, nếu ở bất cứ thành phố, thị xã nào khác thì thực lực kinh tế hiện nay của Thổ Thành đủ để đứng thứ nhất thứ hai. Nhưng ở Ninh Lăng có Hoa Lâm phát triển ổn định, nhanh chóng, có Đông Giang đi sau lên trước nên Thổ Thành chỉ có thể cố gắng đoạt vị trí thứ ba, đây là BI của Thổ Thành. Ngành công nghiệp thực phẩm chủ yếu phục vụ thị trường trong nước nên trong thời gian này chưa thấy bị ảnh hưởng, trừ khi tổng thể kinh tế Trung Quốc bị thương nặng nếu không mấy ngành tiêu dùng sẽ không bị ảnh hưởng mấy. Tiêu Phượng Minh lắc đầu nói. Tôi thực ra lo cho ngành năng lượng mới có thể vì kinh tế Mỹ, châu Âu suy thoái mà ảnh hưởng không. May là thị trường Đức còn đỡ một chút. Xem ra cục diện trong nước năm nay sẽ có ba động, chẳng qua Ninh Lăng chúng ta không bị ảnh hưởng quá lớn. Trung Dược Quân tự hào nói. Thị trường tài chính Mỹ chấn động khiến cho giá giữ USD và nhân dân tệ thay đổi nhiều, nó càng có thể kích thích đầu tư nước ngoài tiến vào Trung Quốc hơn. Nói cách khác chỉ cần hệ thống tài chính của chúng ta tốt đẹp thì không cần lo vấn đề đầu tư. Nói về thị trường tài chính thì tôi cảm thấy ở trong tỉnh thậm chí cả nước cũng không có mấy nơi có thể so sánh với chúng ta. Tiêu Phượng Minh càng tự tin hơn. Có lẽ vài đô thị ở khu vực Duyên Hải có cơ sở vật chất, độ mở rộng của thị trường và tài nguyên nhân lực mạnh hơn Ninh Lăng chúng ta. Nhưng tôi có thể nói một câu đó là về trình độ quy phạm của thị trường thì Ninh Lăng làm tốt nhất, mà các công ty hiện đại càng coi trọng điểm này, không có công ty chính quy nào hy vọng sống ở một hoàn cảnh tín dụng mạo hiểm, đầy lừa gạt. Tiêu Phượng Minh nói đúng suy nghĩ trong lòng Trung Dược Quân, hai người hiểu ý cười cười.
Trung Dược Quân lại thở dài một tiếng. Phượng Minh, Hiểu Lam, Diệu Văn cùng Giản Hồng nếu vào danh sách thì tôi thấy khả năng ở lại Ninh Lăng chúng ta là không cao, đúng là không nỡ. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng cán bộ xuất sắc như vậy mà lại cho người khác, việc tuyển dụng cán bộ sau đây cũng là vấn đề khó khăn. Ha ha, Bí Thư, anh bây giờ là thường vụ tỉnh ủy, không nói Ninh Lăng có cán bộ đi ra là đáng tự hào, dù đứng ở góc độ của tỉnh để nhìn nhận vấn đề thì mấy người Hiểu Lam, Diệu Văn cùng Giản Hồng đi ra làm các nơi khác phát triển cũng hơn ở mãi Ninh Lăng chúng ta mà. Tiêu Phượng Minh nở nụ cười. Thực ra tôi cảm thấy nên cho bọn họ không gian rộng hơn, thậm chí là hoàn cảnh nghiêm trọng một chút thì càng kích thích bọn họ, có lẽ phát huy ra tài hoa của bọn họ. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, coi như lấy làm lý do an ủi mình. Trung Dược Quân gật đầu. Anh nói chủ tịch tỉnh bận như vậy mà gọi chúng ta lên gấp thế chỉ là vì việc ba người kia sao? Tiêu Phượng Minh có một cảm giác không nói thành lời, cảm thấy việc không đơn giản như thế. Chẳng lẽ tỉnh có ý điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng chúng ta? Trung Dược Quân cũng có chút khó hiểu. Nhưng tôi trao đổi ý kiến với Trần Anh Lộc thì không nghe hắn đề cập việc này, dù là có thường vụ hoặc phó thị trưởng cá biệt được điều chỉnh thì không cần chủ tịch tỉnh gọi CA2 chúng ta lên như vậy chứ. Lời của Trung Dược Quân làm Tiêu Phượng Minh run lên, vẻ mặt cũng trầm trọng hơn. Triệu Quốc Đống đang ngồi văn phòng suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào, hắn nghĩ mãi vẫn cảm thấy giải thích quá nhiều không có bao tác dụng, có khi còn phản tác dụng. Có muốn hay không thì đầu tiên phải dựa trên quan điểm của Tiêu Phượng Minh, cho nên lúc Âu Dương Cẩm Hoa đến nói với hắn là Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đã đến, Triệu Quốc Đống quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Trung Dược Quân kêu lên đầu tiên chứ không phải là Tiêu Phượng Minh. Là ý của Lăng Chính Dược. Dù là Trung Dược Quân hay Tiêu Phượng Minh đều cảm thấy đây là kế rút củi đáy nồi của Lăng Chính Dược, nếu là như vậy có nghĩa hai hệ Lăng Triệu trong lần điều chỉnh nhân sự này sẽ có xung đột cực mạnh. Chẳng qua Tiêu Phượng Minh sau khi giật mình lại thấy vẻ mặt của Triệu Quốc Đống làm y rơi vào trầm tư. Không, đây là suy nghĩ của riêng tôi, đến bây giờ Lão Lăng và tôi đều đau đầu khi chọn ai làm bí thư thị ủy Lô Hóa. Người muốn đi thì không đủ tin cậy, người có năng lực lại không quá thích hợp. Ví dụ như Trương Hoành Vĩ. Nói thật ra tôi lúc ấy cũng có ý muốn đề nghị Trương Hoành Vĩ lấy thân phận phó chủ tịch tỉnh kiêm chức bí thư thị ủy Lô Hóa nhưng cuối cùng đã quyết định buông tha. Triệu Quốc Đống nhún vai. Tính đi tính lại có mỗi Phượng Minh là thích hợp nhất, có lẽ Lão Lăng và Trần Anh Lộc cũng nghĩ đến điểm này nhưng ngại thái độ của tôi nên không nói ra mà thôi. Vậy ngài nghĩ như thế nào? Trung Dược Quân có chút do dự. Đây là sự khiêu chiến, còn khó khăn hơn năm tôi tới Ninh Lăng. Một sự khiêu chiến chỉ được phép thành công không thể thất bại. Một sự khiêu chiến quan hệ đến hình tượng của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh nên tôi vẫn rất do dự. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Do dự có hai nguyên nhân, một là thái độ của chính Phượng Minh. Dù sao từ phương diện khác mà nói vị trí thị trưởng Ninh Lăng chưa chắc đã kém bí thư thị ủy Lô Hóa. Dù Phượng Minh đến thị xã nào làm bí thư thị ủy thì cũng phải là nơi có điều kiện tốt một chút, đến Lô Hóa có vẻ là bị đá đi. Điểm khác là tỉnh không chỉ hy vọng Lô Hóa thoát khỏi khốn cảnh, hơn nữa cũng hy vọng Lô Hóa có thể lại hiện ra huy hoàng, yêu cầu này rất tốt, đối với Phượng Minh mà nói cũng là thử thách lớn. Tôi không phủ nhận năng lực của Phượng Minh nhưng nói thật tôi thấy nếu muốn thực hiện mục tiêu này trong thời gian ngắn đúng là quá khó khăn. Triệu Quốc Đống nói rất khách quan, Lô Hóa bây giờ không phải Ninh Lăng năm đó, Ninh Lăng là nghèo khó, Lô Hóa lại có nhiều gánh nặng, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Quyển 20, chương 58. Tiêu Phượng Minh đúng là đang có tâm trạng rất mâu thuẫn. Thẳng thắn mà nói vị trí bí thư thị ủy Lô Hóa không có bao sức hấp dẫn với hắn. Dù hắn giờ chỉ là thị trưởng, hơn nữa trong 1-2 năm tới khả năng Trung Dược Quân rời khỏi Ninh Lăng là không cao. Nhưng Trung Dược Quân vừa đi, Tiêu Phượng Minh tin mình là người có khả năng kế nhiệm cao nhất. Nhiều năm qua làm việc ở Ninh Lăng có thể nói sự phát triển của Ninh Lăng cũng có dấu ấn của hắn. Hắn có tình cảm sâu đậm với Ninh Lăng nên không muốn rời đi. Nhưng hôm nay Triệu Quốc Đống gọi hắn và Trung Dược Quân tới, Tiêu Phượng Minh không thể không suy nghĩ thật kỹ. Nếu là nơi khác ví dụ như Đường Giang hoặc là Lam Sơn thì Tiêu Phượng Minh có lẽ sẽ động tâm. Dù sao căn cơ của Đường Giang cùng Lam Sơn tốt hơn Lô Hóa nhiều, công việc cũng dễ làm. Tình hình của Lô Hóa thì mọi người cũng rõ. Bộ máy hai khóa cũng không thể làm Lô Hóa có khởi sắc, càng lún càng sâu. Mấy ngành trụ cột của Lô Hóa là cơ giới công trình, hóa chất đều đã lạc hậu. Ngành hóa chất bị Vinh Sơn ở gần đánh sâu vào gần như không gượng dậy nổi. Tập đoàn Lô Hóa lớn nhất thị xã đang hấp hối,
thành một nhân tố mất ổn định lớn nhất của Lô Hóa. Hơn nữa tảng đá gần 6.000 nhân viên, công nhân của tập đoàn này cũng làm thị ủy, ủy ban hai khóa vừa rồi không thở nổi. Công ty cơ giới công trình Lô Hóa đã chính thức nộp đơn xin phá sản, khoản nợ quá lớn làm công ty này mấy lần được người hỏi mua sát nhập nhưng cuối cùng cũng không thành, công nhân bị chậm lương cũng là một nguyên nhân gây mất ổn định, ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng thấy đau đầu. Vấn đề của Lô Hóa không chỉ có như vậy, cán bộ Lô Hóa từ trước đến giờ luôn có tính bài ngoại, nhưng sự phát triển chậm chạp của Lô Hóa lại làm tỉnh rất thất vọng về biểu hiện của cán bộ địa phương. Vì vậy lãnh đạo chủ yếu hầu hết đều điều từ ngoài tới, nó làm cán bộ địa phương có mâu thuẫn khá đột xuất với cán bộ bên ngoài. Tình hình trị an, xã hội của Lô Hóa cũng khó coi, thậm chí bị nhiều trang mạng bầu là một trong 10 thành phố, thị xã có cảm giác an toàn kém nhất nước. Có thể nói đủ vấn đề tập trung lại khiến Lô Hóa rơi vào vòng tròn ác tính, kinh tế không phát triển, dân chúng càng không hài lòng dẫn đến mâu thuẫn xã hội càng nhiều, khiến trị an ác hóa. Vì vậy ở vấn đề chọn bí thư cho Lô Hóa, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ mãi mà không đưa ra được quyết định. Chủ tịch, ngài thấy như thế nào? Im lặng khoảng 5 phút, dù là Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh cũng đều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn do Tiêu Phượng Minh phá vỡ yên lặng. Lăng Chính Dược và tôi đã cân nhắc điều này rất lâu, gần như mỗi ứng viên đều có thể tìm ra vài điểm không thích hợp, mà chúng tôi hy vọng ứng viên này phải nắm chắc tuyệt đối thành công nên điều kiện khá ngặt nghèo. Chẳng qua chuyện này không thể kéo dài mãi như vậy cho nên tôi suy nghĩ và quyết định trưng cầu ý kiến của anh. Triệu Quốc Đống nhìn Tiêu Phượng Minh. Thật lòng mà nói tôi không quá hy vọng anh đi nhưng tỉnh lại không tìm được ai thích hợp. Tôi cảm thấy đây là khảo nghiệm và thử thách với anh. Tuy nó có chút khắt khe nhưng tôi nghĩ anh có thể vượt qua khiêu chiến này. Đương nhiên ý của tôi là nếu anh có mâu thuẫn thì đừng miễn cưỡng mình, tất cả dựa vào quyết định của anh. Triệu Quốc Đống nói khá uyển chuyển nhưng Tiêu Phượng Minh biết Triệu Quốc Đống rất hy vọng mình gánh vác trọng trách này. Đây không chỉ là tin tưởng mình, cũng có chút ý thị uy với Lăng Chính Dược. Khi mọi người không tìm được người thích hợp thì Ninh Lăng có cán bộ phụ trách được. Chủ tịch tỉnh, nếu là như vậy thì tôi cũng muốn thử xem. Tiêu Phượng Minh hít sâu một hơi gật đầu. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đều ngẩn ra, Triệu Quốc Đống cũng nghĩ Tiêu Phượng Minh sẽ tiếp nhận nhưng không ngờ Tiêu Phượng Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, không nói bất cứ điều kiện gì. Triệu Quốc Đống vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phượng Minh, nói như thế nào nhỉ? Tôi có chút vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Lo lắng anh xúc động nhất thời hoặc có tâm lý chia sẻ gánh nặng với tỉnh ủy. Cho nên tôi phải nhắc anh nhất định phải chuẩn bị tư tưởng và sức chịu đựng. Tình hình Lô Hóa rất không tốt, không chỉ về vành đai kinh tế còn liên quan tới vấn đề cán bộ, trị an, thậm chí là vấn đề hoàn cảnh xã hội. Anh cũng có thể biết không khí đặc thù bên Lô Hóa, chính xác mà nói rất không ổn. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Chủ tịch tỉnh, tình hình này tôi biết rõ. Lô Hóa mặc dù không gần sát Ninh Lăng nhưng tôi coi như biết tình huống bên đó. Tôi có một bạn học có quan hệ tốt ở trường đảng tỉnh bây giờ làm phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ thị ủy Lô Hóa, tôi tự y mà biết không ít tình huống của Lô Hóa. Chẳng qua tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đến Lô Hóa nhận chức. Tiêu Phượng Minh cười khổ nhưng nói rất kiên quyết. Chẳng qua năm đó chủ tịch đến Ninh Lăng không phải như vậy sao? Đây là một sự khiêu chiến, tôi nghĩ có ngài ủng hộ, tôi cũng có chút tự tin. Nhưng tôi muốn biết tỉnh ủy có suy nghĩ gì về Lô Hóa. Chỉ thay một bí thư thị ủy thôi ư. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, Lô Hóa không phải đổi lại một bí thư thị ủy là thay đổi bộ mặt được, siêu nhân cũng không làm được, rất nhiều vấn đề kết tụ quá lâu. Cho nên tôi và Lão Lăng nhất trí cần phẫu thuật Lô Hóa. Bí thư thị ủy và thị trưởng đều phải đổi người, ngoài ra có thể tiến hành điều chỉnh không nhỏ trong bộ máy. Nhưng đầu tiên là phải xác định ai làm bí thư thị ủy rồi mới tính tới việc khác. Bộ máy mạnh hay không thì đầu tàu là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống rất khẳng định nói. Phượng Minh, nếu anh thật sự quyết định thì cần phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Tôi quyết định, chủ tịch tỉnh, ngài không phải thường nói đời người có mấy lần đánh cuộc. Tuổi tôi cũng không nhỏ, không còn mấy lần cơ hội. Tiêu Phượng Minh như bỏ được chút nặng nề trong lòng, giọng điệu cũng sảng khoái hơn. Bằng tốt, tỉnh ủy rất nhanh sẽ tổ chức hội nghị thường ủy nghiên cứu về việc điều chỉnh nhân sự lần này. Nói cách khác một khi xác định thì sẽ tiến hành điều chỉnh trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Dược Quân, tôi bảo anh tới cũng là muốn hỏi nếu Phượng Minh đi thì ai thay thế vị trí của Phượng Minh. Khi Tiêu Phượng Minh có câu trả lời,
Trung Dược Quân cũng cân nhắc nếu Tiêu Phượng Minh đi thì sẽ ảnh hưởng gì đến bộ máy đang khá ổn định của Ninh Lăng. Ổn định bộ máy là điều kiện bắt buộc để phát triển kinh tế. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh phối hợp rất ăn ý, nó giống như Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân hợp tác vậy. Bây giờ Tiêu Phượng Minh đi, ai làm thị trưởng là rất quan trọng. Trên tỉnh có ứng viên thích hợp không? Trung Dược Quân dò hỏi. Đây là biến tướng bác bỏ chọn người trong bộ máy hiện nay của Ninh Lăng. Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng bây giờ là Huệ Vạn Lý vốn là có khả năng nhất, nhưng Huệ Vạn Lý không phù hợp hứng thú của Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống cũng không quá quen với vị phó bí thư xuất thân từ đảng ủy chính pháp tỉnh ủy này lắm. Có lẽ nếu Huệ Vạn Lý muốn thay Tiêu Phượng Minh gần như là không cao. Phó thị trưởng thường trực Cố Vĩnh Bân nhưng thật ra quen thuộc, nhưng Trung Dược Quân không coi trọng vị phó thị trưởng thường trực này. Trong một số công việc Cố Vĩnh Bân có quan điểm không hòa hợp với Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh. Bây giờ chưa thể nói được điểm này bởi vì trước chưa ai nghĩ đến vấn đề Phượng Minh sẽ đi. Tôi nghĩ dù Lăng Chính Dược và Trần Anh Lộc có cân nhắc qua nhưng không chính thức xếp Phượng Minh vào số ứng viên. Triệu Quốc Đống lắc đầu như đang hỏi gì đó. Phượng Minh một khi điều đi sợ là dẫn ra nhiều việc. Ôi, đây cũng là việc phiền phức, nguyên tắc của tôi là không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Trung Dược Quân hơi động tâm. Vậy Chủ tịch, để Trúc Văn Khôi về có được không? Văn Khôi. Triệu Quốc Đống thoáng suy nghĩ, mặc dù trước đó có cân nhắc để Trúc Văn Khôi đến An Đô làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhưng đây cũng chỉ là một lựa chọn. Nếu để Trúc Văn Khôi đến Ninh Lăng làm thị trưởng mặc dù bước hơi dài nhưng nếu mình hết lòng đề cử vẫn có thể thành công. Việc này là vì muốn đảm bảo chiến lược phát triển của Ninh Lăng không bị cắt đứt. Chẳng qua nếu là như vậy thì Cố Vĩnh Bân sợ là không thích hợp tiếp tục ở lại Ninh Lăng. Đúng, Chủ tịch tỉnh, nếu như Văn Khôi có thể về thì tôi nghĩ Ninh Lăng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trung Dược Quân rất trịnh trọng nói. Những người khác chẳng những cần quá trình quen thuộc, hơn nữa cũng chưa chắc có thể chính thức dung nhập vào hình thức phát triển của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn muốn cân nhắc một loạt ảnh hưởng nếu Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng, nhưng đúng như lời Trung Dược Quân nói. Vì sự phát triển của Ninh Lăng không bị ảnh hưởng thì nỗ lực này là đáng. Dược Quân, anh đưa ra vấn đề khó khăn đó. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nói. Quyển 20, chương 59. Mấy ngày tiếp theo là mấy ngày rất bận của tỉnh ủy An Nguyên. Khi Triệu Quốc Đống đề cử Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa với Lăng Chính Dược và Trần Anh Lộc, cả hai người đều giật mình. Bọn họ không phải không có cân nhắc việc để Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa. Hơn nữa chính xác mà nói bọn họ thấy Tiêu Phượng Minh là thích hợp nhất, bọn họ cũng cho rằng với năng lực của Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa là đủ gánh vác trọng trách. Nhưng vị trí của Tiêu Phượng Minh bây giờ rất phi diệu, khả năng đến Lô Hóa là không cao. Trung Dược Quân lấy thân phận bí thư thị ủy Ninh Lăng làm thường vụ tỉnh ủy, mà GDP của Ninh Lăng đã vượt qua An Đô để đứng đầu toàn tỉnh. Hơn nữa trước đó khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì đã có lịch sử làm thường vụ tỉnh ủy. Có thể nói bí thư thị ủy Ninh Lăng làm thường vụ tỉnh ủy sẽ thành thông lệ. Biểu hiện của Tiêu Phượng Minh ngày sau tiếp nhận chức bí thư thị ủy là rất cao, nói cách khác Tiêu Phượng Minh chỉ cần theo xu thế hiện nay thì về sau làm thường vụ tỉnh ủy cũng là rất cao. Đương nhiên trong đó còn cần vài năm nhưng cũng là con đường thuận lợi. Bây giờ Tiêu Phượng Minh muốn đến Lô Hóa với cục diện khó khăn chính là từ một hũ gạo nhảy xuống bãi đá ngầm, rất mạo hiểm, nếu bước nhầm sẽ chôn vùi sinh mệnh chính trị của mình. Lăng Chính Dược và Trần Anh Lộc cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống đồng ý đề nghị này, thậm chí có thể cho rằng bên kia có ý đồ nên mới đề nghị vậy. Vì thế hai người Lăng Chính Dược cũng không đề cập khả năng này với Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống chủ động nói ra làm hai người Lăng Chính Dược rất kinh ngạc, điều này cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống đã hỏi ý kiến bản thân Tiêu Phượng Minh. Mấy lãnh đạo chủ yếu gặp nhau coi như xác định việc khó khăn là ai làm bí thư thị ủy Lô Hóa. Nhưng ai kế nhiệm chức thị trưởng Ninh Lăng cũng tạo không ít tranh chấp. Ở điểm này Triệu Quốc Đống có thái độ rất kiên quyết, cho rằng phải đảm bảo sự phát triển của Ninh Lăng, đảm bảo hình thức phát triển của Ninh Lăng phải được thực hiện, cần người hiểu rõ tình hình Ninh Lăng để nhanh chóng tiến vào công việc, Trúc Văn Khôi chính là người thích hợp nhất. Nhưng ở điểm này Lăng Chính Dược không quá tán thành nhưng thái độ không quá kiên quyết. Cho nên sau khi Trần Anh Lộc ra mặt phối hợp thì Lăng Chính Dược đã đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống. Trưởng ban Anh Lộc, trong thời gian này rất bận phải không? Triệu Quốc Đống cùng Trần Anh Lộc đi cạnh nhau luôn có cảm giác rất lạ. Dù sao hai người cũng từng làm việc chung vài năm. Ha ha, Chủ tịch tỉnh, ai nói không phải. Mặc dù ban từ cuối năm trước đã có chút chuẩn bị nhưng anh cũng biết lần này liên quan quá nhiều nhân viên, điều chỉnh không ngừng.
Hơn nữa thường một vị trí sẽ kéo theo nhiều vị trí khác, nó rất cụ thể cũng rất phức tạp. Nhưng bên ban không thể không cân nhắc chu đáo. Không ít người của ban dạo này gần như hy sinh thời gian nghỉ mọi người xác định xong trước đại hội toàn quốc sắp tới. Đương nhiên mấy hôm trước anh đưa ra đề nghị làm chúng tôi thêm không ít việc. Trần Anh Lộc khẽ mỉm cười thuận miệng nói. Trưởng ban Anh Lộc, lời này không thích hợp. Trước đó ai làm bí thư thị ủy Lưu Hóa vẫn là điều làm tỉnh ủy đau đầu nhất, bây giờ giải quyết được vấn đề này, sao lại là tôi gây phiền cho ban anh? Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Quốc Đống, chẳng lẽ anh có thể phủ nhận kết quả sao? Không sai, Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lưu Hóa đúng là rất thích hợp, cũng giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhưng Trúc Văn Khôi sớm được xác định làm phó thị trưởng An Đô, bây giờ để Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng làm thị trưởng chẳng những phá hủy an bài nhân sự của An Đô, hơn nữa cũng gây chút phiền phức cho Ninh Lăng, Huệ Vạn Lý cùng Cố Vĩnh Bân cũng không thể không cân nhắc điều chỉnh. Điều này cũng có nghĩa bộ máy Ninh Lăng sẽ có điều chỉnh lớn. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, nếu như không phải cân nhắc vấn đề này quan điểm của Triệu Quốc Đống có lý, hắn cũng không ở vấn đề này nói giúp Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược đương nhiên không quá hài lòng việc Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng, nhưng Trần Anh Lộc không hy vọng vì việc này khiến hai bên có mâu thuẫn nên mới ra mặt làm công tác tư tưởng với Lăng Chính Dược. Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng làm thị trưởng, vậy Huệ Vạn Lý cùng Cố Vĩnh Bân sẽ nghĩ như thế nào? Trước khi Trúc Văn Khôi đi thì hai vị này đã là phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực, làm như vậy dễ tạo thành vết rạn trong bộ máy, bất lợi cho công việc, cho nên ban tổ chức cán bộ không thể không tiến hành điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng. Cố Vĩnh Bân tới Hoài Khánh làm phó bí thư thị ủy thay Ân Cảnh Tùng, mà Huệ Vạn Lý lại làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trưởng ban Anh Lộc, cái này cũng là trong dự liệu. Nhưng chúng ta nắm công việc là nắm vấn đề chủ yếu, chỉ cần giải quyết mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn khác cũng có thể tự giải được. Vấn đề Lô Hóa làm chúng ta khó khăn, chỉ cần giải quyết được vấn đề Lô Hóa, vấn đề còn lại tôi nghĩ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất chúng ta không cần lo một địa phương vì cán bộ cá biệt bị điều chỉnh mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Triệu Quốc Đống nói rất thẳng, mỗi lần điều chỉnh đều mang lại ảnh hưởng như vậy. Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lưu Hóa đã tạo ra một loạt ảnh hưởng nhưng hiệu suất làm việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất cao. Sau khi trưng cầu ý kiến của mấy vị lãnh đạo chủ yếu xong, ban rất nhanh đưa ra một loạt danh sách. Do tình hình đặc thù của Lưu Hóa, Lăng Chính Dược cũng cho rằng vấn đề chọn người cho bộ máy Lưu Hóa thì cần cân nhắc cái nhìn của Tiêu Phượng Minh, đúng là ở tình huống này nên Văn Ngạn Hoa được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Lưu Hóa, Đường Diệu Văn làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lưu Hóa. Văn Ngạn Hoa đảm nhiệm thị trưởng Lưu Hóa là do Tiêu Phượng Minh đề nghị nhưng lại được Lăng Chính Dược ủng hộ mạnh. Văn Ngạn Hoa có quan hệ mật thiết với Lô Vệ Hồng cũng tạo chút tác dụng. Do Lô Vệ Hồng đề cử trước mặt Lăng Chính Dược nên mới khiến Văn Ngạn Hoa mau chóng được thông qua như vậy. Cùng lúc đó Giản Hồng cũng chính thức làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Đường Giang. Ngụy Hiểu Lam làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Miên Châu. Một loạt thay đổi này cũng là dấu hiệu cho thấy Ninh Lăng sẽ không còn yên tĩnh như trước, cán bộ Ninh Lăng sẽ đi vào chính trường An Nguyên. Đường Diệu Văn, Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng chẳng những ra khỏi Ninh Lăng làm cấp phó giám đốc sở, hơn nữa đều làm thường vụ thị ủy, nói cách khác là trực tiếp vào tầng quyết định. So với một số nơi khác cán bộ được đề bạt chỉ làm cấp phó bên ủy ban, như vậy địa vị của Ninh Lăng càng lúc càng rõ ràng, cán bộ được đề bạt phân công từ Ninh Lăng cũng có tỷ lệ cao hơn nơi khác. Trong đợt điều chỉnh nhân sự lần này Bạch Nhất Minh không vì mình mới tới mà duy trì im lặng, hắn cũng phát ra âm thanh của mình. Dưới sự đề nghị của hắn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy, Triều Chính làm Phó bí thư thị ủy Kiến Dương. Được Hắc Mộng Hiệp hết lòng đề cử Lỗ Năng cũng được thông qua làm Phó thị trưởng thành phố An Đô. Mà theo đề nghị của Bí thư Đảng ủy Chính Pháp Tương Hữu Tuyền, Cận Lỗi mới được bổ nhiệm làm trợ lý cục trưởng. Cục Công an thành phố An Đô được điều tới Lô Hóa làm Cục trưởng Cục Công an thị xã. Theo nhiều người thấy trong đợt điều chỉnh nhân sự này Triệu Quốc Đống giành được ưu thế. Nhưng chỉ có Triệu Quốc Đống mới biết đợt này chỉ là thỏa hiệp miễn cưỡng, Lăng Chính Dược vẫn khống chế quyền chủ đạo trong tay. Mặc dù ở nhiều Trần Anh Lộc vấn đề khá tôn trọng Triệu Quốc Đống, nhưng ở góc độ nào đó thì đây chỉ là do Lăng Chính Dược chấp nhận nhượng bộ mà thôi. Ở mấy nơi điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu như Lam Sơn cùng Nam Hoa, Lăng Chính Dược nói một lời là được thông qua. Vưu Liên Hương làm bí thư thị ủy Đường Giang cũng không có nhiều tranh chấp. Dù là Bạch Nhất Minh cũng có ấn tượng tốt đối với Vưu Liên Hương. Điều chỉnh nhân sự của tỉnh An Nguyên cuối cùng đã được hoàn thành trước khi hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 diễn ra.
mặc dù còn vài vị trí chưa xác định nhưng bộ khung chung là xong. Quyển 20, chương 60. Ngồi đi Hiểu Lam, Diệu Văn. Triệu Quốc Đống rất tùy ý xua tay, Âu Dương Cẩm Hoa mang trà vào rồi đi ra. Hắn biết hai nhân vật mới nhận chức này có quan hệ mật thiết với sếp. Hai vị đó đang là nhân vật nóng của tỉnh. Ngụy Hiểu Lam đến Nguyên Châu làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo đủ thấy tỉnh coi trọng nữ cán bộ này như thế nào. Mà Đường Diệu Văn từ bí thư huyện ủy nhảy thẳng thành thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Mà bên Lô Hóa bây giờ có bí thư, thị trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng đều từ Ninh Lăng đi ra, vì vậy Lô Hóa ngầm được gọi là Ninh Lăng mở rộng. Ngụy Hiểu Lam và Đường Diệu Văn đều khá vui vẻ, đó cũng là đương nhiên vì vị trí của bọn họ đã thay đổi, đã lên chức. Ngụy Hiểu Lam vốn từng là ứng viên tốt nhất cho chức phó thị trưởng Ninh Lăng, nhưng Trung Dược Quân vận động khiến cô không thành công, điều này cũng làm Tiêu Phượng Minh có chút bất mãn. Mặc dù ở việc này Triệu Quốc Đống chưa bao giờ tỏ thái độ nhưng sâu trong lòng cũng có chút không vui. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng hiểu cho Trung Dược Quân, dù sao trong mắt từng bí thư thị ủy đều có người thích hợp, nếu chút quyền lực này cũng không có, như vậy chức bí thư thị ủy kia đừng làm còn hơn. Chẳng qua Ngụy Hiểu Lam cũng không bị việc này mà ảnh hưởng nhiều đến công việc. Huyện Thổ Thành vẫn ổn định, sau khi số liệu kinh tế năm 2007 đi ra, GDP của Thổ Thành cùng quận Đông Giang chỉ chênh lệch nhau 300 triệu, xếp thứ 8, 9 trong toàn tỉnh, Ninh Lăng có 4 còn An Đô có 2, trở thành anh cả của An Nguyên. Trong đó Tây Giang đứng đầu bảng, Hoa Lâm với 200 triệu nhiều hơn mà vượt huyện Lộc Sơn, An Đô để đứng thứ 3, vị trí thứ 2 do huyện Hoa Dương. An Đô nắm giữ nhưng cũng chỉ hơn Hoa Lâm không đến 1 tỷ. Tác phong thắng không kiêu bại không nản của Ngụy Hiểu Lam được toàn bộ thị ủy Ninh Lăng đánh giá cao, cho nên lần đề cử này cô đứng đầu. Đường Diệu Văn làm bí thư huyện ủy Ninh Lăng 5 năm, GDP của Ninh Lăng đã ổn định đứng thứ 3 toàn tỉnh. Đường Diệu Văn đương nhiên không quá thỏa mãn tiếp tục ngồi ở vị trí này, cuối cùng giấc mơ đã thành sự thật. Hơn nữa hắn một bước tiến tới làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Mặc dù là đến nơi, phá sản của An Nguyên, nhưng Đường Diệu Văn lại thấy càng là nơi như vậy càng thể hiện được năng lực của mình. Đã đi báo danh rồi chứ? Triệu Quốc Đống nhìn hai vị đại tướng của mình ngày trước một lúc rồi mới hỏi. Vâng, sáng qua trưởng phòng Phan, ban tổ chức cán bộ dẫn tôi tới Miên Châu, bí thư Bối và thị trưởng Chu chuyên môn chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng tôi, bọn họ rất nhiệt tình. Ngụy Hiểu Lam cười nói. Hiểu Lam, ngày sau đều là thành viên trong bộ máy. Bọn họ cần chị ủng hộ trong công việc, đồng thời chị cũng cần bọn họ ủng hộ và giải thích. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Tôi tin chị sẽ nhanh chóng làm quen hoàn cảnh và làm tốt công việc của mình. Trên mặt Ngụy Hiểu Lam lộ ra một tia cảm động nhưng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Diệu Văn, còn anh chỉ sợ không nhẹ nhàng như Hiểu Lam. Phượng Minh cùng Ngạn Hoa cũng cùng anh vừa tới Lô Hóa, đều chưa rõ tình hình, trọng trách trên vai anh bây giờ chỉ sợ còn nặng nề hơn bọn họ. Anh phải nhanh tiến vào trạng thái hơn họ. Triệu Quốc Đống nhắc nhở. Đường Diệu Văn đương nhiên biết Triệu Quốc Đống có ý gì. Lần này bộ máy thị ủy, ủy ban Lô Hóa thay đổi rất nhiều. Bí thư thị ủy, thị trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ và cục trưởng cục công an trong thời gian ngắn thay đổi hết, điều này cũng cho thấy tỉnh ủy rất bất mãn với cục diện chính trị của Lô Hóa. Sau đây bộ máy toàn thị xã nhất định sẽ có điều chỉnh lớn. Mà đối với Đường Diệu Văn thì công việc này lại là chức trách chủ yếu của trưởng ban tổ chức cán bộ. Chủ tịch, tôi hiểu cho nên tôi dự định 2 tháng tới đi khắp Lô Hóa, tìm hiểu rõ tình hình, giúp đỡ bí thư, thị trưởng trong có chút tiếp theo. Đường Diệu Văn rất nghiêm túc nói. Ừ, anh chuẩn bị tư tưởng là được rồi. Không khí Lô Hóa không được tốt cho nên tỉnh ủy mới điều chỉnh lớn như vậy. Đây không hoàn toàn là về vấn đề kinh tế, nhưng vấn đề kinh tế cũng là nguyên nhân quan trọng nhất trong đó. Sau đó còn cả việc xây dựng bộ máy, ổn định xã hội, nhưng xét đến cùng vẫn là vấn đề cán bộ. Cán bộ dùng không tốt thì tất cả chỉ là uổng công. Anh chọn cán bộ tốt thì mọi công việc sẽ được làm tốt. Triệu Quốc Đống nói rất nặng, Đường Diệu Văn cũng biết đây là cảnh cáo, mặc dù từ một góc độ nào đó mà nói đây vốn là lời Trần Anh Lộc nên nói với bọn họ nhưng Ngụy Hiểu Lam và y đến chỗ Triệu Quốc Đống nên mới được nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy. Nói chuyện với Ngụy Hiểu Lam và Đường Diệu Văn nửa tiếng. Triệu Quốc Đống cũng hỏi ai thay thế bọn họ. Không ngoài dự đoán Cát Thành về Hoa Lâm làm bí thư huyện ủy, tiếp tục gánh vác trọng trách nâng ngọn cờ Hoa Lâm. Mà Chu Trọng cũng thay Giản Hồng làm bí thư quận ủy Đông Giang, về phần bí thư huyện ủy Thổ Thành thì do Chủ tịch huyện Vương Tự Thành đảm nhiệm. Nào, Giản Hồng, chúng ta mời bí thư Liên Hương một chén,
chúc mừng chị ấy làm bí thư thị ủy Đường Giang. Triệu Quốc Đống bưng chén rượu lên. Đương nhiên cũng chúc mừng chị tiếp tục làm trợ thủ cho bí thư Liên Hương. Mặt Giản Hồng hơi ửng hồng, trong đôi mắt có làn hơi nước vì cảm động. Chủ tịch, tôi nghĩ đáng lẽ phải do tôi và bí thư Liên Hương mời ngài trước mới đúng, cảm ơn ngài đã quan tâm tôi, ngoài ra cũng cảm ơn bí thư Liên Hương vẫn quan tâm và giúp đỡ tôi. Ồ, Giản Hồng, sao lại nói như vậy? Mấy người chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Hơn nữa thành tích của Đông Giang đã nói rõ tất cả. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói. Tỉnh ủy khi chọn cán bộ càng chú trọng năng lực tổng hợp của một cán bộ, cũng không chỉ nhìn một mặt, điểm này là rất quan trọng đối với đảng ta. Tôi cho rằng tỉnh ủy đề bạt chị làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký Đường Giang chính là thái độ tốt nhất, đây không phải ý kiến của riêng ai mà là sau khi tỉnh ủy khảo sát chung các phương án rồi đưa ra kết luận. Giản Hồng không quá giỏi trong công tác kinh tế, điểm này lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã biết rõ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi đó Triệu Quốc Đống mãi không hạ quyết tâm để Giản Hồng đến làm bí thư quận ủy Đông Giang. Chẳng qua sau khi đến Đông Giang, Giản Hồng đã không phụ kỳ vọng của hắn. Dù là lúc đầu cộng tác với Hoắc Vân Đạt hay sau này cộng tác với Chu Trọng, Giản Hồng đã đóng rất đạt vai trò bí thư quận ủy, đó chính là bắt phương hướng, cán bộ, cổ vũ tinh thần, công việc mình không am hiểu thì giao cho người biết đi làm, dùng người là không nghi. Hoắc Vân Đạt cùng Chu Trọng vẫn luôn miệng khen ngợi Giản Hồng. Nhất là Chu Trọng là người có cá tính, tự cho mình rất cao mà cũng khá tôn kính Giản Hồng. Vưu Liên Hương cười cười xen lời. Giản Hồng, Chủ tịch tỉnh nói rất đúng, biểu hiện của cô thì cả tỉnh đều thấy cả, đây không phải là do Chủ tịch hoặc ai khác tự vẽ ra được. Thường vụ tỉnh ủy có 13 người, Chủ tịch tỉnh chỉ có một phiếu, tất cả cán bộ đều phải bước qua bước này, cô nếu thật sự có biểu hiện tầm thường thì cô nghĩ bọn họ sẽ vì thể diện của ai đó mà bỏ phiếu cho cô sao? Vưu Liên Hương nói cũng có chút kỹ xảo nhưng nói rất đúng. Đợt điều chỉnh nhân sự này tuy lớn nhưng không phải ai cũng có thể đục nước béo cò. Trần Anh Lộc không phải là người vì chiếu cố tâm trạng của người khác mà vứt bỏ nguyên tắc. Mặc dù Long Ứng Hoa đưa ra mấy ứng viên điều chỉnh được Lăng Chính Dược gật đầu nhưng vẫn bị Trần Anh Lộc chặn ngoài cửa, điều này làm Long Ứng Hoa khá tức tối. Quyển 20, chương 61. Vưu Liên Hương cũng có chút bất ngờ khi mình lên làm bí thư thị ủy. Mặc dù cô cũng cho rằng mình là ứng viên tốt nhất cho vị trí này, cô cũng hy vọng mình tiếp tục công tác ở Đường Giang, nhưng nhiều chuyện không phải do cô. Kim Đại Giang đương nhiên sẽ phải đi nhưng khả năng cô kế nhiệm cũng chưa chắc, không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Chẳng qua việc cô lên chức lại rất thuận lợi, thậm chí không có chút sóng gió nào, ngay cả Lăng Chính Dược cũng đồng ý. Điều này làm Vưu Liên Hương có chút bất an. Đương nhiên thị trưởng lại từ trên tỉnh phái xuống, nguyên phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thiệu Giai Xuân, một người có quan hệ mật thiết với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Viên Chí Kiên, cũng là nhân vật được Lăng Chính Dược coi trọng. Vưu Liên Hương vốn hy vọng Liễu Tử Kiến có thể thay mình làm thị trưởng nhưng trên tỉnh không suy nghĩ nhiều ý kiến của cô. Liễu Tử Kiến được điều lên làm phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Lần này Sở Tài nguyên Môi trường cũng là trọng tâm điều chỉnh. Chu Hoành Vĩ ngã ngựa dẫn tới không ít người ngã theo. Cũng may Từ Kinh Vĩ rốt cục có thể từ trợ lý thị trưởng biến thành phó thị trưởng cũng làm Vưu Liên Hương hơi hài lòng. Vưu Liên Hương không biết đợt điều chỉnh nhân sự này Triệu Quốc Đống phát huy tác dụng đến đâu. Sau khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch tỉnh, Vưu Liên Hương lại không dám xác định sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống ở An Nguyên lớn đến mức nào. Có đôi khi cô thấy Triệu Quốc Đống khá nhún nhường, nhất là ở vấn đề nhân sự, có đôi khi cô lại thấy thế lực ngầm của hắn rất lớn. Cuộc liên hoan ngắn của ba người diễn ra với không khí khá tốt đẹp. Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương hỏi qua tình hình mấy quận, huyện bên dưới của Ninh Lăng. GDP Đông Giang năm 2007 đã đột phá 29 tỷ, chỉ kém hơn Thổ Thành 300 triệu, tốc độ tăng trưởng thoáng cao hơn Thổ Thành một chút, bây giờ đang cùng Thổ Thành tranh đoạt vị trí top 3 của tỉnh. Đương nhiên Đông Giang còn có chênh lệch lớn đối với Tây Giang và Hoa Lâm. GDP năm ngoái của Tây Giang đạt tới 45 tỷ. Đứng đầu toàn tỉnh, mà Hoa Lâm có 42 tỷ. Huyện Vân Lĩnh hiện nay có GDP 27,2 tỷ đứng thứ 5. Thương Hóa, Phong Đình lại không quá tốt, đều đang cố gắng muốn đột phá 10 tỷ mà khá khó khăn. Mà khu khai phát càng đột phá trên 50 tỷ, đây là con số làm người ta phải sợ hãi. Khu khai phát kinh tế kỹ thuật Ninh Lăng đã có không ít công ty đột phá giá trị sản lượng trên 1 tỷ. So sánh với Ninh Lăng quật khởi như kỳ tích, mấy năm qua Đường Giang mặc dù cũng có vài điểm sáng nhưng vẫn không thể so sánh. Khu
khu khai phát đường Giang có tổng giá trị sản lượng mới đạt 20 tỷ, mà quận tốt nhất đường Giang mới có GDP đạt 19 tỷ. Chủ tịch, đường Giang năm nay vẫn tập trung chính vào thu hút đầu tư. Vị trí đường Giang bây giờ vẫn còn xấu hổ, không trên không dưới. Vì thế vẫn cần lôi kéo một ít hạng mục lớn để làm đầu tàu. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng bồi dưỡng thị trường tài chính tốt đẹp, hoàn cảnh tốt đẹp. Việc xây dựng hệ thống tín dụng của đường Giang chậm hơn Ninh Lăng, sự tập trung không cao nên khoảng cách càng lúc càng lớn. Đường Giang vốn có không ít người thấy không cần xây dựng hệ thống tín dụng nhưng số công ty được vào phòng giao dịch tài sản Ando đã nói rõ tất cả. Hôm qua trong hội nghị thường ủy mở rộng tôi đã không hề khách khí phê bình tư tưởng hẹp hòi, chỉ lo lợi ích trước mắt, chỉ thấy thứ bề ngoài mà không có hứng thú với những công việc mang lại lợi ích lâu dài. Mà chênh lệch sẽ càng lúc càng thể hiện ở phía sau. Vưu Liên Hương sau khi làm bí thư thị ủy càng có sức sát phạt, quyết đoán hơn, lời nói cũng phong phú hơn. Bí thư Liên Hương, đây cũng là cần một quá trình, đương nhiên tôi không phải nói đường Giang có thể buông lỏng. Bây giờ chị làm bí thư, có thể điều chỉnh công việc trung tâm. Làm như thế nào phát huy ưu thế của đường Giang, làm như thế nào để phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội đường Giang một cách hài hòa, chị có lẽ phải suy nghĩ kỹ. Triệu Quốc Đống vừa nghĩ vừa nói. Đường Giang cần phải có con đường phát triển của riêng mình, không nên bắt chước ai. Chủ tịch, Bí thư Liên Hương cũng có chút suy nghĩ. Lần này Bí thư Liên Hương cũng chính là mượn cơ hội này để tìm hiểu quy hoạch, tư tưởng của tỉnh trong năm, nó cũng giúp cho đường Giang thích hợp điều chỉnh kết cấu, dựa theo thống nhất chung của tỉnh mà phối hợp, giúp đường Giang ít đi đường vòng. Các nơi có tình hình thực tế của mình, đó là điều bình thường. Nhưng Bí thư Liên Hương, tôi phải nhắc chị một điểm, một hệ thống. Thể chế vận hành tốt đẹp mới là sự đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài, điểm này tôi tin chỉ có thể ý thức được. Làm như thế nào để tình hình thực tế của đường Giang kết hợp được với tỉnh, đây là điều thị ủy đường Giang cần suy xét kỹ. Giống như vừa nãy chị nói, đường Giang vẫn còn yếu nhược, nắm hạng mục lớn, thu hút đầu tư là cần thiết nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua xây dựng hệ thống thể chế. Mấy thứ này cần thời gian dài. Chỉ như vậy thì chị mới dần biến từ việc thu hút đầu tư trở thành nhà đầu tư chủ động tụ tập vào đường Giang, mới có thể khiến đường Giang chiếm thế chủ động. Tôi tin Giản Hồng ở Ninh Lăng mấy năm cũng nhận chức được điểm này. Đông Giang tại sao phát triển nhanh như vậy, sợ là không đơn giản chỉ là thu hút đầu tư. Hoàn cảnh đầu tư, hoàn cảnh tài chính, hoàn cảnh kinh doanh là rất quan trọng. Vưu Liên Hương khẽ gật đầu, cô mặc dù không hoàn toàn tán thành cách nói toàn lực xây dựng hệ thống chế độ như Triệu Quốc Đống nói. Nhưng cô cũng thừa nhận kinh tế phát triển về sau thì hệ thống chế động và ưu thế hoàn cảnh sẽ càng lúc càng quan trọng. Ninh Lăng là ví dụ điển hình, khi tình hình kinh tế trong và ngoài nước bị ảnh hưởng lớn do khủng hoảng Mỹ, nhưng Ninh Lăng lại vẫn phát triển rất nhanh. Từ việc tăng đầu tư tài sản cố định tháng 1, hay có thể thấy được đầu tư nước ngoài về Ninh Lăng đang tăng nhanh. Có lẽ do nền kinh tế Mỹ dung chuyển tạo thành ảnh hưởng khiến đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Khi đầu tư vào đâu bọn họ đều khảo sát đến hoàn cảnh đầu tư và hoàn cảnh tài chính nơi đó, mà Ninh Lăng lại chiếm hết ưu thế ở điểm này. Nhưng đường Giang bây giờ không thể so sánh với Ninh Lăng. Trụ cột kinh tế của đường Giang còn yếu, chưa thực sự hình thành hệ thống sản nghiệp có sức cạnh tranh cao. Một vài sản nghiệp trụ cột vẫn trong giai đoạn khởi bước, còn cần cố hết sức thu hút đầu tư, chỉ khi làm được việc này thì đường Giang mới có thể có thực lực đẩy mạnh xây dựng hệ thống thể chế. Bữa ăn rất thoải mái. Dù là Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương hay Giản Hồng có khác nhau cũng là bình thường. Hội nghị Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 tại Bắc Kinh. Ngồi trên máy bay trở về An Nguyên, Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy tâm trạng mình nhấp nhô, đại thế đã định, mình có thể làm vài chuyện gì đó trong thời gian tới. Một tuần này Triệu Quốc Đống đã tiếp xúc với không ít đại biểu trong và ngoài tỉnh, dân ý được đưa ra bàn bạc nhiều trong hội nghị. Các đại biểu đưa ra các phương án và rất chờ mong vào sự phát triển sau này của Trung Quốc. Có những lúc Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy tâm huyết dâng trào, khi anh ý thức được anh có thể dẫn dắt trào lưu, có thể làm thế giới thay đổi khác đi, cảm giác này làm anh thấy rất chấn động, muốn làm gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 20, chương 62. Tôi tuyên bố phòng giao dịch tài sản Ando Trung Quốc chính thức khai trương. Theo giọng nói vang dội của Triệu Quốc Đống, do Bí thư tỉnh ủy An Nguyên Lăng Chính Dược và Bộ trưởng Thiết Nghị, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng Cát Băng đã tuyên bố phòng giao dịch tài sản Ando chính thức khai trương. Nhận lời mời đến còn có tiên sinh Robert,
Phó Tổng Giám đốc kiêm chủ quản bộ phận quốc tế của NASDAQ Mỹ cùng với một loạt lãnh đạo các phòng giao dịch lớn ở Tokyo, Singapore, London, Hong Kong. Tổng số các công ty sau vài ba đợt xét duyệt đã xác định 23 công ty được tham gia vào phòng giao dịch tài sản. Trong đó số công ty đến từ Ninh Lăng đạt 9 nhà, mà số công ty ở Ando chỉ có 3 nhà. Ngay từ đầu phòng giao dịch tài sản đã nghiêm khắc làm theo trình tự Triệu Quốc Đống đặt ra, công khai trong suốt, công chính công bằng. Từ tài liệu đến tình hình người đại diện pháp nhân, kết cấu cổ phần, đánh giá của các ngành bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thuế. Số ngân hàng hợp tác với phòng giao dịch tài sản gồm 4 ngân hàng thương mại khổng lồ do nhà nước sở hữu, ngoài ra mấy ngân hàng như Giao thông, Dân sinh, Hưng nghiệp cũng tham gia vào, 7 ngân hàng và phòng giao dịch tài sản ký hợp đồng hợp tác công bố sẽ cung cấp khoản vay 300 tỷ cho các công ty được giao dịch, điều này cũng kích thích mạnh các công ty và nhà đầu tư. Bộ trưởng Tiết, xin mời. Lăng Chính Dược vung tay lên, Hải Lan Thính, phòng tiếp khách sang trọng lớn nhất của khách sạn quốc tế Cẩm Giang được dùng làm nơi tiếp khách. Lăng Chính Dược và Tiết Nghị vào trước, trên mặt Triệu Quốc Đống lại lộ vẻ suy tư không nói thành lời nhưng rất nhanh đã biến mất. Dù sao hôm nay có rất nhiều người tới, nhất là Tiết Nghị đến điều tra an nguyên và tham gia lễ khai trương phòng giao dịch tài sản, đây coi như là sự ủng hộ lớn nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đối với an nguyên. Quy cách lãnh đạo tới khá cao, ở Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ngoài Tiết Nghị còn có Phó Bộ trưởng Vương Kiến cùng với lãnh đạo cao cấp của mấy ngân hàng kia. Nhưng rất quỷ dị chính là lúc đầu đã nói một vị phó chủ tịch hiệp hội giám sát chứng khoán sẽ đến mà cuối cùng lại lỡ hẹn, bên đối phương nói là có công việc khác không thể tới. Đây là bóng ma trong lòng Triệu Quốc Đống, chẳng qua vào trường hợp như hôm nay nên hắn không tiện suy nghĩ, bất ngờ, này. Trương Hoành Vĩ cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống có chút tâm sự, hắn thoáng suy nghĩ là biết Triệu Quốc Đống lo lắng gì. Người của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không đến đã cho thấy thái độ giấu lớn mặc dù từ nửa cuối năm trước tỉnh vẫn giao tiếp với phòng giao dịch tài sản, thậm chí trong hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều phân biệt gặp chủ tịch, mấy vị phó chủ tịch của phòng giao dịch tài sản, nhưng đối phương không tỏ rõ thái độ. Khi Lăng Chính Dược đưa giấy mời đến tay bọn họ cũng không muốn nhận, cuối cùng do Lăng Chính Dược thông qua vài quan hệ cá nhân để giao tiếp mới mời được một vị phó chủ tịch đồng ý tham gia. Ai ngờ cuối cùng lại không tới. Điều này không thể vì công việc khác đột nhiên tới mà không đi được. Hiệp hội giám sát chứng khoán có cái nhìn với phòng giao dịch tài sản Ando. Mặc dù trước đó An Nguyên đã làm không ít công việc nhưng việc này liên quan đến chức trách quyền hạn, tới lợi ích, không có ai sẽ vì quan hệ cá nhân mà dám mở lỗ hổng này. Cho nên Triệu Quốc Đống vẫn có một cảm giác phòng giao dịch tài sản Ando sẽ bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, không chừng có thể bị ngã ngựa, cả đời không thể đứng dậy. Đây là điều An Nguyên tuyệt đối không thể chấp nhận, hơn nữa nếu xuất hiện tình huống này thì nó sẽ là đả kích rất nặng nề đối với việc xây dựng hoàn cảnh tài chính, xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính ở khu vực đất liền của Ando, của An Nguyên. Thời gian giao dịch của phòng giao dịch tài sản Ando giống với ở Thượng Hải, Thâm Quyến, sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 1 giờ đến 3 giờ. Theo quy tắc của phòng giao dịch tài sản Ando, yêu cầu các công ty tham gia giao dịch có tài sản ký quỹ không dưới 10 triệu, thu nhập nghiệp vụ của ngành chính vượt quá 60% tổng thu nhập, 2 năm liên tục đều có tăng trưởng, năm gần đây có tỷ lệ lãi không được dưới 50%. Yêu cầu mặc dù không cao nhưng việc thẩm định tài liệu lại rất nghiêm khắc, đây là điều Triệu Quốc Đống chuyên môn chỉ thị cho Trương Hoành Vĩ. Tất cả phải đảm bảo tính công khai, công chính, như vậy phòng giao dịch tài sản mới sống lâu được. Dù là ban đầu khiến người ta thấy yêu cầu quá ngặt nhưng không thể vì thế mà hạ thấp nguyên tắc. Cũng vì thế khiến trên 70% công ty đăng ký tham gia bị rơi rụng, tức giận rời đi. Theo không ít người thấy ít nhất có không dưới 20 công ty trong và ngoài tỉnh có danh tiếng, có tài sản lớn bị rơi, không thể qua cửa thẩm định. Ủy ban thẩm định độc lập được tạo ra từ nhiều ban ngành chức năng, đối với việc thẩm định một công ty đều dùng máy tính lựa chọn nhân viên thẩm định. Như vậy ở trình độ nhất định tránh việc các công ty dùng nhiều phương thức ảnh hưởng đến tổ thẩm định, cùng lúc đó cơ chế giám sát từ bên trong cũng ở trình độ nhất định tránh các nhân tố không công chính ảnh hưởng. Đương nhiên đây mới là bắt đầu, khi công ty tiến vào phòng giao dịch tài sản càng lúc càng nhiều thì khả năng trong suốt, công chính có thể đảm bảo hay không còn cần quan sát. Chủ tịch, ngài hình như có tâm sự. Trương Hoành Vĩ chạm chén với Triệu Quốc Đống rồi nhỏ giọng nói. Hoành Vĩ, sợ là anh chắc cũng đã chú ý thấy. Nhận lời rồi mà Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không có ai tới, thậm chí một đại biểu mang tính tượng trưng cũng không có, bên Cục Giám sát Chứng khoán tỉnh chỉ có một phó cục trưởng phụ trách hậu cần đến. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng.
Điều này có nghĩa việc chưa chính thức thành công, không chừng việc mọi người vất vả lâu ngày sẽ phí công vô ích. Chủ tịch, tôi mặc dù cũng có chút lo lắng nhưng tôi cảm thấy từ biểu hiện của phòng giao dịch tài sản Ando chúng ta Han thì thấy sẽ có tương lai rộng mở, hơn nữa quy tắc giao dịch khá nghiêm khắc, tôi có thể nói về hoàn thiện chế độ an nguyên không bằng Thượng Hải, Thâm Quyến nhưng vấn đề trong suốt, sức chấp hành thì chúng ta tuyệt đối hơn bọn họ. Trương Hoành Vĩ tự hào nói, tôi hoan nghênh Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đến An Nguyên điều tra, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển lâu dài của phòng giao dịch tài sản Ando. Triệu Quốc Đống lắc đầu, xem ra Trương Hoành Vĩ hơi coi thường cái miệng của đám người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, cũng coi thường năng lực của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán nếu chính thức muốn gây khó dễ thì không phải đơn giản là điều tra gì đó, nếu bọn họ tới điều tra giám sát thì tôi mong còn không được. Tôi lo là bọn họ muốn chối bỏ phòng giao dịch tài sản. Chối bỏ hoàn toàn. Trương Hoành Vĩ nhướng mày. Ngài nói là bọn họ coi đây là giao dịch chứng khoán. Tôi có dự cảm này. Hoặc là bọn họ sẽ mạnh mẽ tham gia quản lý, thậm chí có thể đẩy bộ công nghiệp và công nghệ thông tin sang bên, hoặc là hoàn toàn lật đổ phòng giao dịch tài sản này, chỉ có thể có hai khả năng này. Tôi biết ý đồ của đám người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Triệu Quốc Đống lộ vẻ sâu xa. Đương nhiên phòng giao dịch tài sản này của chúng ta có vẻ giống như đi trên bờ danh, giao dịch tài sản vài giao dịch chứng khoán có giới hạn mơ hắn. Từ biểu hiện han của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thì tình hình không quá tốt, tôi lo chuyện này rất nhanh sẽ bộc phát, nếu như trong một tháng tới Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không có biện pháp thì khả năng sống sót của phòng giao dịch tài sản sẽ là rất lớn. Tôi lo là không đầy tuần sau Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ gây khó dễ. Quyển 20, chương 63. Trương Hoành Vĩ im lặng một lúc lâu, y cảm thấy lời Triệu Quốc Đống nói là rất có thể, trong lòng càng thấy nặng nề hơn. Phòng giao dịch tài sản Ando giai đoạn đầu mặc dù do Dương Kính Quang phụ trách nhưng sau đó giao hết cho y. Y dành không ít tâm trí cho phòng giao dịch tài sản này, có thể nói tinh lực chính của y sau khi làm phó chủ tịch chính là đặt vào đây. Phòng giao dịch tài sản từ lúc mới bắt đầu đến khi khai trương vẫn có tranh luận, Cục Giám sát Chứng khoán An Nguyên từ đó vẫn đặt câu hỏi về tính chất của phòng giao dịch tài sản. Nhất là cảm thấy cách thức giao dịch tài sản gần như hoàn toàn giống giao dịch chứng khoán, gần như bắt chước hoàn toàn phương thức ở trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến, có lẽ khác biệt duy nhất chính là lấy giao dịch tài sản làm ngụy trang, mà giao dịch chứng khoán chỉ là không công khai mà thôi. Nhưng phòng giao dịch tài sản Ando ngay từ đầu rất được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ủng hộ mạnh mẽ, ngay cả Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng tới tham gia lễ khai trương, cắt băng. Qua đó đủ thấy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ủng hộ phòng giao dịch tài sản như thế nào. Nhưng ủng hộ là ủng hộ, quan trọng nhất là phải xem phòng giao dịch tài sản này có vượt quá nguyên tắc hay không. Nếu như không vượt quá định vị giao dịch tài sản như vậy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin còn có thể làm chủ đạo, nếu như là giao dịch chứng khoán vậy Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đương nhiên sẽ nhét phòng giao dịch tài sản vào phạm vi quản lý của mình, về phần còn có thể mở cửa nữa hay không thì không ai nói rõ được. Điều này còn cần Trung ương vỗ bàn quyết định. Trương Hoành Vĩ trước đó cũng dành không ít tâm tư với bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, vận dụng đủ loại quan hệ nhưng thái độ bên phía Hiệp hội Giám sát Chứng khoán vẫn khá lạnh nhạt. Mặc dù có vài quan hệ cá nhân ở trong đó nhưng không cách nào chính thức đột phá. Đây là vấn đề nguyên tắc, không ai có thể đặt quan hệ cá nhân lên trên nguyên tắc. Ví dụ như phương thức giao dịch ảo phòng giao dịch tài sản hiện nay mà nói thì anh nói là giao dịch chứng khoán cũng miễn cưỡng đúng. Theo vài chính sách, văn bản liên quan mà Trung ương đưa ra, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán cũng có thể ra tay với phòng giao dịch tài sản Ando. Nhưng chính là do đi trên rệ bờ nên cũng là một vấn đề cần phải thảo luận. Cho nên cuối cùng quyết định về phòng giao dịch tài sản Ando vẫn là do Trung ương. Chủ tịch tỉnh, từ tình hình của phòng giao dịch tài sản hôm nay thì sức sống của nó khá mạnh, chỉ trong một ngày đã có tổng giao dịch vượt quá 180 triệu, giá cổ phiếu của hơn 20 công ty đều tăng trên 20%. Như công ty Cảnh Hồng, Thất Thải, Thánh Long còn đạt đến 60%. Ba công ty này đều đến từ Ninh Lăng, có hai đến từ khu khai phát Ninh Lăng, một đến từ huyện Phong Đình, còn có công ty Di Sơn đến từ Tây Giang, công ty Thái Hòa đến từ Hoa Lâm có giá cổ phiếu tăng 50%. Trương Hoành Vĩ thở dài một tiếng rồi quay về đề tài. Phòng giao dịch tài sản có tác dụng lớn như vậy với sự phát triển của các công ty vừa và nhỏ An Nguyên chúng ta, giúp cho hoàn cảnh tài chính An Nguyên hoàn thiện hơn thì sao có thể đóng cửa. Tôi không tin lãnh đạo Trung ương không thấy được điểm này. Sợ rằng anh nghĩ vấn đề quá đơn giản, trên thực tế cạnh tranh với Ando về phòng giao dịch tài sản này không có một hai nhà. Trùng Khánh, Trịnh Châu, Vũ Hán đều cạnh tranh mà.
Bọn họ cũng có điều kiện nhưng lại thất bại. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Bây giờ mấy tỉnh đó không được phê, có mỗi An Nguyên chúng ta thuận lợi qua cửa, cỗ lực lượng kia nhất định sẽ không ngừng gào thét với Trung ương. Hơn nữa Hiệp hội Giám sát Chứng khoán cũng nghi ngờ về phòng giao dịch tài sản Ando, nếu như có người châm lửa thì chỉ sợ Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ vung kiếm chém người. Trương Hoành Vĩ nghẹn lời, hắn còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn cũng biết tỉnh thành khác rất khó chịu khi An Nguyên thành nơi thí điểm, một vài tỉnh thành đã phản ánh vấn đề với Trung ương, điều này càng dễ khiến Hiệp hội Giám sát Chứng khoán lấy được lý do. Vậy Chủ tịch, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phòng giao dịch tài sản không thể suy sụp. Đây là chuyện đầu tiên mà Ủy ban tỉnh làm khi sang khóa mới, nó lại rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn tỉnh, có thể nói phải bằng mọi giá giữ được nó. Trương Hoành Vĩ có chút khẩn trương. Điểm này tôi tin không chỉ có chúng ta mà các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, thành phố Ando đều thấy. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua Lăng Chính Dược ngồi bên kia. Lăng Chính Dược đang nói chuyện khá vui vẻ với Tiết Nghị, hai người thoạt nhìn khá hợp ý, nói chuyện thân thiết. Đương nhiên Lăng Chính Dược cũng không coi việc người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không tới tham gia vào đâu. Có lẽ Lăng Chính Dược thấy chỉ cần có lợi cho An Nguyên, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đương nhiên phải ủng hộ. Nhưng vấn đề thường không đơn giản như vậy. Thực tế từ lúc chưa Triệu Quốc Đống đã đề cập điểm này với Lăng Chính Dược nhưng Lăng Chính Dược không quá để ý. Có lẽ Lăng Chính Dược vẫn còn chìm đắm trong việc khai trương phòng giao dịch tài sản, có lẽ cũng không cho rằng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên. Tóm lại Lăng Chính Dược cảm thấy vấn đề bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không lớn, chỉ cần thuận lợi để phòng giao dịch tài sản sống sót là tài chính sẽ không ngừng đưa vào công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, cũng là đường ra thích hợp cho tài chính tư nhân của An Nguyên. Nhưng quan trọng nhất là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có thể lấy danh nghĩa làm khó dễ không? Nếu có mà bên An Nguyên không có chuẩn bị gì thì có lẽ chưa kịp phản ứng khi đối phương bắt đầu, mình đã xong đời. Triệu Quốc Đống thấy mình cần phải nói chuyện với Lăng Chính Dược. Để Lăng Chính Dược thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ ngày mai Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ lấy một lý do không quan trọng làm khó dễ, dù là tạm thời đóng cửa phòng giao dịch tài sản cũng mang tới hậu họa vô cùng. Lăng Chính Dược đúng là đang chìm đắm trong vui sướng. Tình hình giao dịch ngày đầu làm người ta vui mừng, số tiền giao dịch đạt tới 180 triệu, tất cả trông rất tuyệt vời. Khoản tài chính kia sẽ giúp ích không nhỏ cho các công ty vừa và nhỏ của An Nguyên. Mặc dù không ít người oán giận nói điều kiện của phòng giao dịch tài sản quá nghiêm khắc, nhất là yêu cầu về tài liệu quá ngặt nghèo nhưng Lăng Chính Dược cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống. Bước đầu tiên phải ổn định, nhất định phải bảo đảm thành công, cũng nhất định phải thật tốt, làm tất cả nhà đầu tư tự tin vào phòng giao dịch tài sản, mà muốn làm được thì phải yêu cầu nghiêm khắc. Không thể không nói Triệu Quốc Đống có nhiều ý tưởng sáng tạo bên lĩnh vực kinh tế, ý tưởng thành lập phòng giao dịch tài sản Ando được đưa ra sớm đúng là chiếm ưu thế. Mấy nơi khác như Trùng Khánh, Vũ Hán chậm một bước, mặc dù bọn họ tìm mọi cách đuổi tới nhưng chậm một bước sẽ chậm nhiều bước, cuối cùng Ando là kẻ được nở nụ cười. Từ tình hình giao dịch hôm nay có thể thấy hoàn toàn vượt quá dự liệu, trước đó không ít chuyên gia tài chính dự tính lượng giao dịch vượt quá 100 triệu đã là thành công, không ngờ lượng giao dịch lại vượt trên 180 triệu. Lăng Chính Dược và Tiết Nghị cũng nghe người phụ trách phòng giao dịch tài sản báo cáo, ngoài 23 công ty thuộc nhóm đầu tiên được duyệt vào phòng giao dịch. Còn có 12 công ty đã chuẩn bị xong đợt thẩm định thứ 3, nếu không vấn đề gì thì 12 công ty này sẽ được tham gia giao dịch. Mà làm Lăng Chính Dược vui mừng chính là trong 12 công ty này có 8 công ty từ tỉnh ngoài, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy phòng giao dịch tài sản Ando sẽ giao dịch trong phạm vi không chỉ ở An Nguyên, cả khu vực đất liền thậm chí khu vực Duyên Hải đều sẽ được phòng giao dịch tài sản Ando bao trùm. Lăng Chính Dược hoàn toàn bị tâm trạng này làm si mê. Lúc trước khi Triệu Quốc Đống nói qua việc người của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không tới, Lăng Chính Dược không để ý. Phòng giao dịch tài sản Ando được thành lập về thực tế là do Trung ương tán thành, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có thể sẽ có ý kiến, điểm này Lăng Chính Dược biết nhưng việc lớn như vậy, Lăng Chính Dược không tin Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không biết lợi hại trong đó. Dù là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán rất bất mãn nhưng bọn họ nếu muốn có hành vi thì chỉ sợ phải suy nghĩ thật kỹ mới dám làm. Chính vì như vậy nên Lăng Chính Dược không quá lo, hắn tin mặc dù có chuyện nhưng mình có đủ năng lực và thời gian xử lý. Hắn cảm thấy bây giờ cần cân nhắc là làm như thế nào để sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản từng bước mở rộng ra hơn nữa. Đương nhiên đây là công việc cụ thể của Ủy ban tỉnh, nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Trương Hoành Vĩ một chút,
mở đầu tốt, như vậy làm như thế nào duy trì để xu thế phát triển này tốt đẹp mới là điều cần nghiêm túc nghiên cứu. Giai đoạn đầu có thể yêu cầu khắt khe nhưng sau đó có lẽ nên giảm bớt đôi chút, như vậy có lợi cho việc tăng sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản Ando. Quyển 20, chương 64. Ngồi ở một vị trí khác trong bàn hội nghị hình chứng, người đàn ông lùn cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, mấy vị phó chủ tịch phân biệt ngồi ở hai bên, mấy người còn lại ngồi ở các bên ngoài cửa, vẻ mặt mỗi người đều không quá tốt, người báo cáo với giọng điệu dồn dập, mồ hôi chảy ra làm cho người ta thấy y đang rất khẩn trương. Đây là ý kiến mà các anh điều tra và ý kiến của Cục Giám sát Chứng khoán An Nguyên ư? Không có câu nói rõ ràng, chỉ dựa vào cái này thì sao có thể kết luận được? Người đàn ông trung niên ngồi cạnh ông lão béo nhíu mày gõ gõ tập tài liệu rồi bất mãn nói. Phòng giao dịch tài sản Ando ít nhất đã chuẩn bị từ năm trước đó ngành giám sát chúng ta làm gì? Đúng, bên An Nguyên đã tích cực phối hợp với chúng ta, cũng báo cáo qua về tình hình của phòng giao dịch tài sản Ando, nhưng như vậy nói rõ gì? Chúng ta chỉ dựa vào báo cáo của bọn họ rồi đưa ra kết luận ư? Chúng ta đã làm được gì? Đã chính thức tiến hành vào phòng giao dịch tài sản này để nghiên cứu chưa? Tôi thấy là chưa, lần này chúng ta mà muốn quyết định thì có phải là của thả không? Lão Kim, ý của anh là tạm thời để đó. Một người đàn ông gầy đối diện họ Kim âm trầm hỏi. Tôi không nói như vậy, nhưng chúng ta phải chú ý đây là chuyện do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin dẫn đầu tiến hành. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin vừa thành lập, đám người đó đang muốn làm vài việc chứng minh mình. Phòng giao dịch tài sản Ando chẳng qua chỉ là lá bài tẩy đầu tiên của bọn họ. Mà đã là như vậy thì bọn họ nhất định sẽ rất coi trọng, Tiết Nghị không phải tham gia lễ khai trương sao. Chúng ta nếu muốn động vào phòng giao dịch tài sản Ando thì phải có đủ chứng cứ. Họ Kim cười lạnh nói. Lão Kim, tôi thấy thứ trong tay chúng ta giờ đã đủ, có lẽ còn chưa hoàn thiện nhưng ít nhất nói rõ một vấn đề đó là bọn họ lấy danh nghĩa giao dịch tài sản nhưng thực ra là giao dịch chứng khoán, mà như vậy phải kiên quyết xử lý. Người đàn ông gầy không hề khách khí phản bác. Bọn họ mới khai trương vài hôm, anh muốn từ đó đạt được nhiều hơn nữa thì có dễ vậy sao? Nếu chúng ta cứ đợi thì ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, mà như vậy sẽ khó thu thập. Lão Phương, phòng giao dịch tài sản này ít nhất hiện nay vẫn lấy danh nghĩa giao dịch tài sản, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán chúng ta cứ như vậy đón cửa một phòng giao dịch tài sản thì cần phải được Quốc vụ viện thông qua. Anh muốn thuyết phục lãnh đạo Trung ương chỉ vì mấy lời nói sao? Hay là bằng mấy thứ trong tay chúng ta? Họ Kim rất tự nhiên đáp lại. Tôi cũng biết việc càng kéo dài sẽ càng phiền phức nhưng chúng ta bây giờ cần là thu thập đủ chứng cứ, trực tiếp trình cho lãnh đạo cấp trên về lý do của chúng ta, sau đó do lãnh đạo quyết định. Lão Kim, sao tôi thấy anh đang tìm kế hoãn binh cho phòng giao dịch tài sản Ando? Nếu kéo dài như vậy, tuần sau phòng giao dịch tài sản Ando sẽ có thêm 12 công ty tham gia giao dịch, hơn nữa trong đó có 8 công ty đến từ ngoài tỉnh An Nguyên, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta muốn đóng cửa thì sợ lãnh đạo phải cân nhắc ảnh hưởng khác. Lão Phương không chịu lùi bước. Tôi thấy việc này cần nhanh chóng xử lý trong tuần này. Hai người không ngừng tranh chấp, người khác nhìn tới ông lão béo, chủ tịch Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Thái độ của hắn mới là quan trọng nhất, mà ở vấn đề phòng giao dịch tài sản Ando, vị chủ tịch này cũng hiếm khi không tỏ rõ thái độ, chỉ yêu cầu cần phải tăng cường điều tra phòng giao dịch tài sản Ando. Xác định xem có phải là lấy danh nghĩa giao dịch tài sản để giao dịch chứng khoán không. Nhưng vấn đề này vốn là vấn đề đi trên làn ranh giới, muốn chứng thực thì phải xem thái độ của lãnh đạo. Trước khi chủ tịch có thái độ rõ ràng, Cục Giám sát công ty không niêm yết cũng thấy đây là việc khó giải quyết, chỉ có thể tiến hành điều tra cẩn thận rồi báo cáo. Lão Vi, anh thấy sao? Vừa nãy anh đã giới thiệu qua về tình hình điều tra, khá nhất trí với Cục Giám sát Chứng khoán An Nguyên. Tôi bây giờ muốn nghe ý kiến của anh ở vấn đề này. Chủ tịch nhướng mày nói rất nhẹ nhàng nhưng không ai có thể coi thường y. Cục trưởng Cục Giám sát công ty không niêm yết, Phi Quang Lộc có chút chần chờ nhìn một chút hai vị phó chủ tịch có thái độ khác nhau. Hắn nuốt nước bọt, hắn biết mình lúc này không thể nói hời hợi cho qua chuyện, chỉ có thể lấy việc, nói về cái nhìn của mình, về phần thái độ thì hắn tuyệt đối không nói rõ. Hắn không muốn xen vào việc này. Chủ tịch. Thực tế từ nửa năm trước chúng tôi đã chú ý đến tư tưởng này của An Nguyên. Phòng giao dịch tài sản Ando không phải thứ mới mẻ gì, thực tế ở mấy nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trịnh Châu, Trùng Khánh đều có phòng giao dịch tài sản như vậy. Nhưng từ năm 98, Quốc vụ viện đưa ra lệnh cấm khiến các phòng giao dịch tài sản này về cơ bản không còn hoạt động,
mãi đến năm 2002 thị trường giao dịch này mới bắt đầu hồi phục. Nhất là ở một số tỉnh vì xúc tiến giao dịch về tài chính, kỹ thuật cho các công ty mà chủ động tham gia cổ phần, cũng nhanh chóng thực hiện nhà nước khống chế cổ phần. Có nhà nước làm chỗ dựa nên thị trường giao dịch này nhanh chóng phát triển. Các công ty vừa và nhỏ, kinh tế tư nhân đang phát triển rất nhanh nhưng thị trường tài chính của chúng ta lại không thể đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Căn cứ số liệu thống kê đã được xác minh của nước ngoài, trình độ tích cực trong phát triển kinh tế của một quốc gia thường là thông qua hoàn cảnh phát triển của công ty vừa và nhỏ mà thể hiện một cách rõ ràng nhất. Mà thị trường tài chính Trung Quốc dù là cơ cấu ngân hàng hay thị trường chứng khoán đều có yêu cầu khắt khe với công ty vừa và nhỏ, nó cũng làm khó cho nguồn tài chính của các công ty này. Mà phòng giao dịch tài sản Ando chính là sinh ra ở tình huống này. Ngoài ra do thị trường tài chính Trung Quốc chưa kiện toàn, các nhà đầu tư thiếu con đường, công ty vừa và nhỏ lại thiếu nguồn tài chính, vì vậy ở khu vực đất liền đã không ngừng xuất hiện hiện tượng cho vay nặng lãi. Trên thực tế mọi người chúng ta đều biết ở khu vực Duyên Hải nhất là Chiết Giang thì việc vay nặng lãi đã đạt đến tình trạng đáng sợ. Mặc dù chính quyền các cấp có đủ biện pháp đả kích hành vi này nhưng đây chỉ là chữa trên ngọn, bỏ gốc. Chủ yếu vẫn là muốn tìm đường ra cho đầu tư tư nhân. Ở điểm này tôi cảm thấy phòng giao dịch tài sản Ando đi ở phía trước, coi như là bước đầu cho sự phá băng. Vị chủ tịch càng lúc càng tỏ vẻ hứng thú nhưng ai đều biết đây chỉ là vẻ bề ngoài, tâm tư của vị chủ tịch này là không thể đoán định. Có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, có gì chưa từng thấy. Đây chính là bối cảnh mà phòng giao dịch tài sản Ando sinh ra. Phải nói trước đó bên An Nguyên cũng đã ý thức được phương diện này nhưng không thực hiện được. Bắt đầu từ năm trước Ando đã tăng cường cách làm ở phương diện này, nhất là khi bọn họ kéo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đang chuẩn bị thành lập vào. Mà Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng rất muốn làm ra thành tích sau khi thành lập, hai bên kết nối kết quả mô hình phòng giao dịch tài sản đã xuất hiện. Đương nhiên bên An Nguyên cũng nhiều lần liên lạc đề nghị chúng ta chỉ đạo nghiệp vụ. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể có câu trả lời thuyết phục về hình thức giao dịch của bọn họ, cho nên chủ yếu là quan sát. Căn cứ cách thức giao dịch của bọn họ thì thực tế bọn họ đã có mô hình sơ bộ của giao dịch chứng khoán, một vài biểu hiện bề ngoài không thể nói rõ bọn họ có tiến hành giao dịch chứng khoán phi pháp hay không, điểm này tôi nghĩ mọi người ở đây đều là chuyên gia, không cần tôi giải thích. Từ thủ đoạn cùng với hình thức giao dịch của bọn họ thì có nhiều cái là áp dụng nguyên cách của trung tâm giao dịch chứng khoán. Có lẽ điểm khác nhau nhất là bọn họ tiến hành không phải là giao dịch cổ phiếu của công ty lên thị trường chứng khoán mà thôi. Nói nửa ngày nhưng Lão Vi cũng không đưa ra thái độ mang tính định hướng ư. Đã có mô hình sơ bộ của giao dịch chứng khoán nhưng hình thức vẫn còn có chút khác biệt, mấy từ này anh nói ra để lừa ai. Vị chủ tịch hơi xa sầm mặt, giọng thoáng đề cao đôi chút. Đây là kết quả của cục anh. Kết quả này quá hàm hồ như đá bóng cho người khác, chính sách không rõ ràng, thứ đứng ở trên bờ. Nghe chủ tịch nói như vậy, mọi người ở đây đều vô thức nhìn xuống bàn, cả phòng hội nghị ở nên yên tĩnh. Hừ, Vi Quang Lộc, tôi rất không hài lòng về tài liệu điều tra của các anh, không đưa ra thái độ, nếu như thật sự là giao dịch chứng khoán phi pháp thì chúng ta đương nhiên phải ra lệnh cấm. Không ai có thể vi phạm nguyên tắc, dù hắn xuất phát từ mục đích gì. Chủ tịch lạnh nhạt nói, tôi cho anh nửa ngày, viết lại báo cáo điều tra, đưa ra thái độ rõ ràng. Thứ hai. Lão Phương, Lão Kim, ba chúng ta đến báo cáo với Phó Thủ tướng Bành. Quyển 20, chương 65. Bỏ máy xuống, vẻ mặt Lăng Chính Dược trở nên âm trầm. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu với Triệu Quốc Đống, tin tức là thật, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đúng là chuẩn bị muốn có hành động. Chẳng qua đối phương có lẽ còn dành cho An Nguyên một chút thời gian, thứ 6 đến thứ 2, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày này quyết định vận mệnh của phòng giao dịch tài sản Ando. Xem ra mình có chút khinh thường, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không phải hòa thuận như tưởng tượng, đám này là một con chó rình chuột, đã cắn là cắn chết. Quốc Đống, tình hình về cơ bản là thật, Cục Giám sát Công ty không niêm yết của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đã đưa ra một bản ý kiến, cho rằng phòng giao dịch tài sản Ando về danh nghĩa là giao dịch tài sản nhưng thật ra là giao dịch chứng khoán phi pháp, yêu cầu đóng cửa phòng giao dịch tài sản Ando. Ý kiến này đã được Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thống nhất. Có thể tuần sau bọn họ sẽ báo cáo lên Quốc vụ viện yêu cầu xử lý. Xem ra đám người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán coi phòng giao dịch tài sản Ando là cái đinh trong mắt rồi. Lăng Chính Dược hút một hơi, cảm thấy miệng khô khốc. Khó khăn lắm thấy một tia hy vọng nhưng mây đen vần vũ, làm việc cũng khó như vậy sao? Bí thư Lăng, anh nói Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đã hình thành ý kiến. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.
Ừ, nếu không bọn họ sẽ không lấy danh nghĩa Hiệp hội Giám sát Chứng khoán báo cáo lên Quốc vụ viện. Lăng Chính Dược ngẩn ra. Cậu cảm thấy trong này có gì cổ quái? Ồ, Bí thư Lăng, tôi cảm thấy ở đây còn có cái cần bàn. Cục Giám sát Chứng khoán tỉnh lộ tin này với chúng ta sợ rằng không đơn giản là do bọn họ muốn quan hệ tốt với An Nguyên. Cục Giám sát Chứng khoán là đơn vị trực thuộc Trung ương, nếu là chuyện khác thì bọn họ còn có thể lộ, chuyện này sao bọn họ có thể nói được? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Cho nên tôi cảm thấy trong này sợ là có chút vấn đề. Cậu nói là trong Hiệp hội Giám sát Chứng khoán còn có tranh luận. Mắt Lăng Chính Dược lóe lên. Nhất định, hơn nữa tôi đoán thái độ của Chủ tịch Thường cũng không quá kiên quyết. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ. Ồ, cậu cảm thấy thái độ của Thường Đức Lâm vẫn còn cơ hội làm hòa. Lăng Chính Dược thoáng yên tâm nhưng vẫn có chút không tin. Bí thư Lăng, ngài nghĩ xem nếu thái độ của Chủ tịch Thường thật sự rõ ràng thì còn đợi đến thứ hai sao, sợ là đã sớm trình lên Quốc vụ viện. Ngoài ra nếu Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thật sự muốn đối phó chúng ta thì cũng rất đơn giản. Đưa ra lệnh cấm giao dịch là làm chúng ta gấp rồi, nhưng bọn họ không làm như vậy. Hơn nữa năm trước tôi ở trong một trường hợp đề cập về phòng giao dịch tài sản với Chủ tịch Thường, y không tỏ thái độ nhưng y cũng nói thứ gì có lợi cho phát triển kinh tế đều cần ủng hộ. Tôi thấy lời này có hàm nghĩa rất sâu. Nếu được như vậy là tốt nhất, chẳng qua chúng ta cũng không thể xem nhẹ việc này. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thể hiện rất cứng rắn. Tôi có chút lo lắng Phó Thủ tướng Bành sẽ bị thuyết phục, đồng ý có biện pháp thì chúng ta sẽ bị động. Lăng Chính Dược suy nghĩ một chút. Quốc Đống, xem ra cuối tuần chúng ta không thể nghỉ ngơi rồi, phải lên Bắc Kinh một chuyến. Tôi lập tức liên lạc với thư ký của Phó Thủ tướng Bành, xem có thể sắp xếp thời gian vào thứ Bảy, Chủ nhật để báo cáo không. Nếu có thể thì tôi dự định sẽ tìm thời gian trực tiếp báo cáo chuyên đề với Thủ tướng Tô. Ừ, tôi đồng ý. Mặc kệ Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thật tâm hay giả ý, tóm lại bọn họ cho chúng ta thời gian và cơ hội, như vậy chúng ta sẽ tranh thủ. Chúng ta mất nhiều tâm huyết mới thành lập được phòng giao dịch tài sản Ando, sang tuần sau có thêm 12 công ty đến giao dịch, đến ngày hôm qua thì số tài khoản đăng ký đã đạt 250.000, có lẽ tháng này sẽ đột phá 600.000, tổng giá trị giao dịch hàng ngày đều tăng, đây là còn do nhiều người chưa quen với phần mềm giao dịch. Nhiều giao dịch không thành công, có lẽ đến cuối tháng kim ngạch sẽ đạt mỗi ngày trên 500 triệu. Triệu Quốc Đống cũng tin tưởng. Phòng giao dịch tài sản Ando tuyệt đối không thể đóng cửa, đây là cơ hội trọng đại cho sự phát triển của An Nguyên chúng ta, nhất là bây giờ đã hấp dẫn các công ty vừa và nhỏ ở mấy tỉnh lân cận đến, có thể nói cũng là hấp dẫn nguồn tài chính về An Nguyên chúng ta. Đúng vậy, trận này chỉ được thắng, không được phép thua. Có thể nói đây cũng là tài sản lớn nhất mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh khóa này lưu lại cho An Nguyên. Lăng Chính Dược đứng lên như cố kìm nén cảm giác mênh mông trong lòng. Dù là như thế nào thì chúng ta cũng phải giữ phòng giao dịch tài sản lại, chỉ cần có thể giữ thì mọi điều kiện đều có thể nhượng bộ. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt. Sau hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Triệu Quốc Đống không ở lại Bắc Kinh lâu. Dù Lưu Nhược Đồng đã mang thai gần 8 tháng nhưng do công việc nặng nề nên hắn dù muốn ở lại vài ngày với Nhược Đồng mà vẫn phải cắn răng bay về Ando. Tỉnh có rất nhiều công việc phải làm, mặc dù Lăng Chính Dược cũng nói cho hắn có thể ở Bắc Kinh 2 hôm nhưng hắn không ở. Chẳng qua như hôm nay Lăng Chính Dược đề xuất lên Bắc Kinh báo cáo công việc, Triệu Quốc Đống đương nhiên có thể sớm lên Bắc Kinh. Lăng Chính Dược đến sáng Chủ nhật sẽ báo cáo công việc với Phó Thủ tướng Bành Tiến Quốc. Đến lúc đó Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược sẽ cùng tham gia. Cho nên Lăng Chính Dược nói với Lăng Chính Dược là mình lên Bắc Kinh trước. Triệu Quốc Đống và Âu Dương Cẩm Hoa cùng lên Bắc Kinh. Ngày cưới của Âu Dương Cẩm Hoa đã xác định vào 1/5, còn khoảng 20 ngày nữa nhưng tỉnh nhiều việc nên Âu Dương Cẩm Hoa không dành được thời gian đi lo liệu, nó làm bên nhà gái rất không hài lòng. Cũng may Quách Hiểu là cô gái hiểu lý lẽ, biết bạn trai vì công việc. Nhất là đi theo Triệu Quốc Đống thì tương lai càng rộng mở cho nên cô phụ trách hết việc lo liệu đám cưới. Âu Dương Cẩm Hoa rất cảm động, lần này có cơ hội Bắc Kinh thì hắn đương nhiên phải dẫn Âu Dương Cẩm Hoa theo. Chủ tịch, Lưu tỷ sắp sinh rồi phải không? Âu Dương Cẩm Hoa xách hành lý đi theo Triệu Quốc Đống. Còn hơn tháng nữa, theo dự tính là tháng 6, ôi, mấy tháng này lại là lúc bận nhất, tôi có chút áy náy. Triệu Quốc Đống bây giờ gần như không giấu gì Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa rất giỏi tìm được đề tài phá cục diện bế tắc, giỏi điều chỉnh không khí nói chuyện. Dù sao tuổi hai người chênh nhau không nhiều, có nhiều tiếng nói chung. Chủ tịch, ngài cũng không nên nghĩ nhiều như vậy,
tôi thấy phòng giao dịch tài sản Lưu tỷ rất giỏi tự lập, lại đang ở nhà mẹ nên không vấn đề gì. Lưu tỷ cũng sẽ giải thích cho ngài. Quách Hiểu trong thời gian này cũng hay đến chỗ Lưu tỷ, nói Lưu tỷ không có phản ứng gì lớn, tâm trạng vui vẻ, có thể ăn ngủ ngon. Vậy phải cảm ơn Tiểu Quách rồi. Tính cách Lưu tỷ cậu khá lạnh, không có bạn mấy, may là có thể hợp với Tiểu Quách, nếu không một mình ở Bắc Kinh tôi đúng là có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống cũng có chút cảm động, Quách Hiểu và Nhược Đồng đúng là hợp nhau, điều này làm hắn vui vẻ. Chủ tịch, ngài cũng đừng nghĩ Lưu tỷ như vậy. Lưu tỷ tuy hơi lạnh nhạt nhưng tôi nghe Tiểu Quách nói ở Bộ Tổng Tham mưu thì có mấy người có quan hệ mật thiết với Lưu tỷ, chẳng qua bọn họ đều bận công việc của mình, hơn nữa bây giờ Lưu tỷ có thai nên ít qua lại mà thôi. Âu Dương Cẩm Hoa cười nói. Ừ, Lưu tỷ cậu là người như vậy, trong lòng không muốn bỏ công việc của mình, luôn cảm thấy công việc là quan trọng nhất. Tôi đã bảo cô ấy điều tới Ando, cô nói Ando không thích hợp với công việc của mình, sở trường của cô chỉ có thể phát huy ở Bộ Tổng Tham mưu. Cô không muốn buông tha công việc của mình. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Đúng, hôn sự của cậu chuẩn bị thế nào rồi? Chờ thời gian nữa hết bận thì tôi cho cậu nghỉ bù. Âu Dương Cẩm Hoa có chút cảm động, Triệu Quốc Đống đã mấy lần nói với hắn, nói áy náy vì chậm hôn sự của hắn, chủ tịch tỉnh có thể quan tâm chăm sóc cho thư ký như vậy, có mấy người có thể làm được. Quyển 20, chương 66. Âu Dương Cẩm Hoa từ xa đã thấy xe của văn phòng Bắc Kinh, Ủy ban tỉnh An Nguyên từ từ lái tới. Chủ nhiệm văn phòng không đợi xe dừng ổn đã vội vàng nhảy xuống xe, mở cửa cho Triệu Quốc Đống. Xe đầu tiên đưa Âu Dương Cẩm Hoa đến chỗ hẹn với Quách Hiểu, Triệu Quốc Đống sau đó mới về nhà. Chi tiết nhỏ này làm chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh thấy được, có thể được xếp đưa về trước, điều này không có nhiều người được đãi ngộ như vậy. Có thể làm chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh đương nhiên là người thông minh, nhạy bén. Mặc dù vị chủ nhiệm này được bổ nhiệm từ thời Tần Hạo Nghiên nhưng có thể nhảy được tới vị trí này đương nhiên cũng có nhiều quan hệ. Chủ tịch, nghe nói thư ký Âu Dương sắp kết hôn. Chủ nhiệm văn phòng cười hì hì nói. Ừ, tôi lên Bắc Kinh có chút chuyện cũng thuận tiện để Âu Dương về xử lý hôn sự của mình. Âu Dương theo tôi lâu như vậy, tỉnh nhiều việc nên không có thời gian rảnh. Hai hôm nay vừa lúc để cậu ta nghỉ. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Chủ tịch. Thư ký Âu Dương nhất định rất bận, văn phòng Bắc Kinh chúng tôi trong thời gian này cũng không bận, thư ký Âu Dương về cũng không có xe, nếu không ngài để văn phòng Bắc Kinh phái một xe tới cho thư ký Âu Dương, coi như là hỗ trợ. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhướng mày, người này đúng là biết nghĩ. Chẳng qua cũng đúng, Âu Dương về không có nhiều thời gian, lần này về nhất định phải đi mua sắm, liên lạc đôi chút. Có chiếc xe cũng thuận tiện hơn nhiều. Ừ, như vậy cũng được, anh liên lạc với Âu Dương. Nếu như cần lái xe thì anh bố trí lái xe, nếu không cần thì anh đưa xe tới, mấy hôm tới tôi không cần xe. Chiều mai Bí Thư Lăng tới, để xe này cho Bí Thư Lăng dùng là được. Triệu Quốc Đống gật đầu. Vậy sao được, Chủ tịch, điểm này ngài cứ yên tâm, tôi ở Bắc Kinh đã 2 năm, chuẩn bị 2 chiếc xe cũng không khó, cam đoan làm tốt. Chủ nhiệm Quách vỗ ngực cam đoan. Triệu Quốc Đống từ trong mộng tỉnh lại cảm nhận được làn hơi ấm áp bên cạnh, hắn mới ý thức được mình đang ở nhà. Phụ nữ có thai hay thèm ngủ, Lưu Nhược Đồng vốn sống có giờ rất nhất định cũng không tránh được điểm này. Đã là 7 giờ mà cô vẫn ngủ rất ngon. Bảo mẫu đã sớm dậy, cô ta rất chăm chỉ nhưng ít nói. Chẳng qua đây lại phù hợp với Lưu Nhược Đồng. Đáp chăn cho Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống lặng lẽ đứng lên ra ngoài ban công tập thể dục, mãi cho đến khi người nóng lên mới về phòng. Lúc này Lưu Nhược Đồng đã dậy đi rửa mặt. Phụ nữ có thai 8 tháng nên khá nặng nề, bước đi khó khăn. Một người phụ nữ xinh đẹp thon thả thoáng cái thành bụng bự, biến hóa quá lớn. Dậy rồi à, anh thấy em ngủ rất ngon nên muốn em ngủ thêm lúc nữa. Triệu Quốc Đống cười nói. Vâng, ngủ nhiều hơn trước đây, chẳng qua cũng có chút quy luật, không đến mức lúc nào cũng thèm ngủ. Lưu Nhược Đồng có chút xấu hổ, sau khi có thai cô phát hiện tâm trạng mình thay đổi nhiều, nhiều việc vốn để trong lòng cũng có thể nói thẳng, con người cũng dễ dàng hơn. Ăn sáng xong Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng ra ngoài đi một vòng, hai người hiếm khi có cơ hội như vậy. Anh định chiều gặp y, tứ tỷ nói y là kẻ giàu mỡ không vào, rất khó thuyết phục. Khoác tay Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng vừa đi vừa nói. Anh không định thuyết phục y có thể lên tới vị trí này thì chẳng lẽ còn không rõ nguyên nhân sự việc sao, chẳng lẽ không có quan điểm của mình. Nếu y có quan điểm của mình thì đâu thể nào thuyết phục được. Triệu Quốc Đống nhún vai.
y có lẽ có thể thay đổi thái độ nhưng tuyệt đối không vì ai thuyết phục, chỉ có thể do quyền lực can thiệp mà thôi. Nếu là như vậy thì sao anh còn muốn tứ tỷ liên lạc với y? Lưu Nhược Đồng khó hiểu hỏi. Theo tình hình hiện nay thì y còn không phải là phái ngoan cố kiên quyết phản đối sự tồn tại của phòng giao dịch tài sản Ando, nhưng y nhất định cũng rất khó chịu vì việc phòng giao dịch tài sản Ando nằm ngoài phạm vi giám sát của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Chẳng qua y biết rõ nếu phòng giao dịch tài sản Ando đã sinh ra thì muốn đóng cửa nó thì sẽ tạo ra tác dụng trái chiều rất lớn, cho nên y cho An Nguyên một cơ hội để xem An Nguyên có thể tìm được đường hay không. Tìm đường. Lưu Nhược Đồng có chút khó hiểu. Mặc dù hắn không phải kiên quyết phản đối sự tồn tại của phòng giao dịch tài sản Ando, nhưng anh đoán ý kiến phản đối ở Hiệp hội Giám sát Chứng khoán là rất lớn. Y vừa muốn tránh liên quan nhưng không thể không tính tới áp lực trong Hiệp hội cho nên mới làm như vậy. Triệu Quốc Đống gật đầu, ánh mắt nhìn ven đường. Đã lâu không đi dạo ở Bắc Kinh như vậy. Cáo già đúng là cáo già, nhẹ nhàng đẩy là trách nhiệm và cơ hội lên hết người An Nguyên. An Nguyên phải nhận ân tình của y. Vậy hôm nay anh định nói chuyện gì với y? Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút. Phạm vi nói chuyện rất rộng, chẳng qua anh sẽ có thể hiểu được ý đồ thật của y, cùng với suy nghĩ bây giờ của y. Anh vẫn không cho rằng hoạt động giao dịch lớn như vậy của phòng giao dịch tài sản Ando lại có thể không có Hiệp hội Giám sát Chứng khoán tham gia, về phần giao dịch tài sản hay là giao dịch chứng khoán thì không quan trọng. Chủ yếu là phòng giao dịch tài sản Ando cung cấp sân khấu cho các công ty vừa và nhỏ nối tiếp với các nhà đầu tư. Hơn nữa sân khấu này bây giờ làm khá tốt, có chuyện thì có thể ngồi xuống bàn bạc giải quyết chứ không phải là đóng cửa. Nó không phù hợp nguyên tắc thực tế. Lưu Nhược Đồng im lặng không nói. Triệu Quốc Đống bây giờ đã không phải hắn trước đây, hắn có quan điểm và tư tưởng, phương thức làm việc của mình. Lưu Kiều cùng lắm chỉ làm trung gian mà thôi, chính thức giao tiếp có hiệu quả hay không là do chính hắn và y. Người ngoài không thể xen lời trong vấn đề này. Hai ngày thứ bảy chủ nhật là hai ngày rất quan trọng đối với phòng giao dịch tài sản Ando. Nếu như không thể thành công thuyết phục Phó Thủ tướng Bành trước khi Hiệp hội Giám sát Chứng khoán trình báo cáo lên Quốc vụ viện, như vậy một khi Phó Thủ tướng Bành ở mức độ nhất định thừa nhận quan điểm của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, như vậy phòng giao dịch tài sản Ando rất có thể bị dừng kinh doanh, điều tra chỉnh đốn, đây là điều mà An Nguyên không muốn thấy. Cho nên An Nguyên phải cần báo cáo với Phó Thủ tướng Bành trước, ít nhất muốn đảm bảo dù có tiếp nhận điều tra thì phòng giao dịch tài sản Ando vẫn được phép kinh doanh. Thời tiết mùa xuân Bắc Kinh không làm người ta thoải mái mấy, còn có cả chút gió cắt khô nóng. Đối với người quen thời tiết ẩm ướt phía nam thì giữ được làn da đủ độ ẩm cũng là một vấn đề. Trong hoa viên nhỏ, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đi hai bên một người đàn ông tóc đã nhuốm bạc. Phó Thủ tướng, chúng tôi thừa nhận phòng giao dịch tài sản Ando nếu như nói không có chút vấn đề gì thì không thực tế, dù sao cũng là thứ mới, nhiều điểm còn chưa quá quy phạm. Bên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng chỉ đạo vĩ mô cho chúng tôi, cụ thể còn do tỉnh phụ trách. Chúng tôi cũng rất hy vọng Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có thể chỉ đạo giúp. Như vậy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ chỉ đạo về chính sách vĩ mô, còn Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ giám sát công việc hàng ngày, tôi tin phòng giao dịch tài sản Ando sẽ làm tốt hơn nữa. Bành Tiến Quốc một bên nghiêng đầu nghe Triệu Quốc Đống báo cáo, một bên khẽ mỉm cười lắc đầu. Quốc Đống, điểm xuất phát của cậu vẫn là đứng trên nguyên tắc nghiệp vụ của phòng giao dịch tài sản Ando đều phù hợp. Nhưng phòng giao dịch tài sản Ando chỉ giao dịch tài sản đơn thuần sao? Có biến chất thành giao dịch chứng khoán không? Nếu có khi Trung ương chưa có kế hoạch thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán thứ ba, Ando làm như vậy có phải là thử điểm giới hạn của Trung ương không? Quyển 20, chương 67. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống thoáng nhìn nhau, nếu như Bành Tiến Quốc cũng nhận định như vậy thì vận mệnh của phòng giao dịch tài sản Ando đúng là đáng lo. Nhưng giọng điệu của Bành Tiến Quốc lại có vẻ khác khác nên Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là cảnh báo đầy thiện ý, không đóng hoàn toàn cửa lại. Bành Tiến Quốc có lẽ đang cần một lý do thuyết phục để y không muốn dùng cách đóng cửa phòng giao dịch tài sản Ando để giải quyết vấn đề. Phó Thủ tướng, chúng tôi suy nghĩ như thế này, thực tế thì do tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều nhân tố không xác định, mà các công ty vừa và nhỏ khu vực đất liền lại gặp nhiều khó khăn về tài chính. Làm như thế nào để giải quyết khó khăn về tài chính là điều mà tỉnh ủy An Nguyên chúng tôi vẫn cân nhắc. Nhưng ngài cũng biết khó khăn về tài chính của các công ty vừa và nhỏ chủ yếu là do vấn đề phổ biến, do việc xây dựng hệ thống tín dụng trì trệ, các hệ thống tài chính lo lắng đến tính mạo hiểm nên hiệu quả không cao. Triệu Quốc Đống sửa lại suy nghĩ, bắt đầu cuộc thuyết phục của mình. Nhưng khu vực đất liền cần phát triển, muốn đuổi kịp khu vực duyên hải,
mà công ty vừa và nhỏ hoàn toàn đại biểu sự tích cực của kinh tế khu vực. Khu vực đất liền có nhiều tài nguyên, có sức lao động phong phú, đảng ủy, chính quyền đang kiệt lực cải thiện hoàn cảnh đầu tư và phát triển. Giải quyết sự phát triển của công ty vừa và nhỏ chính là lối ra duy nhất khi kết hợp tài nguyên thiên nhiên và sức lao động dư thừa, mà vấn đề tài chính lại là khó khăn lớn nhất hiện nay. Cho nên tỉnh ủy, ủy ban tỉnh quyết tâm bằng mọi giá cũng muốn thành lập phòng giao dịch tài sản, làm cho các công ty vừa và nhỏ đang trong giai đoạn khởi bước có thể được tài chính trong tay dân chúng ủng hộ. Nhưng điều này không có nghĩa có thể vượt quá pháp luật. Bành Tiến Quốc nở nụ cười, ngôn ngữ mặc dù là phê bình nhưng giọng điệu cũng khá thân thiện, ôn hòa. Đương nhiên, Phó Thủ tướng, tỉnh ủy, ủy ban có chừng mực. Nhưng tôi cảm thấy với tình hình thực tế mà bồi hồi không tiến thì chúng ta sẽ đánh mất càng nhiều cơ hội, cho nên tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên chúng tôi cảm thấy cần mạnh dạn tiến bước, tiến một bước xem một bước. Lăng Chính Dược bắt được thời cơ nói xen vào. Đi một bước xem một bước. Bành Tiến Quốc từ chối cho ý kiến. Phòng giao dịch tài sản An Đô là một hành động của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên, chính là một bước quan trọng phá vỡ khó khăn về tài chính của công ty vừa và nhỏ. Có thể Phó Thủ tướng cũng biết việc xây dựng hệ thống tín dụng của An Nguyên xếp hàng đầu cả nước, nhất là Ninh Lăng, nó có lợi cho sự phát triển của công ty vừa và nhỏ. Nhưng vậy còn chưa đủ, nếu kết hợp xây dựng hệ thống tín dụng với giao dịch tài sản lại với nhau thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cố gắng miêu tả tương lai tốt đẹp. Bây giờ Trung ương rất chú ý đến sự phát triển của khu vực đất liền, ví dụ như khu thí nghiệm tổng hợp Thành Du, khu kinh tế Quan Trung, Thiên Thủy, khu kinh tế Bắc Bộ Loan. Trung ương cũng cho các khu kinh tế, khu thí điểm này nhiều chính sách ưu đãi. An Nguyên cũng hy vọng được Trung ương ủng hộ. An Nguyên nằm ở vị trí chiến lược phải phát huy tác dụng càng quan trọng hơn trong nền kinh tế quốc dân, mà tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên cũng không thể đợi được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cho nên chúng tôi hy vọng dùng cố gắng của mình để thực hiện được, cũng hy vọng Trung ương cho chúng tôi hoàn cảnh thí điểm rộng mở. Nếu như phòng giao dịch tài sản An Đô tồn tại vấn đề, nó là sản vật mới thì chúng ta có thể dùng tâm lý dung nạp nhiều một chút. Nếu như sự phán định của các cơ quan chức năng khác nhau, vậy có phải nên dùng càng nhiều thời gian để điều tra, phân tích, không nên tùy ý kết luận, càng không thể dễ dàng phá vỡ sự thí điểm này. Ra khỏi văn phòng Bành Tiến Quốc, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều vô thức thở dài một tiếng. Cuộc báo cáo hôm nay về cơ bản đã đạt được mục đích nhưng cũng không thể cam đoan nhất định sẽ đi theo hy vọng của An Nguyên. Bành Tiến Quốc đương nhiên không thể tỏ rõ thái độ, chỉ là làm cho y cảm nhận tâm trạng tha thiết mong chờ phát triển của An Nguyên, cũng thể hiện thái độ thẳng thắn của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên về phòng giao dịch tài sản An Đô, dù là giám sát, điều tra như thế nào cũng có thể. Nhưng xin mời nhất định để phòng giao dịch tài sản An Đô tồn tại. Đây là ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên. Quốc Đống, cậu thấy tình hình sẽ như thế nào? Lăng Chính Dược nhìn về phía trước bình tĩnh nói. Chỉ có thể nói chúng ta về cơ bản đã trình bày suy nghĩ của mình, mà Phó Thủ tướng cũng cơ bản chấp nhận. Nhưng không có nghĩa Phó Thủ tướng sẽ tán thành ý kiến của chúng ta, nó phải xem tình hình báo cáo của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán ngày mai. Nhưng tôi tin Trung ương nếu suy nghĩ từ đại cuộc sẽ không mạo muội đóng cửa phòng giao dịch tài sản An Đô. Dù sao phòng giao dịch tài sản An Đô được thành lập do sự cố gắng của chúng ta và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Làm như thế nào xử lý cũng không thể chỉ nghe ý kiến của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, cũng cần nghe bên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nữa chứ. Ồ, tôi cũng nghĩ như vậy, mai chúng ta đi gặp Tiết Nghị trao đổi cái nhìn, cho dù coi như là một thí điểm thì chỉ cần để chúng ta tiếp tục làm cũng là thành công. Về phần ai chỉ đạo, ai giám sát không quan trọng. An Nguyên chúng ta cần chỉ là không gian phát triển. Lăng Chính Dược rất quyết đoán nói. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của An Nguyên. Chẳng qua bí thư Lăng, dù sao chuyện liên quan quá rộng, tôi đoán bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán và Quốc vụ viện gặp áp lực rất lớn. Phòng giao dịch tài sản An Đô chúng ta ngoài việc các công ty tham gia là công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoán ra thì cũng đến gần trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến. Cho nên mấy nơi này hoặc các nơi từng cạnh tranh lập phòng giao dịch tài sản với chúng ta như Trùng Khánh, Trịnh Châu đều bất mãn. Khó tránh khỏi sẽ thông qua các loại con đường gây áp lực. Từ cục diện hiện nay Trung ương mặc dù đồng ý tiến hành thí điểm ở An Nguyên nhưng cũng không thể nào đồng ý tại nơi khác. Phòng giao dịch tài sản An Đô có thể hấp dẫn các công ty và nguồn tài chính từ tỉnh xung quanh, chuyện này ai muốn thấy chứ? Ừ, ý của cậu là vẫn muốn báo cáo chuyên đề với Thủ tướng Tô. Lăng Chính Dược gật đầu nói.